Bước thứ hai là để xem đến cuối cùng có thể rằng co được bao lâu. Kéo dài càng lâu càng thì càng bất lợi đối với hai công ty, bởi vì bọn họ sẽ bị áp lực thu hồi vốn đè nặng. Sau đó tìm một thời cơ thích hợp thu mua khu chung cư của bọn họ vào tay chúng ta, như vậy những ảnh hưởng đến thị trường tạo được từ sự tuyên truyền và những cố gắng của bọn họ trong giai đoạn trước đã liền toàn bộ biến thành thành quả thắng lợi của chúng ta. Nguyên Minh Lượng ước tính bước đầu cần ít nhất số vốn 1 tỷ tệ trở lên để thu mua hai khu chung cư của hai công ty. Nếu không có 3 tỷ tệ của Triệu Tiểu Phong trong tay, thì gã chỉ cần bán tháo nhiều một chút số căn hộ đang có là có thể thu hồi lại vốn. Nhưng hiện tại lại có 3 tỷ tệ của Triệu Tiểu Phong, vậy là có thể tạm thời lấp vào đó, không phải bán tháo vội, có thể ngồi chờ giá tăng lên rồi. Theo một góc độ khác mà suy xét thì số vốn của Triệu Tiểu Phong cũng không phải là không có tác dụng gì. Phó Tiên Phong không có gì là không đồng ý với sách lược kinh doanh của Nguyên Minh Lượng, bởi vì gã hiểu rõ trong lĩnh vực kinh doanh, Nguyên Minh Lượng có suy nghĩ thấu đáo hơn gã. Dùng người phải biết chỗ quan trọng, nếu gã còn không nhận thức được sở trường sở đoản của bản thân mà lại đi so sánh với đối phương, đó là tự rước lấy nhục. Tốt, vậy cứ làm theo anh nói, tôi không có ý kiến. Phó Tiên Phong tỏ vẻ hoàn toàn tán thành, còn nói. Có lẽ sau một tháng nữa, tôi có thể thuận lợi lên đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Yến. Chờ sau khi tôi nhậm chức, sẽ lôi kéo Lý Hàm hoàn toàn về phe ta, dùng hết khả năng khiến ông ta đem tất cả các tình hình về đất đai, quy hoạch, cộng thêm cả chuyện phê duyệt và lập các dự án lớn báo lại cho tôi. Cứ như vậy, chúng ta có thể nắm trong tay nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, hắn muốn đối phó với chúng ta cũng không dễ dàng. Đầu tiên Lý Hàm sẽ kéo hắn vào chỗ chết, cho dù Lý Hàm không trị được hắn thì còn có tôi. Thân là thị trưởng chèn ép báo cáo của một bí thư quận ủy chẳng phải là chuyện nhỏ sao. Phó Tiên Phong tính toán phải phối hợp chặt chẽ giữa chính trị và kinh tế, hai bút cùng vẽ, bảo đảm không lo lắng về tài chính, thì không tin gã có quyền uy của một thị trường, có những suy nghĩ khôn khéo của Nguyên Minh Lượng trong kinh doanh, mà còn đấu không lại một mình Hạ Tưởng sao. Nếu bại dưới tay Hạ Tưởng thì thành chuyện lớn cho thiên hạ chê cười, đừng nói gã là thị trưởng. Cho dù đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy hay bí thư thành ủy thì cũng không còn mặt mũi mà gặp bác cả và chú ba, thế nào cũng bị bọn họ mắng chết cũng nên. Chỉ cần kế hoạch của Nguyên Minh Lượng tiến hành thuận lợi, sớm nhất là mùa thu năm nay, không thì đến sang năm là thị trường bất động sản quận Hạ Mã sẽ bị nuốt trọn hết sạch không còn gì. Lúc đó Nguyên Minh Lượng mang theo một khối lợi nhuận lớn nghênh ngang mà đi để lại kinh tế quận Hạ Mã vô cùng lộn xộn. Hạ Tưởng thân là bí thư quận ủy. Là lãnh đạo chịu trách nhiệm chủ yếu, cho dù không thể khiến hắn bị một trận nhớ đời thì cũng có thể làm cho hắn lưu lại những vết nhơ trong lý lịch. Tốt nhất là làm ra sự kiện lớn, khiến Hạ Tưởng chôn vùi tiền đồ ở quận Hạ Mã, cũng coi như trả được một mối thù lớn trong năm, ra mặt làm một chuyện vì Bạch Chiến Mặc. Phó Tiên Phong đầy ác ý, khẳng định là muốn làm ra một số phiền toái cho Hạ Tưởng, cho dù là sự kiện chính trị lớn hay là sự kiện kinh tế, chỉ cần có thể khiến lý lịch hắn bị bôi đen là được. Làm thế nào để có người che chở cũng không được, phải xử lý thì mới có thể bình định được sự phẫn uất của dân chúng, cho dù hắn có mạng lưới quan hệ cũng không thể bảo vệ được hắn. Phó Tiên Phong cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây cối bên ngoài đã phủ một lớp màu xanh lục, bỗng nhiên nhớ tới trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu cũng xây dựng ở quận Hạ Mã. Nếu trang trại chăn nuôi đột nhiên xảy ra vấn đề, mấy con bò bị chết, có phải Hạ Tưởng cũng là lãnh đạo phải chịu trách nhiệm? Bò của tập đoàn Tứ Ngưu không phải bò bình thường mà là bò sữa nhập khẩu, một con cũng phải từ 200.000 tệ trở lên. Đương nhiên không phải chỉ là vấn đề giá trị, tập đoàn Tứ Ngưu là doanh nghiệp ngôi sao của thành phố Yến, mượn cơ hội này hoành hành một phen, tố cáo quận Hạ Mã lên thành phố, thì cũng đủ lý do để gã làm phiền Hạ Tưởng. Ai cũng biết bới bèo tìm bọ, trong lòng Phó Tiên Phong đã có chủ ý, chỉ cần đem chuyện mấy con bò chết là do nguồn nước hoặc là môi trường của quận Hạ Mã không tốt. Tất cả đổ hết lên đầu quận Hạ Mã đã không làm tốt trách nhiệm. Sau đó lại đem chuyện Hạ Tưởng chủ động lôi kéo tập đoàn Tứ Ngưu xây dựng trang trại ở quận Hạ Mã ra, sắp đặt cho tốt, hẳn là có thể khiến cho Hạ Tưởng một phen tối mắt tối mũi. Chương 716, lo lắng. Đương nhiên, cũng có khả năng là sự việc không đơn giản như vậy, chỉ là nhất thời Phó Tiên Phong nảy ra ý tưởng thôi, nhưng ý nghĩ đã nằm trong đầu Phó Tiên Phong. Y liền cân nhắc xem có cơ hội nào tốt. Tìm Dương Quốc Anh bàn bạc một chút, để tập đoàn Tứ Ngưu phối hợp diễn trò, khiến Hạ Tưởng nếm thử một chút đau khổ. Hạ Tưởng thì không biết rằng Phó Tiên Phong muốn lấy chuyện trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu ra để trị hắn.
Hiện tại tất cả thể xác và tinh thần của hắn đều tập trung hết vào công việc, bây giờ công tác ở quận Hạ Mã ngày càng bận rộn, có rất nhiều việc đều cần nhân vật số một như hắn đích thân làm, không buông lỏng được. Ngày đầu tiên, bên phía công ty thương mại Trường Cơ sóng êm gió lặng, không có phản ứng nào hết. Ngày hôm sau cũng vô cùng tĩnh lặng. Ngày thứ ba, rốt cục công ty thương mại Trường Cơ đã có động tĩnh, tung ra kế hoạch thúc đẩy tiếp thị khuyến mại. Trên thực tế, phần đông nhà đầu tư khai phá đã rút lui khỏi quận Hạ Mã sau khi công ty thương mại Trường Cơ mua lại, việc thi công thì giao cho công ty xây dựng, còn việc tiêu thụ thì giao cho công ty thương mại Trường Cơ, ngoại trừ cái tên trên danh nghĩa thì các khu chung cư này hoàn toàn không có bất kỳ liên quan gì nữa. Quyền tiêu thụ và độc lập hạch toán đã giao toàn bộ vào trong tay công ty thương mại Trường Cơ, bởi vậy, khi nào công ty thương mại Trường Cơ xúc tiến việc tiêu thụ và các số liệu tiêu thụ chính xác đều là chuyện cơ mật. Cho nên sau khi công ty thương mại Trường Cơ tiến hành kế hoạch tiếp thị khuyến mại, Hạ Tưởng cũng khá là giật mình kinh ngạc, vì thủ đoạn tiếp thị khuyến mại của Nguyên Minh Lượng quả nhiên là cao minh, so với hắn thì cao siêu hơn không phải ít. Công ty thương mại Trường Cơ chia các khu đô thị họ đang thao túng thành các khu vực. Đối với khu đô thị có địa điểm ở trung tâm, thì đưa ra chiêu mua nhà được tặng chỗ để xe, đồ nội thất. Các khu đô thị ở xa xôi bên ngoài thì thành nhà cho người thu nhập thấp. Mua nhà được tặng đồ dùng gia đình, tặng một chiếc xe giá cả phải chăng. Còn các khu biệt thự hạng sang thì được tặng đầy đủ các dịch vụ khi mua nhà, chỗ đậu xe, đầy đủ đồ nội thất trong nhà, đồng thời còn miễn phí giới thiệu người dọn dẹp và bảo mẫu giỏi, và những thứ khác tóm lại là đủ kiểu tiếp thị khuyến mại. Hơn nữa còn phân chia vô cùng tỉ mỉ, hiển nhiên là đã làm phân tích thị trường rất cẩn thận, và sau khi có kết quả còn xác định vị trí tương ứng. Do công ty thương mại Trường Cơ đã khống chế trên dưới 60% số căn hộ ở quận Hạ Mã, nên mức độ thúc đẩy tiếp thị khuyến mại của nó lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường bất động sản quận Hạ Mã, chỗ nào cũng nghe hơi tiếng của chiến dịch tiếp thị khuyến mại này, liên tiếp khiến cho toàn bộ quận Hạ Mã náo nhiệt như một cái chợ, sôi động vô cùng. Kể từ đó, gần như tất cả các khu chung cư đều đặc biệt tiến hành những hoạt động tiếp thị khuyến mại lớn, cả quận Hạ Mã sôi trào, thành phố Yến cũng sôi trào. Tuy rằng mức độ tiếp thị khuyến mại lúc này không yếu, đồng nghĩa với việc giá cả giảm dần, đối với công ty thương mại Trường Cơ là một tổn thất không nhỏ, nhưng vì trong tay công ty thương mại Trường Cơ có số lượng lớn các khu chung cư, số lượng căn hộ chiếm tỷ lệ lớn, nên hoạt động tiếp thị khuyến mại đã đem đến sự tăng vọt trong tiêu thụ, đại bộ phần tiền mua nhà của dân chúng đều rơi vào hầu bao của Nguyên Minh Lượng. Đòn phản kích của Nguyên Minh Lượng thật là sắc bén, mức độ rất mạnh, còn nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Hạ Tưởng. Liền càng làm cho Hạ Tưởng kiên định với ý nghĩ của hắn rằng việc Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong tiếp xúc với nhau, khẳng định là đã đề cập đến vấn đề đầu tư. Vừa nghĩ tới Triệu Tiểu Phong, hắn lại vô tình nhớ tới lần trước Phó Tiên Tiên gọi điện thoại, nói là cô biết một chút tin tức, muốn hắn gọi điện thoại cho cô. Gần đây Hạ Tưởng bận rộn chuyện công tác, làm sao nhớ được chuyện phải gọi điện thoại cho Phó Tiên Tiên chứ? Bây giờ nghĩ tới, hơi do dự một chút, hay là gọi điện thoại cho Phó Tiên Tiên thử xem. Thôi đi, hay là chờ một chút vậy, không nhất định phải biết được chân tướng sự việc từ Phó Tiên Tiên, có lẽ còn có con đường khác. Tiểu ma nữ Phó Tiên Tiên này hay trêu chọc người khác, làm không tốt chuyện lại gây ra thị phi, Hạ Tưởng cũng chẳng mong muốn điều đó. Thứ hai, ngày mùng 1 tháng 3, công ty bất động sản Nam Tân và công ty bất động sản Quảng Hạ đồng thời khởi công, cùng nhau đưa ra hai khu đô thị thú vị Đông Mỹ và Tây Lệ ở thành phố Yến. Nhấn mạnh trong tuyên truyền là bên bờ sông Hạ Mã, đất lành chim đậu, nhân tài tập hợp, cuộc sống tuyệt vời. Từ ngữ trong quảng cáo cũng đủ thấy kích động, còn giá cả bắt đầu phiên giao dịch của hai khu đô thị lại có sự đồng nhất đáng ngạc nhiên. Cũng là một giá thấp kinh người, khởi điểm là 2.500 tệ. Lại là một quả bom tấn siêu cấp. Một hòn đá tạo thành nhiều tầng sóng Đông Mỹ và Tây Lệ sở hữu một vị trí vàng, cách quận ủy rất gần, hạ tầng cơ sở khu vực xung quanh đều đầy đủ hết. Khoảng cách đến sông Hạ Mã chỉ mấy trăm mét. Khoảng cách với siêu thị Trường Cơ cũng chỉ có khoảng 500 mét, trong bán kính 1 cây số xung quanh có đủ các trường học nổi tiếng, bệnh viện, ngân hàng, là khu chung cư thích hợp cho việc cư ngụ nhất trong số những khu chung cư sắp bắt đầu phiên giao dịch. Hơn nữa, thiết kế của hai khu Đông Mỹ Tây Lệ này một ở phía đông một ở phía tây, kẻ hô người ứng, vô cùng thích hợp cho bạn bè cùng mua, vừa có thể duy trì tình bạn, lại có thể giữ được khoảng cách thích hợp. Có thể nói là một công đôi việc. Lấy giá thấp như vậy gia nhập thị trường, lại là một ý tưởng sáng tạo hay,
ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của các thành phần nam nữ trí thức theo đuổi một cuộc sống chất lượng. Đài truyền hình, báo chí và giới truyền thông đều làm giống như là phát hiện ra châu lục mới vậy, đều đến xin phỏng vấn, nhất thời trở nên nổi bật có 102. Hai khu Đông Mỹ Tây Lệ bắt đầu phiên giao dịch, lập tức xu thế tiêu thụ của Nguyên Minh Lượng yếu đi hơn nửa, rất nhiều người cầm tiền mua nhà đều chuyển hướng đến khu Đông Mỹ Tây Lệ, nhất là những thanh niên nam nữ đang chuẩn bị kết hôn, đều suy nghĩ xuất phát từ việc cho con cái đến trường, nên mới chuyển mục tiêu, tất cả sôi nổi hướng về phía hai khu đô thị Đông Mỹ Tây Lệ. Trong một lúc nhất thời, hai khu đô thị Đông Mỹ Tây Lệ đạt được tiếng tăm vang dội. Đồng thời thị trường bất động sản quận Hạ Mã cũng trở nên gió nổi mây vần, náo động một khoảng, các nhà đầu tư khai phá bất động sản lớn nhỏ đều có cảm giác lạnh lẽo, ai cũng đều bất an, như lâm vào một cơn đại dịch, chẳng lẽ nhà đầu tư khai phá bất động sản ở quận Hạ Mã đã tiến nhập vào thời kỳ chiến quốc hay sao? Cùng lúc đó, Nguyên Minh Lượng cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, tuy rằng không đến mức bởi vì mấy khu chung cư mới bắt đầu phiên giao dịch khiến cho gã bị tổn thương nguyên khí. Nhưng nguyên nhân là mấy công ty đó lấy giá thấp gia nhập thị trường, đã khiến lợi nhuận của gã giảm đi. Hơn nữa, 3 tỷ tệ tiền vốn của Triệu Tiểu Phong nhập vào cũng phải trả lãi, kẹt ở giữa, gã liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nguyên Minh Lượng lại hướng cái nhìn về phía quận ủy, rất khó nói sau lưng một loạt sự kiện này không có bàn tay thúc đẩy của Hạ Tưởng, nhưng nghi ngờ thì vẫn là nghi ngờ, gã vẫn không hoàn toàn tin là Hạ Tưởng có năng lực thao túng mấy nhà đầu tư khai phá lớn đó. Nhà đầu tư khai phá nào cũng muốn kiếm tiền, muốn áp dụng sách lược giá thấp thì cũng không phải chuyện Hạ Tưởng muốn mà can thiệp vào được. Nhưng nếu sau lưng không có bàn tay thúc đẩy thì làm sao cả mấy nhà đầu tư khai phá có khả năng cùng nhịp mà lấy giá thấp gia nhập thị trường như vậy? Nếu nói công ty bất động sản Văn Thái gia nhập thị trường theo cách bình thường, thì sau sự kiện của tập đoàn Đạt Tài, sẽ liền giống như quân Domino mà bị đẩy ngã, một công ty đã thua kém công ty khác, còn hạ thấp nữa thì làm sao có thể được? Nguyên Minh Lượng gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong, nhưng bị từ chối nghe máy. Phó Tiên Phong cực kỳ ít khi từ chối nghe điện thoại gã gọi đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Minh Lượng ở trong văn phòng bực bội đi tới đi lui, lợi nhuận giảm dần, mặc dù tình huống như vậy là bình thường trong kinh doanh, nhưng gã luôn có cảm giác đang có một âm mưu, khiến gã tích tụ bất an trong lòng, đầu óc cứ nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc sau lưng có một bàn tay khổng lồ chỉ huy tất cả mọi chuyện hay không? Nếu chỉ là chuyện trùng hợp thì gã còn dễ đối phó hơn một chút, nhưng nếu quả thật là có một người có năng lực mạnh như vậy, có thể thao túng được hoàn toàn quyền định giá của mấy nhà đầu tư khai phá lớn thì gã gặp phiền toái lớn rồi. Nguyên Minh Lượng cứ trong chốc lát nghĩ át hẳn là có người đứng sau màn thao túng, rồi một lúc sau lại phủ nhận phán đoán của chính gã, cho rằng công ty bất động sản Nam Tân và công ty bất động sản Quảng Hạ là nhà đầu tư khai phá mới. Sở dĩ lấy giá thấp gia nhập thị trường hoàn toàn là vì bị giá thấp của tập đoàn Đạt Tài dọa cho khiếp đảm, không dám nâng giá cả lên. Thêm vào đó đã có vết xe đổ của công ty bất động sản Văn Thái trước báo giá, sau lại phải làm tiếp thị khuyến mại, nên việc hai công ty này phải gia nhập thị trường với một thái độ cẩn thận là chuyện có thể hiểu được. Bị kẹt bên trong một loạt đòn đánh mạnh của Hạ Tưởng, cuối cùng Nguyên Minh Lượng đã bị rối loạn trận tuyến, mất đi sự tự tin và trấn tĩnh ngày xưa. Gã lại mời họp hội nghị quản lý cấp trung tầng trở lên, nghiên cứu đối sách, thảo luận bước thu mua tiếp theo là nhằm vào công ty bất động sản Văn Thái hay là công ty bất động sản Nam Tân và Quảng Hạ. Tập đoàn Đạt Tài thì để sau, vì Sơn Thủy Tương Liên Thành cần số vốn đầu tư không nhỏ, tạm thời gã chưa muốn sử dụng số vốn của Triệu Tiểu Phong. Một khi sử dụng nó thì sẽ không còn đường lùi. Thậm chí Nguyên Minh Lượng vẫn còn ảo tưởng có thể trả lại đầy đủ toàn bộ số vốn đó, gã là thương nhân. Mục đích căn bản là theo đuổi lợi nhuận lớn nhất có thể, vừa nghĩ tới phải tặng không công cho Triệu Tiểu Phong một ít lợi nhuận thì đau lòng khôn xiết. Cuối cùng sau khi nghiên cứu, hội nghị quyết định bắt tay vào thu mua căn hộ của công ty bất động sản Văn Thái trước tiên. Tốt nhất là phải lấy được tất cả các căn hộ trong tầm khống chế của mình, thì mới có thể hô mưa gọi gió trên thị trường được. Cuối cùng ra quyết định là cử Khương Bân đại diện công ty thương mại Trường Cơ đến tiếp xúc bước đầu với Triệu Khang. Sau khi tan họp, Nguyên Minh Lượng vẫn còn buồn bực vì không hiểu rốt cuộc Phó Tiên Phong bận việc gì, sao vẫn chưa gọi điện thoại lại cho gã. Bình thường khi gã gọi điện thoại cho y, Phó Tiên Phong hết bận, có thời gian rảnh khẳng định là sẽ gọi lại cho gã. Gã đang chuẩn bị gọi lại thì đúng lúc một cách ngạc nhiên thấy điện thoại của Phó Tiên Phong gọi tới. Minh Lượng, tìm tôi có việc hả?
Vừa rồi ban tổ chức cán bộ tìm tôi nói chuyện tiếp nhận bổ nhiệm chức vụ thị trưởng. Giọng nói của Phó Tiên Phong lộ rõ sự phấn khởi, tuy đã sớm biết được việc chọn người lên làm thị trưởng rồi, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức, hiện giờ ban tổ chức cán bộ đã ra mặt tìm y nói chuyện, xem như là bước đáng mừng đầu tiên, thể hiện ngai vàng thị trưởng rốt cuộc là không thể chạy đi đâu được. Y cũng muốn một bước mà vào được danh sách cán bộ cấp phó chủ tịch tỉnh, làm sao mà kìm hãm được sự mừng vui trong lòng được. Giá cả bắt đầu phiên giao dịch của hai khu đô thị Đông Mỹ Tây Lệ cũng là thấp hơn dự đoán của mọi người. Chắc hẳn Phó Bí Thư Phó cũng biết, hiện tại bốn phía chúng ta đều là địch, ngài nói không tăng mức độ tiến hành tiếp thị khuyến mại nữa sao? Nguyên Minh Lượng hỏi một cách thăm dò, kỳ thật trong lòng gã cũng tính toán, có điều xuất phát từ tôn trọng Phó Tiên Phong mới nói như vậy. Một công ty giá thấp là thấp, ba công ty giá thấp cũng vẫn là thấp, khác nhau không lớn. Hơn nữa vị trí trên thị trường của bọn họ đã được xác định chuẩn rồi, không có xung đột lớn với các khu chung cư chúng ta đang có trong tay, tôi cảm thấy không cần phải tăng cường mức độ tiến hành tiếp thị khuyến mại, nếu không thì chẳng khác nào cuộc chiến giá cả chính diện. Thực ra cho dù đấu giá cả trực diện cũng không sợ, hiện tại cho dù tất cả các nhà đầu tư khai phá hợp lại cũng không bằng thực lực của chúng ta. Tuy nhiên kinh doanh thì phải có lời, không phải là vì dỗi hơn. Lời nói của Phó Tiên Phong khiến Nguyên Minh Lượng nhìn y với cặp mắt khác xưa, vốn gã tưởng rằng Phó Tiên Phong sẽ đề xuất tiếp tục cuộc huyết chiến với đối phương đến cùng, nhưng không ngờ Phó Bí Thư vừa mới tiếp chuyện của ban tổ chức cán bộ để chuẩn bị thăng lên làm thị trưởng thì Phó Bí Thư Phó đã liền muốn bày mưu tính kế sao? Chẳng lẽ chức vụ chính trị vừa tăng cao thì liền tăng luôn cả chỉ số thông minh của con người sao? Hoặc có thể nói là tăng cao tầm nhìn của một con người sao? Phó Tiên Phong cảm thấy mãn nguyện thỏa thuê. Khi đảm nhiệm chức vụ Phó Bí Thư, y chẳng cảm nhận được gì, nhưng thấy được ngồi lên ngai vàng thị trưởng gã liền có một chút cảm giác nắm giữ được thành phố Yến, phóng tầm mắt lên tỉnh Yến, dường như trong nháy mắt, tầm mắt trống trải đi rất nhiều, đồng thời, hoài bão cũng trở nên rộng lớn hơn không ít. Đối với chuyện các nhà đầu tư khai phá ùn ùn dùng thủ đoạn tiếp thị khuyến mại để hạ giá, ngược lại y cảm thấy bình tĩnh đến thần kỳ. Khác xa so với sự nôn nóng và bối rối của Nguyên Minh Lượng chính là y cho rằng, đây chỉ là một trò khôi hài nhỏ để gây náo loạn thôi, sẽ không tạo được sóng gió lớn. Thương nhân thì luôn trục lợi, chẳng ai qua được cửa ải tiền bạc, sở dĩ lấy giá thấp gia nhập thị trường chỉ là một mánh lưới thôi, không bao lâu sau sẽ tự động tăng giá cả. Giai đoạn đầu là vì muốn tạo nên tiếng tăm, bán một ít căn hộ đầu thừa đuôi thẹo, còn những căn hộ tốt ở tầng trệt thì khẳng định là sẽ không bán tháo với giá thấp. Bởi vậy Phó Tiên Phong lại trấn tĩnh một cách thần kỳ, đầu tiên là khuyên Nguyên Minh Lượng đừng hoang mang, sau đó lại bảo Nguyên Minh Lượng bình tĩnh đối phó, kiên nhẫn chờ thời cơ, không tin mấy nhà đầu tư khai phá này có thể kiên trì mà giữ giá thấp như thế này 2 tháng liền. Nguyên Minh Lượng cười ha hả. Xem ra Phó Bí Thư Phó sắp biến thành thị trưởng phó thì quả nhiên là tầm mắt cũng cao hơn, hoài bão rộng hơn, được, chúng ta sẽ bình tĩnh, tiếp tục duy trì chính sách tiếp thị khuyến mại hiện giờ. Đồng thời trước tiên lấy được căn hộ của công ty bất động sản Văn Thái vào tay, đề xuất việc thu mua, chỉ cần thu mua được một công ty, nâng cao giá cả lên một cách thích hợp, mấy công ty khác sẽ không thể ngồi yên, liên minh giá cả sẽ sụp đổ. Ha ha, được, cứ làm như vậy đi, dù sao chúng ta cũng đang dư giả tiền vốn, đấu thực lực, ai có thể so bì với chúng ta được. Vốn lưu động 3 tỷ tệ, Minh Lượng, vậy là đủ gây nên sóng to gió lớn ở quận Hạ Mã rồi. Còn phải sợ bọn họ sao, ha ha. Phó Tiên Phong hứng chí vừa lòng cười ha ha. Con người sinh ra đã theo đuổi quyền lực, vừa giàu có lại có quyền lực, hiện tại, Phó Tiên Phong chính là sắp nắm được quyền to, lợi nhuận lớn cũng sắp tới tay, liền tỏ ra một kiểu khí thế hào phóng như nắm được giang sơn. Minh Lượng, tối nay gặp nhau đi, tôi mời Phó Bí Thư thôi, trưởng ban Mã và vài vị ủy viên thường vụ ở thành ủy nữa, anh cũng đến chúc mừng một chút đi. Được. Nguyên Minh Lượng cũng bị cảm xúc của Phó Tiên Phong lôi cuốn, tâm trạng cũng tốt hơn. Sau khi Phó Tiên Phong thành thị trưởng, toàn bộ thành phố Yến rơi vào tay y, ai có thể làm gì được y chứ? Trước mắt không còn sợ khó khăn nữa, sóng gió to lớn gì gã cũng đã từng trải qua, chỉ là một con sông Hạ Mã nho nhỏ ở quận Hạ Mã, chẳng lẽ con sông Hạ Mã chiều rộng có 100 mét này có thể lật đổ được chiến thuyền to lớn của gã sao? Lúc nào nên phóng khoáng thì nên phóng khoáng. Ngày nào cũng cẩn thận dè dặt thì sống mệt mỏi lắm. Đồng thời Nguyên Minh Lượng lại nghĩ đã lâu không đụng tới phụ nữ, không khỏi ngứa ngáy trong lòng, liền nghĩ đêm nay sau khi uống rượu,
tìm một trung tâm tắm hơi, kiếm hai mỹ nữ vui vẻ chút. Nghe nói có một cặp chị em đẹp như hoa mới tới giao chỉ, sắc đẹp hơn người, đêm nay Tiêu Pha phá phách một chút, vung tiền như rác để mua nụ cười của mỹ nhân. Đúng vậy, sợ cái gì chứ, đừng nói cả quận Hạ Mã này, cho dù cả thành phố Yến, ai có nhiều tiền, thế lực lớn như gã. Nguyên Minh Lượng liền vô cùng chờ mong chuyện tuyệt vời sau cuộc gặp mặt buổi tối. So sánh với Nguyên Minh Lượng lòng tràn đầy vui mừng thì tâm trạng của Hạ Tưởng lại vô cùng bình tĩnh, chính là vì hắn vừa nhận được một cuộc điện thoại quan trọng vô cùng. Ông cụ Ngô đích thân gọi điện thoại tới nói cho hắn, bảo hắn ngày mai lên Bắc Kinh một chuyến, mẹ con Liên Nhược Hạm sẽ đi Mỹ, muốn hắn đến tiễn. Liên Nhược Hạm muốn đi Mỹ để xử lý chuyện công ty, đã là chậm lại vài ngày so với kế hoạch, Hạ Tưởng cũng sớm có ý định đến Bắc Kinh tiễn đưa, nhưng ngày xuất phát đi thì ông cụ Ngô lại gọi điện thoại đến báo. Mà không phải là Liên Nhược Hạm gọi điện báo, Hạ Tưởng liền biết là ông cụ tìm hắn có việc, muốn gặp mặt hắn nói chuyện. Thời điểm nhìn như có vẻ không có gì huyền diệu, nhưng trên thực tế, có thể liên quan đến chuyện bổ nhiệm thị trưởng thành phố Yến và trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Hạ Tưởng cũng có nghe tin, sáng hôm nay, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã ra mặt tìm Phó Tiên Phong nói chuyện, chính là chuyện bổ nhiệm chức vụ thị trưởng của Phó Tiên Phong, đồng nghĩa với việc đây là bước đầu tiên theo trình tự. Ban tổ chức cán bộ đã ra mặt nói chuyện, nói cách khác, việc Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức vụ thị trưởng là chuyện ván đã đóng thuyền, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đồng thời, tỉnh ủy cũng nhận được thông báo của ban tổ chức trung ương về việc tiến hành thông báo với tỉnh ủy chuyện bổ nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Khi thời cơ chín muồi sẽ khởi động trình tự bổ nhiệm, chính thức tuyên bố ra bên ngoài. Mặc dù Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình khăng khăng không nói ra ứng cử viên cho chức vụ trưởng ban thư ký tỉnh ủy rốt cuộc là ai, nhưng sau khi Hạ Tưởng nhận được tin tức từ tỉnh ủy, thì cũng vui mừng mỉm cười, cũng giống như dự đoán của hắn, chính là nguyên phó bí thư thành ủy thành phố Yến, Vương Bằng Phi, chú của Vương Lâm Kiệt. Chương 717, nửa vui nửa buồn. Việc gặp gỡ và liên hệ tình cảm lần trước chính là tiên lượng đầu tiên mà Hạ Tưởng đánh ra, vì muốn thiết lập quan hệ với Vương Bằng Phi một lần nữa. Từ sau khi Vương Bằng Phi đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy của thành phố Thủy Hằng, liên hệ giữa ông ta và Hạ Tưởng ít dần đi, tuy rằng cũng có, nhưng cũng chỉ là ngày lễ ngày Tết gọi điện thoại hỏi thăm nhau mà thôi, quan hệ tương đối xa cách. Cũng do quan hệ cá nhân giữa hắn và Vương Bằng Phi không đủ liên quan mật thiết, nên cho dù có Vương Lâm Kiệt ở giữa làm cầu nối cũng vẫn có khoảng cách và cảm giác xa lạ. Thật tốt là lần gặp mặt với Vương Lâm Kiệt coi như thành công, sau đó Vương Lâm Kiệt cũng gọi điện thoại tới, đại khái có ý nói Vương Bằng Phi cảm ơn Hạ Tưởng đã chiếu cố anh ta từ trước tới giờ, khiến Hạ Tưởng thở phào một cái, biết rằng quan hệ giữa Vương Bằng Phi và hắn đã được củng cố, làm ra một bước đáng mừng đầu tiên. Tuy sau khi trải qua một loạt sự kiện, phân tích tỉ mỉ rốt cục mới đoán được ứng cử viên vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhưng hắn vẫn thấy Vương Bằng Phi giấu giếm thật tài tình không để lộ ra chấn động. Đồng thời cũng có quen biết sâu sắc với Khâu gia, từ đó hắn đi đến kết luận chân rết của các gia tộc thế lực không thể phân tích một cách đơn giản theo phạm vi thế lực thấy ở bề ngoài được. Trên thực tế, rất nhiều nhân vật là cán bộ trung lập hoặc là vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến các gia tộc thế lực, từ một lần lên chức quan trọng rồi mới thay đổi lập trường trở thành thành viên của gia tộc thế lực. Hạ Tưởng cũng không biết rõ là Vương Bằng Phi vừa mới gia nhập Khâu gia hay là đã âm thầm qua lại với Khâu gia từ trước. Cũng không có ý định tìm hiểu đến tận gốc rễ. Có một số việc biết được là tốt rồi, không nhất định phải hỏi cho tới nơi tới chốn, sẽ khiến cho cả Khâu gia và Vương Bằng Phi đều thấy phản cảm, Hạ Tưởng chẳng hơi đâu đi làm chuyện điên rồ như vậy. Cũng may quan hệ giữa hắn và Vương Bằng Phi năm đó cũng coi như được, cũng có quá khứ không tồi, Vương Bằng Phi lên đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, với hắn mà nói là một tin tức tốt lành. Tốt hơn rất nhiều là Khâu gia cử một người xa lạ nào đó từ Bắc Kinh nhảy dù xuống. Vì có qua lại từ trước nên hắn không cần phải thử thăm dò, tiếp cận Vương Bằng Phi mà có cơ sở để trực tiếp hợp tác. Không tính đến quan hệ với Vương Lâm Kiệt, chỉ cần quan hệ giữa hắn và Khâu Tự Phong thì nhất định là hắn có tác dụng thúc đẩy trong vấn đề người làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy lúc này. Cho dù là Vương Bằng Phi đứng về phe hắn là do Vương Lâm Kiệt, hay là vì Khâu gia thì ông ta đều là có ý thân thiết với hắn. So với Tiền Cẩm Tùng có thái độ trung lập, thì lập trường của Vương Bằng Phi sau khi nhậm chức trưởng ban thư ký đã rõ ràng, sẽ mang đến ảnh hưởng tinh tế đối với vận mệnh của tỉnh Yến, cũng gián tiếp đem đến thay đổi cho cục diện chính trị của tỉnh Yến, từ đó tiến thêm một bước nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến cục diện quận Hạ Mã. Chuyện chính trị từ trước đến nay đều là rút dây động rừng,
chưa từng có việc nào là đơn độc. Hạ Tưởng tự nhận cũng biết một phần tính cách của Vương Bằng Phi, theo hắn, sau khi Vương Bằng Phi nhậm chức sẽ coi trọng việc lập quan hệ tốt với Diệp Thạch Sinh. Làm trưởng ban thư ký thì trong công việc tiếp xúc nhiều nhất với bí thư tỉnh ủy, nếu không được bí thư tỉnh ủy tín nhiệm thì uy tín sẽ giảm đi. Tin rằng với trí tuệ chính trị của Vương Bằng Phi thì chắc hẳn là sẽ có một mở đầu tốt đẹp với Diệp Thạch Sinh. Liên tưởng đến năm đó quan hệ giữa Vương Bằng Phi và Thành Đạt Tài cũng không tồi, Thành Đạt Tài và Diệp Thạch Sinh cũng qua lại mật thiết, nói không chừng, Vương Bằng Phi và Diệp Thạch Sinh vốn đã từng hợp tác. Tình hình hiện tại việc chọn người cho chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy và thị trưởng thành phố Yến đã được quyết định. Ở bên ngoài, tỉnh Yến và thành phố Yến không hề có chút gợn sóng, nhưng trên thực tế, âm thầm tác động thần kinh của không biết bao nhiêu người. Cho dù Hạ Tưởng đã sớm biết người được chọn, nhưng khi thực sự bước vào giai đoạn bổ nhiệm thì trong lòng cũng vẫn cảm thấy xúc động. Bề ngoài thì lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố với hắn có cách biệt hơi xa, nhưng trên thực tế, sự việc có liên quan mật thiết với lợi ích bản thân hắn, nên không thể không chú ý thời khắc này. Nếu tới tận hôm nay việc bổ nhiệm trưởng ban thư ký và thị trưởng thành phố Yến mới xong xuôi thì coi như là đã được hoàn toàn xác định, như vậy ông cụ Ngô lựa chọn thời điểm này để gọi điện thoại tới đúng là có ý sâu xa gì rồi. Theo lý thuyết, Liên Nhược Hạm ra nước ngoài, không đáng để ông cụ đích thân gọi hắn đến đưa tiễn, hành động của ông cụ đúng là khiến hắn hiểu rằng bảo hắn tới Bắc Kinh, mặt ngoài là để đưa tiễn, còn bên trong khả năng là có chuyện muốn nói với hắn. Hạ Tưởng hơi có chút không muốn gặp mặt nói chuyện với ông cụ, bởi vì hắn có thể đoán được đại khái mục đích ông cụ tìm hắn, chắc vẫn là chuyện kéo hắn gia nhập vào phe cánh của Ngô gia, mà hắn thì không thể đưa ra đáp án ông cụ muốn được. Điều khiến Hạ Tưởng cảm thấy may mắn một chút là hắn cũng không cần phải để ý chuyện Ngô Tài Dương đối với hắn lạnh như băng. Liên Nhược Hạm chưa từng bao giờ mở miệng yêu cầu hắn chuyện gì vì Ngô gia, chưa từng bao giờ đề xuất hắn gia nhập hệ thống nòng cốt của Ngô gia. Một chút chuyện nhỏ này đã khiến Hạ Tưởng vô cùng cảm ơn nghĩa lớn của Liên Nhược Hạm, bởi vì nếu Liên Nhược Hạm mở miệng khuyên nhủ, thì sẽ khiến hắn rơi vào thế khó xử. Cuộc đời hắn quan trọng nhất là lời nói của một người phụ nữ, với hắn mà nói đây là chuyện đủ lực để gây sát thương và ảnh hưởng, cho dù vi phạm nguyên tắc của hắn nhưng hắn cũng không thể không nhượng bộ vì Liên Nhược Hạm. Thật may, Liên Nhược Hạm chưa bao giờ mở miệng. Điều đó khiến Hạ Tưởng âm thầm biết ơn Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm thật là của cải đáng giá nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn không muốn gặp mặt ông cụ Ngô, nhưng lại phải gặp mặt, vì hắn phải đến tiễn đưa Liên Nhược Hạm. Nhưng nghĩ đến việc ông cụ sẽ nói điều gì đó, Hạ Tưởng không khỏi hơi có chút buồn, hắn cũng có cảm tình với ông cụ, nếu không có Ngô Tài Dương vẫn đối xử lạnh lùng với hắn, thì theo quan hệ không xa không gần của hắn với ông cụ hiện giờ và giao tình thân thiết với Ngô Tài Giang thì cũng có thể coi hiện tại giữa hắn và Ngô gia đã đạt tới mức độ hiểu và bỏ qua cho nhau. Chỉ có điều tồn tại Ngô Tài Dương ở giữa, bịt kín con đường kết giao ôn hòa của hắn và Ngô gia. Chuyện đó để nói sau vậy, Hạ Tưởng quyết tâm, trong suy nghĩ của hắn trạng thái lý tưởng nhất giữa hắn và Ngô gia là có thể nói chuyện thật lòng với ông cụ và có thể tâm sự nhiều chuyện với Ngô Tài Giang. Còn có thể cộng tác với Ngô Tài Dương, còn các chuyện khác thì không muốn suy nghĩ sâu xa hơn. Nhìn trời không còn sớm, nên tan tầm Hạ Tưởng muốn thu xếp một số đồ vật chuẩn bị đi về thì Kim Hồng Tâm gõ cửa xin vào. Lãnh đạo, gần đây trưởng ban Mộ và chủ tịch quận lý qua lại không ít lần, gần như ngày nào cũng gặp mặt, mỗi buổi sáng đều đóng cửa nói chuyện. Còn nữa, rất nhiều các trưởng phòng trước kia hay qua lại chặt chẽ với bí thư Bạch hiện giờ ngày nào cũng đến báo cáo công tác với chủ tịch quận lý. Trong quận ủy tin tức đã truyền đi khá nhanh, động tĩnh cũng không nhỏ. Vẻ mặt của Kim Hồng Tâm khá ưu tư, từ khi có tin đồn là Phó Tiên Phong sẽ đảm nhiệm chức vụ thị trưởng thì quận Hạ Mã đã có thay đổi không nhỏ, cho tới hôm nay tin tức chính thức truyền tới từ thành ủy đã chứng minh tin đồn Phó Tiên Phong lên đảm nhiệm chức thị trưởng, thay đổi liền càng trở nên rõ ràng. Đương nhiên, tất cả những thay đổi này đều phát triển theo hướng bất lợi cho Hạ Tưởng, cho nên Kim Hồng Tâm mới lo lắng vô cùng. Lo rằng quận Hạ Mã sẽ lại xuất hiện Lý Hàm cầm đầu phái chủ tịch quận và Hạ Tưởng cầm đầu phái bí thư, cục diện cứ như vậy mà phát triển. Hạ Tưởng hiểu rõ quận Hạ Mã có biến động thì lòng người cũng thay đổi là chuyện bình thường, không có cách nào khống chế được, cũng không phải lo lắng quá mức. Lòng người dao động, chuyện đời cũng thiên biến vạn hóa, nhưng lợi ích thì không bao giờ thay đổi. Hắn cũng hiểu rõ, hắn không có khả năng lấy được thiện cảm của tất cả mọi người. Thế lực của Bạch Chiến Mặc vốn đã có tâm lý đề phòng với hắn, thấy hắn cũng có chút chướng mắt, cuối cùng lại đều tụ hội bên dưới Lý Hàm, đây cũng là chuyện dễ hiểu.
Tuy nhiên hắn rất tán thành tính cách cẩn thận và nhiệt tình của Kim Hồng Tâm. Hồng Tâm quan sát rất kỹ càng, làm việc cũng rất đúng nơi đúng chỗ, về sau cứ tập trung tinh lực vào công việc, những chuyện khác chỉ cần để ở trong lòng, không cần phải dồn hết tâm trí đi làm. Kim Hồng Tâm nghe ra được ý tứ của Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng cũng không lo lắng lắm chuyện thế lực ở quận Hạ Mã lại phân chia một lần nữa, hơn nữa thấy Hạ Tưởng tỏ vẻ trấn tĩnh và có dự tính đã khiến anh ta cảm thấy được an ủi lớn, anh ta gật đầu nói. Tôi biết nên làm như thế nào, tôi sẽ theo sát từng bước của lãnh đạo, cống hiến năng lực cao nhất của bản thân. Kim Hồng Tâm vừa đi, điện thoại của Hạ Tưởng lại đổ chuông, chính là điện thoại của Mai Thái Bình gọi tới. Mai Thái Bình trực tiếp báo cho Hạ Tưởng một tin tức không tốt lành cho lắm. Tiểu Hạ, việc Lý Đinh Sơn tiếp nhận chức vụ phó bí thư hơi phiền một chút. Rất ít khi Mai Thái Bình nói chuyện gặp điều phiền phức, hôm nay nghe giọng ông ta có vẻ rất nghiêm túc, không có chút nào là đang nói đùa, khiến Hạ Tưởng giật mình kinh hãi. Vấn đề là ở chỗ nào vậy trưởng ban Mai? Thôi Hướng đề xuất ứng cử viên phó bí thư Diệp gật đầu. Thì Lý Đinh Sơn cho dù có thông qua tôi đề xuất tên tuổi thì cũng không thể thông qua hội nghị bí thư. Giả sử tôi và Chủ tịch tỉnh Phạm đều ủng hộ Lý Đinh Sơn, thì sẽ có hai khả năng, thứ nhất là bị bí thư Diệp phủ quyết tại chỗ trong hội nghị bí thư, thứ hai là miễn cưỡng lên được hội nghị thường vụ, nhưng lại bị phủ quyết tại hội nghị thường vụ, như vậy thà không đề xuất còn hơn. Mai Thái Bình khá để tâm đến việc của Hạ Tưởng, cũng đưa ra ý kiến chủ chốt. Quả nhiên thái độ của Diệp Thạch Sinh ngày càng mạnh mẽ cứng rắn, lập trường cũng ngày càng nghiêng về phía Thôi Hướng, không phải là dấu hiệu tốt, Hạ Tưởng hơi trầm ngâm. Tôi và trưởng ban thư ký Lý, phó chủ tịch tỉnh Tống cũng đã bàn bạc với nhau, cảm ơn tấm lòng của trưởng ban Mai. Mai Thái Bình cười ha hả. Đừng hứa suông mà không thấy làm, theo như danh sách đề xuất, tôi còn có một đề nghị hay, mọi người có thể tham khảo. Lại có điều kiện gì đây? Hạ Tưởng cũng ha hả cười. Trưởng ban Mai muốn thấy tôi hành động như thế nào sao? À, bỗng nhiên Mai Thái Bình do dự, ngừng lại trong chốc lát, rồi mới nói thêm. Chuyện này hơi khó nói. Hạ Tưởng không khỏi kinh ngạc, Mai Thái Bình cũng có lúc thấy khó nói sao. Từ trước đến nay ông ta nói chuyện với hắn, cái gì cần nói là nói luôn, chưa bao giờ thấy ngượng ngùng điều gì, hôm nay lại chần chừ như vậy, hắn ngay lập tức hiểu ra một việc, chắc là có liên quan đến Mai Hiểu Lâm đây. Hạ Tưởng liền chủ động hỏi. Là chuyện của Hiểu Lâm à? Thấy không, tôi biết là cậu đoán ra mà, được rồi, tôi nói thẳng nhé, cậu đồng ý làm cha nuôi của Mai Đình, tôi sẽ đồng ý giúp Lý Đinh Sơn, vạch ra một con đường sáng cho anh ta, dìu anh ta đi một đoạn đường. Hạ Tưởng xấu hổ, đường đường ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, không ngờ đi dùng một giọng điệu vô lại để đề xuất một điều kiện trao đổi hoang đường, khiến người ngoài nghe xong chắc cười rụng răng. Nhưng Mai Thái Bình là Mai Thái Bình, ông ta chẳng bao giờ quan tâm người khác nói điều gì, ông ta nghĩ là làm. Bình tĩnh mà suy nghĩ thì mặc kệ là Hạ Tưởng có tình cảm với Mai Hiểu Lâm hay không nhưng luôn cảm thấy áy náy với Mai Đình, tuy rằng sinh ra Mai Đình không phải là lỗi của hắn nhưng dù sao con bé cũng là con gái đẻ của hắn. Máu mủ tình thâm, hơn nữa hiện giờ hắn đã có hai con trai, làm hắn cảm thấy tràn trề tình cảm cha con, cảm thấy Mai Đình còn đáng thương hơn Liên Hạ và Hạ Đông. Làm cha nuôi cho con bé coi như là an ủi tinh thần cho con bé. Còn nữa, nếu Mai Thái Bình đã nói sẽ dìu Lý Đinh Sơn đi một đoạn đường thì khẳng định không phải lời nói lung tung, chắc chắn là ông ta có một vị trí thích hợp, cũng nắm chắc chuẩn xác. Mặc kệ là Mai Thái Bình có ý bắt chẹt hắn một phen hay là thuận nước đẩy thuyền bảo hắn làm cha nuôi Mai Đình cũng tốt, hiện tại hắn đã không còn đường lùi, bởi vì chuyện này cũng đồng nghĩa với việc tiền đồ của Lý Đinh Sơn gián tiếp nằm trong tay hắn. Nếu hắn không đồng ý, có thể Mai Thái Bình sẽ không giúp Lý Đinh Sơn thật. Hạ Tưởng cười bất đắc dĩ. Trưởng ban Mai, ngài thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đường đường là một lãnh đạo tỉnh, làm sao lại lấy một chuyện nhỏ như việc nhận cha nuôi và tiền đồ của một cán bộ cấp sở ra trao đổi, thật như trò đùa. Trong mắt tôi, để làm cho Mai Đình vui vẻ, có một người cha nuôi còn quan trọng hơn tiền đồ của Lý Đinh Sơn, nếu không phải do cậu, tôi cũng không biết Lý Đinh Sơn là ai. Còn quan tâm để ý đến tiền đồ của anh ta sao? Câu nói thật khó nghe nhưng là lời nói thật, là tình hình thực tế. Thực sự là Mai Thái Bình không thèm để ý Lý Đinh Sơn là ai, lại càng không chủ động quan tâm đến tiền đồ của Lý Đinh Sơn. Trong mắt ông ta, Mai Hiểu Lâm to bằng trời, Mai Đình cũng lớn bằng trời. Giờ Mai Đình lớn rồi,
cứ luôn hỏi Hiểu Lâm cha của con bé là ai, Hiểu Lâm nói dối con bé là cha ở xa tận chân trời, con bé liền mất hứng, muốn tìm cha. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, cậu làm cha nuôi của nó là thích hợp nhất, cậu và Hiểu Lâm lại thân quen với nhau. Hạ Tưởng sợ rằng tiếp theo Mai Thái Bình lại nói ra những lời nói dư thừa, vội đối đáp lại. Được, tôi đồng ý rồi, ngày mai tôi sẽ đi Bắc Kinh, thuận tiện đến thăm Hiểu Lâm, sau đó nhận con gái nuôi luôn. Ha ha, tốt, rõ ràng dứt khoát vậy mới là đàn ông, dám làm dám chịu mới có chí khí. Lời nói của Mai Thái Bình vào tai Hạ Tưởng luôn luôn có cảm giác bị biến đổi vị, dường như luôn ám chỉ điều gì đó, Hạ Tưởng đành phải làm bộ chưa hiểu, không nói tiếp. Mai Thái Bình thấy Hạ Tưởng không phản ứng lại liền cười ha hả, nói ra sắp xếp của ông ta. Vương Bằng Phi lên làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, thị trưởng của thành phố Thủy Hằng lên tiếp nhận chức vụ bí thư, vậy ghế thị trưởng liền để trống. Tôi sẽ nhượng bộ, thông qua người do Thôi Hướng đề xuất làm phó bí thư, rồi lại thông qua người Phạm Duệ Hằng đề xuất làm trưởng ban thư ký thành ủy, bọn họ cũng sẽ phải nhượng bộ lại, thông qua người do tôi đề xuất làm thị trưởng thành phố Thủy Hằng. Chính trị đúng là trò chơi người tiến thì ta lùi, trong tỉnh ủy Mai Thái Bình có tiếng là cứng rắn, nếu ông ta nhất quyết làm một chuyện, người khác đều phải nể tình. Còn nữa, nếu Lý Đinh Sơn đi khỏi thì thành phố Yến lại thừa ra một chức vị trưởng ban thư ký thành ủy, coi như có ích trong việc trao đổi, khả năng được thông qua khá lớn. Tuy nhiên nếu theo như lời Mai Thái Bình, thì đã có ứng cử viên cho chức vụ trưởng ban thư ký thành ủy, có thể thấy được vị trí của Lý Đinh Sơn là nhất định sẽ bị lay động, Mai Thái Bình chỉ là thuận nước đẩy thuyền, coi như làm ơn mà không tốn công sức, lại mượn cớ có thể uy hiếp hắn làm cha nuôi của Mai Đình, thật đúng là buồn cười. Hạ Tưởng không kìm nổi cười, xem như lại thấy được một mặt xấu nữa của Mai Thái Bình. Ngay cả Phạm Duệ Hằng cũng chắc chắn là có ứng cử viên cho vị trí trưởng ban thư ký thành ủy, Mai Thái Bình còn lấy đó ra để nói. Trưởng ban Mai, ngài đúng là làm ơn mà không tốn công sức, cũng được việc đấy nhỉ. Tuy là nói như vậy nhưng Hạ Tưởng cũng biết rõ nếu không qua được cửa của Mai Thái Bình thì cũng khá là phiền phức. Cho dù là Phạm Duệ Hằng muốn Lý Đinh Sơn nhường lại chức vụ để người của ông ta lên ngồi vị trí trưởng ban thư ký thành ủy, nhưng nếu Mai Thái Bình không đề cập đến chuyện nhường lại vị trí thị trưởng thành phố Thủy Hằng cho Lý Đinh Sơn để trao đổi thì không chừng sẽ sắp xếp cho Lý Đinh Sơn một vị trí không tốt nào đó. Đương nhiên, may mắn ở tỉnh ủy có Tống Chiêu Độ, không có lời nói của Tống Chiêu Độ thì việc ném thẳng Lý Đinh Sơn đến một sở nào đó trong tỉnh làm chức giám đốc sở cũng không phải là không có khả năng. Việc Lý Đinh Sơn rời khỏi thành phố Yến đối với Hạ Tưởng đúng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là rốt cuộc Lý Đinh Sơn có một bước tiến đáng mừng, được làm chủ quản một phương, đảm nhiệm chức thị trưởng. Tuy thành phố Thủy Hằng chỉ là một thành phố nhỏ, lớn hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là Lý Đinh Sơn có kinh nghiệm làm thị trưởng, rồi qua một lần có kinh nghiệm làm bí thư thành ủy nữa là có thể bước vào cánh cửa cấp phó tỉnh. Buồn chính là Lý Đinh Sơn rời khỏi thành phố Yến, thì mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng ở thành phố Yến xuất hiện một lỗ hổng mấu chốt, hơn nữa phó tiên phong đảm nhiệm chức thị trưởng, đồng nghĩa với mạng lưới quan hệ tại thành phố Yến của hắn bị suy yếu lớn. Nhưng chuyện này lại là chuyện vô cùng tốt đối với tiền đồ của Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng không thể vì lợi ích cá nhân mà âm thầm cản trở bước tiến của Lý Đinh Sơn, mà ngược lại, hắn còn muốn toàn lực ủng hộ Lý Đinh Sơn, vậy mới đúng với nguyên tắc làm người của hắn. Mai Thái Bình thấy Hạ Tưởng nhận ra được lỗ hổng trong lời nói của ông ta, thì cười ha hả. Làm ơn mà không tốn công sức cũng có thời điểm giá trị như vàng. Được rồi, ngày mai khi gặp Hiểu Lâm, giúp tôi nhắn với con bé là làm việc cho tốt, một ngày nào đó con bé sẽ trở thành nữ quan lớn trong nước. Sau khi hoàn thành giao dịch với Mai Thái Bình, Hạ Tưởng ngồi một mình tại văn phòng, cười một cách ngây ngô trong chốc lát, rồi lại gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ cũng cảm thấy giật mình với biến cố bất thình lình như vậy, sau khi bình tĩnh lại, cũng tỏ thái độ tán thành với việc Lý Đinh Sơn đến thành phố Thủy Hằng đảm nhiệm chức vụ thị trưởng. Tiếp theo Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho Lý Đinh Sơn, nói cho ông ta tin tức tốt lành. Chương 718, cố ý. Lý Đinh Sơn đầu tiên là sửng sốt một lát, theo sau thanh âm có chút hơi kích động. Nếu thật có thể thành hàng, nói gì tôi cũng phải cảm ơn cậu đàng hoàng mới được, tiểu hạ, cậu thật đúng là phúc tinh của tôi. Có thể không vui được sao? Lý Đinh Sơn còn tính nếu có thể đảm nhiệm phó bí thư, sau một nhiệm kỳ, lại làm một nhiệm kỳ thị trưởng ở ngoài, rồi từ từ thăng tiến lên, không nghĩ tới, vận may xoay chuyển, không ngờ bỗng chốc có hy vọng chủ quản một phương,
hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Tất nhiên, cũng là bởi vì kết quả mà thế lực các nơi đánh vào thành phố Yến. Có lẽ ở trong mắt Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng, ứng cử viên phó bí thư và trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Yến so với ứng cử viên thị trưởng thành phố Thủy Hằng, thì trọng yếu hơn, nhưng đối với bản nhân Lý Đinh Sơn mà nói, có thể nhảy ra khỏi thành phố Yến, đến thành phố Thủy Hằng chấp chính, là một bước lớn trong cuộc sống chính trị của ông. Hạ Tưởng có thể lý giải niềm vui của Lý Đinh Sơn, hắn ở trước mặt Lý Đinh Sơn nói chung vẫn duy trì đủ sự cung kính, là người dẫn đường hắn trong quan trường, Lý Đinh Sơn có ảnh hưởng rất lớn trong đời hắn. Hắn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Trưởng ban thư ký ngài quá khách khí, có thể vì ngài làm một số sự tình trong khả năng có thể, tôi rất vui mừng. Lý Đinh Sơn xúc động nói. Tôi cả đời này quen biết vô số người, Tiểu Hạ, cậu là một trong số những người tôi quen biết, là người khiêm tốn nhất, khiêm nhường nhất, cũng là có phẩm hạnh đáng tin cậy nhất. Đạt được sự công nhận cao nhất của Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng cũng là trong lòng vui mừng. Quan hệ giữa hắn và Lý Đinh Sơn, vừa là thầy vừa là bạn, Lý Đinh Sơn là một người có quan hệ phức tạp nhất trong số bạn bè của hắn, cũng thuần túy nhất, gần như không có ý tưởng gì lợi dụng đối phương. Hy vọng có thể ở trên quan trường lúc nào cũng ưu tiên ích lợi trước, có thể duy trì được một tình hữu nghị giữa đàn ông, coi như là một phần an ủi trong tâm hồn. Bởi vì ngày hôm sau đi thủ đô, Hạ Tưởng trước khi sắp tan tầm, cho gọi Phó Hiểu Bân, Trần Thiên Vũ, chuyển giao một số công việc thiết yếu, bởi vì hắn ngày mai có thể không thể quay về thành phố Yến, theo sau lại bàn giao vài câu với Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương, mới tan tầm về nhà. Buổi tối, hắn lại lần lượt gọi điện thoại cho Trần Phong, Hồ Tăng Chu, một là nói rõ chuyện hắn ngày mai đến thủ đô, hai là trao đổi một chút về cách nhìn đối với việc Lý Đinh Sơn sắp tới thành phố Thủy Hằng đảm nhiệm thị trưởng. Trần Phong đối với sự tình thành phố Yến đã không quá quan tâm, chỉ đơn giản nói vài câu, không nói sâu thêm. Hồ Tăng Chu đối với việc Lý Đinh Sơn rời đi cũng là hơi bày tỏ sự tiếc nuối, càng tỏ vẻ chú ý đối với ứng cử viên phó bí thư và trưởng ban thư ký. Nếu Lý Đinh Sơn đảm nhiệm phó bí thư còn đỡ, dù gì Lý Đinh Sơn bởi vì quan hệ của Hạ Tưởng, khẳng định cùng ông cũng có triển vọng hợp tác. Hơn nữa cho dù trưởng ban thư ký mới bổ nhiệm sau Lý Đinh Sơn là người của người khác, cũng chỉ đến thêm một gương mặt mới. Hiện tại lại hay, Lý Đinh Sơn vừa đi, thành ủy phút chốc có hai gương mặt mới sẽ tới. Một phó bí thư và một trưởng ban thư ký thành ủy, nếu mà đều tự có lập trường riêng, thế cục thành ủy sẽ càng thêm phức tạp. Hồ Tăng Chu vô cùng lo lắng. Hạ Tưởng cũng lý giải sự lo lắng của Hồ Tăng Chu, sắp lên làm bí thư thành ủy, trong lúc đó lại đột nhiên có thay đổi nhân sự trọng yếu, nếu nói nhân tố không phải cố ý nhằm vào ông ta cũng sẽ không tin tưởng. Một phó bí thư một trưởng ban thư ký, đối với bí thư mà nói đều là chức vụ cực kỳ trọng yếu, nếu toàn bộ đổi người mới. Ít nhất sẽ khiến ông ta trong một khoảng thời gian dài, sẽ có cảm giác như mũi nhọn ở lưng. Bên trái một phó bí thư xa lạ, do bí thư thôi để danh. Bên phải một trưởng ban thư ký xa lạ, do chủ tịch tỉnh Phạm để danh, cảm giác hai bên đều là người xa lạ thật sự không được tốt. Hồ Tăng Chu lúc chúc Hạ Tưởng thuận buồm xuôi gió, nhấn mạnh Hạ Tưởng sau khi từ thủ đô trở về, nhanh chóng đến thành ủy cùng ông bàn bạc. Hạ Tưởng liền đồng ý. Hắn nghe ra ý sầu lo của Hồ Tăng Chu, cũng có thể đoán được chỗ sầu lo của Hồ Tăng Chu. Hiện tại với sự vững vàng của thế cục ở tỉnh, sau điều chỉnh nhân sự ở thành phố Hạ Màn, một loạt ảnh hưởng mới thể hiện ra ngoài. Mặc kệ là nhìn từ phương diện nào, đều là phó gia tăng mạnh thế công đối với Diệp Thạch Sinh, đồng thời, Phạm Duệ Hằng cũng bắt đầu có ý thức nuôi dưỡng lực lượng của chính mình, làm tốt cơ sở để hai năm sau ông tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy. Lại cộng thêm vòng kinh tế Bắc Kinh và tỉnh Yến có hy vọng cuối năm nay hoặc đầu năm sau chính thức đề ra nhật trình, có thể đoán được chính là, mùa hè năm nay, có thể sẽ nghênh đón dung chuyển mới. Ngoại trừ cuộc đối đầu giữa hắn và Nguyên Minh Lượng ở quận Hạ Mã, một cuộc chiến tranh đoạt lôi kéo bí thư tỉnh ủy, cũng sẽ trong sự lặng yên không một tiếng động, bắt đầu trình diễn. Còn có bên trong thành ủy thành phố Yến, giữa Hồ Tăng Chu và Phó Tiên Phong, cũng có một trận đánh ác liệt phải đánh. Phó Tiên Phong mang thế thị trưởng mới nhậm chức, hơn nữa nếu phó bí thư mới nhậm chức cũng tay nắm tay với y, thì quyền lên tiếng trong thành ủy của y sẽ tăng cao, nếu thủ đoạn cao siêu, nếu có thể nhân cơ hội lôi kéo vài tên cấp ủy viên thường vụ quan trọng, lúc đó liền có xu thế thẳng bức hy vọng Hồ Tăng Chu. Nếu lập trường trưởng ban thư ký thành ủy không rõ, đồng minh của Hồ Tăng Chu trong thành ủy thật đúng là không nhiều lắm, nhất là không có nhân vật gì có phân lượng,
duy nhất chỉ có một Tô Công Thần lại là một kẻ tính cách hai mặt. Quả thật phía trước cũng là một mảnh sương mù, cẩn thận suy nghĩ cũng là khó khăn chồng chất, Hạ Tưởng đơn giản không suy nghĩ, trước tiên xử lý tốt sự tình trong tay rồi hãy nói tiếp. Sáng sớm hôm sau, hắn một mình lái xe lên đường cao tốc. Trên đường cao tốc, trước gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạm, Liên Nhược Hạm bảo Hạ Tưởng trực tiếp đến sân bay là được, không cần quay lại nhà đón cô. Hạ Tưởng đồng ý. Khi xe tới khu vực dịch vụ nửa đường, Hạ Tưởng đi đổ xăng, liền nhận được điện thoại của Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên bắt đầu liền thở phì phì nói. À, thật sự là không muốn biết giữa Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong có giao dịch gì, phải không? Lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho tôi, anh đúng là có cá tính. Hạ Tưởng hiện tại thật sự không có tâm tư ứng phó Phó Tiên Tiên, đành phải nói. Tôi gần đây không rảnh, không có thời gian, chờ thêm vài ngày bớt việc, trở về thành phố Yến sẽ gọi điện thoại cho cô. Không ngờ Phó Tiên Tiên cũng là thông minh, một cái liền nghe ra ý trong lời nói của Hạ Tưởng. Anh không ở thành phố Yến, chẳng lẽ ở thủ đô? Suy nghĩ một chút, Hạ Tưởng vẫn nói thật. Giữa trưa đến thủ đô. Thật tốt quá, tôi vừa lúc ở thủ đô, buổi chiều tôi gọi cho anh, nói rồi nha, không được có việc khác, tạm biệt. Phó Tiên Tiên không đợi Hạ Tưởng có đồng ý không, liền trực tiếp cắt ngang điện thoại. Hạ Tưởng lắc đầu, hắn hiện tại không phải không để tâm giao dịch giữa Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong, mà là không có tâm tư, lúc này vẫn là đưa tiễn Liên Nhược Hạm, sau đó gặp mặt ông cụ Ngô gia mới quan trọng hơn. Tới sân bay, Hạ Tưởng đầu tiên là nhìn thấy Vệ Tân. Vệ Tân khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu đi nhiều, nhưng đôi mắt lại rất có thần thái, cô mặc áo gió và váy dài, có vẻ đẹp nhàn thục trầm tĩnh riêng biệt. Nhìn thấy hắn, chỉ khẽ gật đầu, miễn cưỡng cười, lại không nói gì. Hạ Tưởng tiến đến, đầu tiên là bế đứa con, lại mượn cớ ôm Liên Nhược Hạm, ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi. Ông cụ có phải có việc tìm anh hay không? Liên Nhược Hạm cũng là đè thấp thanh âm đáp lại. Hẳn là có, em không hỏi, anh cũng biết em luôn không quan tâm với sự tình chính trị. Lập trường của em là, cho dù anh làm gì, em đều ủng hộ anh. Hạ Tưởng dùng lực vỗ vỗ sau lưng Liên Nhược Hạm. Trở về sớm một chút, đừng để anh nhớ quá lâu. Liên Nhược Hạm liền thản nhiên cười. Biết nghĩ đến mẹ con em là đàn ông tốt, ngắn nhất một tháng, dài nhất hai tháng, trước mùa hè, khẳng định trở về. Em vẫn muốn xây biệt thự thủy cảnh của em ở ven sông Hạ Mã. Một giờ sau, Hạ Tưởng và Vệ Tân sóng vai mà đứng, nhìn phi cơ bay lên trời dần dần biến mất ở chân trời, vẻ mặt hai người đều có chút mê man và hoài niệm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vệ Tân mới đột ngột thốt lên một câu. Tôi phát hiện. Con người của tôi rất cố chấp, có chút thói quen thật khó có thể thay đổi. Hạ Tưởng cho rằng Vệ Tân đang nói về chuyện tình cảm, khi đang do dự phải tiếp lời của cô như thế nào, cô lại giơ tay chỉ vào xe của Hạ Tưởng. Em không lái xe, có thể lên xe ngồi hay không? Vệ Tân sớm đã có xe, đến tiễn Liên Nhược Hạm lại không lái xe, cũng không biết là có phải cố ý hay không, Hạ Tưởng mời cô lên xe. Sau khi lên xe, Vệ Tân mới tiếp thêm một câu. Mượn sự tình hôm nay mà nói, không tự mình đưa tiễn Chủ tịch Liên ra sân bay, thì cứ cảm thấy trong lòng không yên, cho nên mặc dù Chủ tịch Liên không cho em ra đưa tiễn, em vẫn từ thành phố Yến chạy ra đây, chỉ vì muốn có một sự an tâm. Nhân sinh trên đời, rất nhiều người muốn cầu một sự an tâm mà không thể được, Vệ Tân lại là một người phụ nữ cẩn thận, có được quan tâm cẩn thận của cô có thể làm cho người ta cảm giác được trình độ kín không kẽ hở, Hạ Tưởng có thể hoàn toàn hiểu được lời cô vừa nói. Vệ Tân, cô luôn quá để ý đến sự cảm nhận trong nội tâm của chính cô, kỳ thật có đôi khi đổi vị trí suy tư một chút, hoặc là buông lỏng suy nghĩ một chút, có một số người và sự việc, không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô, cho nên có số gánh nặng phải buông xuống, có một số việc phải quên, cô mới có thể sống vui vẻ hơn. Hạ Tưởng có ý khuyên bảo Vệ Tân. Vệ Tân liếc mắt nhìn Hạ Tưởng đầy vẻ thâm ý, bỗng nhiên mỉm cười. Cảm ơn Bí Thư Hạ đã dạy bảo. Tôi hiện tại đã an tâm. Hạ Tưởng thấy Vệ Tân cười rất vui vẻ, có chút không rõ cô an tâm gì, lại không tiện hỏi thêm, đành phải chuyển đề tài. Đưa cô đi đâu? Không cần, xe của tôi dừng ở bên cạnh, tôi tự lái về thành phố Yến. Vệ Tân nhẹ nhàng mở cửa xe, xuống xe, sau đó đi ra mấy thước, khởi động chiếc Beetle màu xanh lá của mình, sau đó nghênh ngang mà đi. Hạ Tưởng cười cười. Không chú ý tới chiếc Beetle bên cạnh không ngờ là biển số thành phố Yến,
còn bị vệ tân trêu cho, thực là buồn bực. Ngồi trên xe suy nghĩ chốc lát, Hạ Tưởng vẫn quyết định gọi điện thoại cho ông cụ. Tuy ông cụ không nói rõ là khi nào hắn tiễn Liên Nhược Hạm xong thì phải gọi về báo cáo, nhưng hắn không thể không biết điều, cũng không thể cố ý trốn tránh không gặp, liền gọi vào số điện thoại của ông cụ. Là lần đầu tiên Hạ Tưởng chủ động gọi cho ông cụ Ngô ra. Chào ông, cháu vừa tiễn Nhược Hạm đi rồi, bây giờ còn ở sân bay. Hạ Tưởng cung kính nói. Chỗ tôi vừa có một loại trà ngon, nghe nói cậu cũng thích trà. Thanh âm ông cụ bình thản nhạt nhẽo, không lên không xuống, không có câu mời gọi, nhưng đã có ý mời. Hạ Tưởng nghe tiếng đàn hiểu nhã ý. Thích thì có thích, nhưng là kiến thức có hạn, uống không ra loại nào tốt. Nếu có thể được ông chỉ điểm hai câu, hẳn là sẽ rất có tiến bộ trên trà nghệ. Biệt thự mà Nhược Hạm và Liên Hạ ở không tồi, im lặng, u nhã. Ông cụ Ngô ra liền trực tiếp chỉ ra địa điểm. Khi Hạ Tưởng lái ô tô tới biệt thự của Liên Nhược Hạm, cũng chỉ khoảng 10 giờ sáng. Hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời chiếu rọi, tuy rằng vẫn rét lạnh như cũ, nhưng trong không khí đã mơ hồ có khí xuân, xuống xe, ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt, liền có chút ấm áp. Ông cụ Ngô ra một mình chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, đứng ở bên cạnh ghế dựa mà lần trước ông và Hạ Tưởng ngồi nói chuyện, đưa lưng về phía Hạ Tưởng. Mặc dù bóng lưng của ông vẫn cao lớn như xưa, vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, nhưng mái tóc hoa râm và phần eo hơi khom của ông vẫn lộ rõ ở trước mặt Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng rõ ràng cảm nhận được một người cho dù quyền thế lớn bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu, cuối cùng cũng không thể chống lại năm tháng, cuối cùng cũng sẽ già đi, giống như anh hùng tuổi xế chiều và người đẹp tóc bạc, đều là thăng trầm bất lực nhất của thế gian. Hạ Tưởng đi vào, cách ông cụ ba thước thì đứng lại, cung kính gọi một tiếng. Ông cụ! Ông cụ Ngô ra thong thả xoay người lại, so với lần gặp trước, thì tinh thần ông cụ tốt hơn nhiều, tâm tình tốt thì thân thể khỏe mạnh, có lẽ cũng là nguyên nhân tâm tình thả lỏng. Ông cụ dùng tay chỉ ra ghế dựa. Ngồi! Hạ Tưởng ngồi xuống, hôm nay không gió, rất thích hợp phơi nắng, hắn ngồi bên ít ánh mặt trời. Ông cụ Ngô ra cũng chú ý tới chi tiết này, nao nao, âm thầm gật đầu, thật đúng là một người trẻ tuổi thận trọng. Hai người ngồi trên ghế dài, tắm nắng, ước chừng có một phút đều không nói gì. Hạ Tưởng hơi híp mắt, nhìn mặt trời càng lên càng cao, cảm nhận được trên người càng ngày càng ấm áp hơn, tâm tình cũng không hiểu tự nhiên thả lỏng hơn. Nên đối mặt, cuối cùng cũng phải đối mặt. Hắn cố lấy dũng khí, nói ra thì buồn cười, khi hắn đối mặt với khí thế ép người của Ngô Tài Dương, một chút cũng không luống cuống, nhưng ở trước vẻ mặt ôn hòa của ông cụ, luôn có một loại cảm giác vô lực. Không phải sợ hãi, không phải khiếp đảm, là một loại hoảng hốt nói không thành tiếng, nói không rõ ràng, có lẽ hoảng hốt không phải bởi vì ông cụ từng có được quyền thế và ông đã thành lập nên đế quốc gia tộc khổng lồ, cũng không phải trí tuệ chính trị của ông sâu không lường được, mà là ông đem lại một loại cảm giác tang thương gần đất xa trời cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng luôn không đành lòng khiến ông cụ có một chút thất vọng. Ai nhẫn tâm cự tuyệt nỗi lo lắng tha thiết của một ông cụ gần đất xa trời. Cho dù Hạ Tưởng kỳ thật cũng biết rõ, ông cụ Ngô ra cả đời tung hoành quan trường, dù cho bây giờ đã già, cũng sẽ không có quá nhiều thái độ tình cảm con cái, nổi tang thương cũng tốt, cho thấy cảnh gần đất xa trời cũng được, một nửa là chân thật, một nửa là biểu diễn, không thể hoàn toàn cho là thật. Nhưng hắn vẫn không tự chủ được bị ông cụ cuốn hút, luôn luôn muốn đáp ứng tất cả yêu cầu của ông. Tóm lại là một trong những nhân vật hàng đầu, khí áp đảo rất mạnh, hắn gần như không có sức chống cự. Hạ Tưởng hít sâu mấy hơi. Lại cố lấy dũng khí, chủ động hỏi. Cháu đến cuối cùng vẫn cứ cảm thấy trên vấn đề ứng cử viên trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Yên, trong lòng ông hiểu rõ Ngô gia không thể nắm bắt được, lại cố ý áp dụng thái độ làm như không thấy, khẳng định là có thâm ý sâu sắc. Ông cụ Ngô gia cũng hơi nhắm mắt lại, dường như đang hưởng thụ ánh mặt trời, lại dường như đang đắm chìm trong sự bình yên hiếm có. Hạ Tưởng mở miệng hỏi một câu, ông cụ liền mở to hai mắt, cẩn thận đánh giá Hạ Tưởng vài lần. Dường như là mới quen biết Hạ Tưởng, đại khái trầm mặc hết nửa phút, mới cười ha hả. Tài Giang nói, cậu dùng được vào việc lớn, thông minh tuyệt đỉnh, góc độ đối xử với vấn đề không giống bình thường. Tài Dương nói, cậu bảo thủ, tự cho là đúng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Nhược Hạm lại nói, cậu có tâm tư tinh tế, con người ân cần chu đáo, có thể dựa vào, tôi thấy ba người bọn họ nói đều không đúng. Xem ra ông cụ muốn cho hắn một kết luận tiếp theo, Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười, tĩnh tâm lắng nghe.
Khi tôi bằng độ tuổi này của cậu, 30 tuổi. Là giám đốc sở. Ông cụ vẫn không trực tiếp nói ra kết luận, mà là nói đến sự tình khác. Hạ Tưởng hoảng sợ, ông cụ 30 tuổi thì là giám đốc sở, cũng không đơn giản. Lại suy nghĩ thời điểm ông cụ 30 tuổi, thể chế trong nước vẫn chưa hoàn mỹ, đừng nói là giám đốc sở, đến phó tỉnh cũng là có thể, cũng liền bình thường trở lại. Tôi bàn tay trắng làm nên một thế lực gia tộc cũng coi như làm khá tốt, nhưng đối mặt cậu, bỗng nhiên cảm giác được, lúc tôi cùng tuổi cậu, trên thực tế còn không tinh mắt bằng cậu. Nếu tôi sớm giống như cậu có tầm mắt nhìn xa hiểu rộng, hẳn là có hy vọng trở thành người đầu tiên trong nước, tuy nhiên, sự tình đều đã trôi qua, nói cái gì cũng vô dụng. Tôi đối với cách nhìn của cậu là, có ánh mắt lâu dài, có lập trường kiên định, cũng có tương lai rộng lớn. Ông cụ đánh giá rất cao, có lẽ là phát ra từ thật tâm, có lẽ là cố ý nâng cao hắn, khiến hắn lâng lâng, Hạ Tưởng cũng không phải là người dễ thất thố, vẻ mặt vội cười khiêm tốn. Ông quá khen, cháu tự biết phân lượng mình, ở trước mặt ông, một chút thành tích của cháu căn bản không đáng nhắc tới. Ông cụ khoát tay. Chuyện cũ không thể truy cứu, cùng cậu nói chuyện trước kia cũng không có ý nghĩa gì, nhưng thời đại cũng quả thật bất đồng, quan lại hiện tại, khó làm hơn, cũng khó mà thăng tiến so với thời kỳ trước kia của chúng tôi. Cậu có thể có thành tựu hôm nay, tuy rằng phải tiếp tục duy trì tác phong khiêm tốn cẩn thận, nhưng không cần tự coi nhẹ mình, bởi vì góc độ cậu xem xét vấn đề quả thật rất chuẩn, trên vấn đề trưởng ban thư ký tỉnh ủy tại tỉnh Yến. Tôi chính là thái độ buông xuôi không để ý tới, bởi vì tôi muốn xem, Tài Dương gặp hút mắc đầu tiên sau khi nó quay về Bắc Kinh, sẽ có bao nhiêu sức chịu đựng. Ở lần trước khi Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong gặp mặt, sau khi được biết ba ông cụ Khâu, Mai, Phó đồng thời hành động, ông cụ Ngô Gia vẫn như cụ án binh bất động, không hề có ý ra tay. Cuối cùng chẳng những không ra tay, hơn nữa đợi sau khi Ngô Tài Dương thảm bại, vẫn không hề có biểu hiện gì cả. Trong lòng Hạ Tưởng liền mơ hồ đoán được một cái gì đó. Ông cụ Ngô Gia là cố ý. Liên tưởng đến giữa Ngô Tài Dương và ông cụ xa cách hơn mười mấy năm, với lại sự chênh lệch giữa thủ đoạn và phương diện đối nhân xử thế của Ngô Tài Dương với ông cụ không lớn lắm, hành vi này của ông cụ rất có thâm ý, tuyệt đối là có ý thờ ơ lạnh nhạt, để xem Ngô Tài Dương sau khi vấp phải trắc trở, có thể tỉnh ngộ được hay không. Ông cụ Ngô Gia mắt sáng như đuốc, nếu nói ông không có ánh mắt hơn người, không có chiến lược nhìn xa trông rộng, cũng sẽ không giành được một mảnh giang sơn tốt cho Ngô Gia, hơn nữa Ngô Gia còn vững vàng đứng đầu bốn đại gia tộc. Hiện tại ông tuy rằng đã lui ra, tuy rằng Ngô Tài Giang rời xa trung tâm chính trị, an phận ở tỉnh Ninh, tuy rằng quyền to của Ngô Gia trên cơ bản đều giao vào trong tay Ngô Tài Dương, nhưng trên thực tế, ông cụ Ngô Gia đối với thủ đoạn hành động của Ngô Tài Dương vẫn là có chút không hài lòng, ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định là có ý kiến. Nhưng lại không tiện biểu lộ ra ngoài, để tránh cho người khác nhìn ra bất hòa ở bên trong Ngô Gia, bởi vậy, ông mới ở lúc đầu của sự việc, ở ngoài mặt vẫn giúp Ngô Tài Dương một phen. Nhưng đến sự tình khẩn cấp, lại không đếm xỉa đến, sống chết mặc bay. Hạ Tưởng liền thật cẩn thận hỏi một câu. Bộ trưởng Ngô hẳn là đã cùng ông thương lượng qua chuyện này, ông lúc ấy là cổ vũ ông ta, hay là không phát biểu ý kiến? Chương 719, Cái hào rộng. Ông cụ Ngô Gia lắc đầu cười, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng luôn có thể hỏi đến điểm chính, liền nói. Tôi đương nhiên là cổ vũ nó ra sức vì Ngô Gia, cho dù cách thức làm việc không phù hợp với nguyên tắc của tôi, nó cũng vẫn là điểm tựa duy nhất của Ngô Gia, cần phải nâng đỡ lấy. Tuy nhiên tôi đề nghị phải áp dụng cách thức quanh co, thái độ không cần quá cứng rắn, mạnh mẽ nhất định sẽ lấy không được, có thể mượn lực đẩy lực, có thể đề xuất trao đổi. Thậm chí có thể buông xuôi vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy để ngụy trang, đến thời khắc cuối cùng thái độ thay đổi, để đổi lấy vị trí phó bí thư thành ủy. Đáng tiếc chính là, Tài Dương vẫn nghe không lọt lời khuyên của tôi, một lòng nhận định nó đã đứng vững vàng ở thủ đô, nó luôn cảm thấy đọ sức trên chính trị, vẫn cho thực lực là quan trọng nhất. Nó đã quên, năm đó một ủy viên bộ chính trị bởi vì khí thế hơn người, cuối cùng khi biểu quyết trên hội nghị thường vụ bị kém một phiếu mà vứt bỏ tiền đồ. Rơi vào một kết cục thân bại danh liệt. Hạ Tưởng lập tức hít lấy một hơi khí lạnh. Ông cụ Ngô Gia quả nhiên lợi hại, nếu Ngô Tài Dương dựa theo ý tưởng của ông cụ, thì ứng cử viên phó bí thư thành ủy thành phố Yến hiện tại, tuyệt đối là người của Ngô Gia. Mà Ngô Tài Dương quá bảo thủ, phải dùng cường thế chống đối, kết quả làm cho ba nhà liên hợp, hơn nữa khuấy động đến ích lợi của tầng cấp cao ở Trung ương, cuối cùng rơi vào một kết cục không thu hoạch được gì, cũng là một giáo huấn đau đớn thê thảm.
Gừng càng già càng cay, nếu Ngô Tài Dương trước khi ba nhà hình thành liên minh, đột nhiên đề xuất trao đổi điều kiện với tầng cấp cao ở Trung ương, buông tha ứng cử viên trưởng ban thư ký tỉnh ủy, để đổi lấy vị trí phó bí thư thành ủy thành phố Yến, bên trong tầng cấp cao e rẻ thế lực Ngô gia, ít nhiều cũng phải cho Ngô Tài Dương một bậc thang leo xuống. Hơn nữa Ngô Tài Dương chỉ cần hơi chút tiết lộ với phó gia, nguyện ý ủng hộ phó Tiên Phong đảm nhiệm thị trưởng thành phố Yến, ở mặt ngoài nhìn có vẻ là chịu thiệt. Trên thực tế lại là chiếm được lợi ích thực tế. Nhưng Ngô Tài Dương lại cứ tự cho là đúng, không biết xoay chuyển, hoặc là nói, sĩ diện quá lớn, có sự thất bại hôm nay, cũng là chuyện hợp lý. Ông cụ Ngô gia ngồi yên không thèm để ý, cũng là hy vọng Ngô Tài Dương từ đó học được bài giáo huấn, không phải bởi vì nguyên nhân năng lực cá nhân của y, mà khiến Ngô gia dần dần đi xuống dốc. Hạ Tưởng là tận đáy lòng khâm phục ý nghĩ của ông cụ Ngô gia, quả nhiên là người mưu cục hàng đầu, nhìn xa trông rộng, xuống tay từ chỗ nhỏ, từng bước xâm phạm thế lực của người khác, xâm chiếm địa bàn, đúng là sách lược lừa dối cao minh được vận dụng đạt tới cảnh giới vô cùng thành thạo. So với Ngô Tài Dương là người gây sự ép người, cường thế dọa người, đúng là tác phong của con cháu quan lại, lại tự nhận có chỗ dựa thế lực gia tộc hùng mạnh, tất nhiên không thèm dùng kế quanh co, trực tiếp liền nghĩ hỉ thế hiếp người, kết quả là đánh giá thấp tình thế, đánh giá cao thực lực bản thân. Kỳ thật cách làm của Ngô Tài Dương cũng cùng đạo lý với con cháu quan lại đời sau hay dùng quyền thế ép người, con nhà giàu mới nổi dùng tiền đập người mà thôi. Trong nước vì sao xí nghiệp gia tộc rất khó tiếp tục kế thừa? Vì sao con cháu quan lại đếm không xuể, cuối cùng có thể trở nên nổi bật lại không được mấy người? Hầu hết đều là dựa vào cây cao bóng mát của bậc cha chú ở thế hệ đầu, đến thế hệ tiếp theo trên cơ bản là bị xóa sạch bị hủy hoại hoàn toàn, chính là bởi vì thói quen ỷ thế hiếp người. Thói quen cho rằng có tiền thì có được tất cả, lại không có thói quen động não. Từ xưa đến nay, trí tuệ luôn luôn là điều kiện đầu tiên để giành thắng lợi. Nước Mỹ hùng mạnh như thế, đứng đầu thế giới, cũng không phải là khoe ra vũ lực khắp nơi, mà là áp dụng thủ đoạn phân hóa, lôi kéo và mượn lực đẩy lực, mới ở trên toàn thế giới giữ vững thế bất bại. Ở Trung Đông, dựa vào một Israel thì làm cho cả nước Ả Rập như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ở Á Châu, lợi dụng Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á hình thành vòng vây đối với Trung Quốc. Ở Viễn Đông, lợi dụng mấy nước nhỏ ở Âu Châu bố trí trang thiết bị kháng cự, khiến ra sờ như mũi nhọn ở lưng, toàn bộ thế giới đều ở dưới bố cục trí tuệ của Mỹ, như đồ vật trong bàn tay, càng không cần phải nói lợi dụng Đài Loan để giữ cân bằng Trung Quốc, chỉ cần bán một số vũ khí cổ xưa quá hạn cho Đài Loan. Vừa buôn bán kiếm tiền, lại khiến con cháu, Viêm Hoàng, dân tộc Trung Hoa tự cắn xé lẫn nhau. Bất chiến mà khuất nhân chi binh, binh pháp tôn tử, không đánh mà khuất phục được đối phương, người Mỹ mới có lịch sử không đến 300 năm, đã có thể vận dụng chiến lược trí tuệ của cổ nhân Trung Quốc đến thành thạo như thế, mà chúng ta lại vứt bỏ kết tinh trí tuệ của tổ tiên, đòi phải bắt chước phương Tây từ lâu đã từ bỏ cái gọi là mưu kế, ngay cả bắt chước lời người khác cũng không giống, căn bản là đồ bỏ đi, nhặt hạt vừng đã đánh mất dưa hấu. Hành động của Ngô Tài Dương, đâu chỉ là đã đánh mất dưa hấu đi nhặt vừng. Căn bản là hai tay trống trơn, không thu hoạch được gì, thất bại thảm hại. Ông cụ Ngô gia hiện tại là bởi vì cơ thể có bệnh hoặc là nguyên nhân khác, tạm thời không chủ đạo sự vụ của Ngô gia, cũng có thể là cố ý để cho Ngô Tài Dương từng bước nắm đại cục trong tay. Chỉ có điều Ngô Tài Dương cứ tự cho là đúng, hoàn toàn không xem kinh nghiệm cả đời chìm nổi quan trường của ông cụ gia gì, ngược lại cố ý muốn làm theo ý nghĩ của mình. Ngô Tài Dương là cố chấp cũng tốt, là tính cách ra lệnh cũng được. Làm cho cuối cùng thảm bại, đối với ông cụ mà nói, phỏng chừng cũng là nửa mừng nửa lo. Mừng chính là, nếu Ngô Tài Dương có thể từ đó học được kinh nghiệm giáo huấn, thắng không kiêu bại không nản, một lần nữa nhận rõ tình thế, về sau có cơ hội lựa chọn trọng đại phía trước, xem xét thời thế rồi đưa ra quyết định, lần thất bại này cũng chỉ mất đi một vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, không đáng để lo nghĩ, sau này từ từ lấy lại ích lợi. Lo chính là, nếu chẳng may Ngô Tài Dương vẫn chưa rút được kinh nghiệm xương máu, ngược lại nếu càng làm trầm trọng thêm như là đòi lại mặt mũi hoặc là công đạo gì đó, Ngô gia bởi vì có một người cầm lái thiển cận, cho dù là một con tàu sân bay, cũng có thể bị chìm nghỉm. Hạ Tưởng cũng là bất đắc dĩ mà lắc đầu, âm thầm thở dài một tiếng, Ngô Tài Dương luôn không hợp với ông cụ, có quá khứ mười mấy năm không trở về nhà. Có lẽ tính cách liên nhược hãm cũng di truyền từ Ngô Tài Dương, cũng là bất hòa với bậc cha chú. Cô thậm chí không hòa hợp với toàn bộ gia tộc. Cũng may, Liên Nhược Hạm gặp được hắn, từ từ làm tiêu tan cá tính, lại là phụ nữ, sau khi có con,
Hạ Tưởng liền cảm thấy tính cách Liên Nhược Hạm trở nên ôn hòa hơn, một lòng một dạ chăm sóc cho con, hơn nữa cô đối với quyền thế và danh lợi vô cùng thản nhiên, tính cách không còn phát triển theo hướng càng ngày càng cố chấp. Đàn ông, nhất là đàn ông say mê quyền thế, có lẽ trước khi chưa lên được địa vị cao, đối với bên ngoài thường xuyên sẽ toát ra một mặt tính cách khoan dung, ngấm ngầm chịu đựng bên trong. Mục đích chính là vì lôi kéo lòng người, củng cố thế lực. Một khi chếm trệ trên cao, một mặt suy ngã độc tôn, tự cao tự đại bên trong tính cách sẽ bành trướng cực độ, không chấp nhận người khác nói xấu y nửa câu, thậm chí còn muốn miêu tả chính mình thành người đầu tiên, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới, dường như lịch sử nhân loại mấy ngàn năm từ xưa đến nay, y giống như là một thần thánh duy nhất tồn tại. Ngô Tài Dương tuy rằng không đến mức kiêu ngạo, ngông cuồng như thế, nhưng y không tiếp thụ ý kiến của người khác, đến cả đề nghị của ông cụ cũng bỏ mặc, cũng là biểu hiện tự tin bành trướng đến trình độ nhất định. Năm đó bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến Cao Thành Tùng, khi mới tới tỉnh Yến, cũng là kiên định làm việc, cần cù và thật thà làm người, cũng làm ra cống hiến nổi bật vì sự phát triển của tỉnh Yến, cũng được không ít người công nhận. Tiếp sau đó sau khi tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, lại bởi vì có được sự yêu thích của người đứng đầu, mà bắt đầu bành trướng ác tính chủ nghĩa cá nhân, tự cao quyền cao chức trọng, không để mắt tới kỷ luật đảng, chuyên quyền độc đoán, cuối cùng đi đến bước đường vi phạm nghiêm trọng. Tin rằng ông cụ Ngô gia cả đời đắm chìm trong quan trường, gặp qua nhiều sự chìm nổi của quan to cấp tỉnh bộ, cũng chính mắt thấy qua nhân vật bậc một ủy viên bộ chính trị cũng có lúc thân bại danh liệt, biết tính tàn khốc và tính nghiêm trọng của chính trị, càng hiểu được cách vận dụng sách lược cân bằng bên trong chính trị, ông cụ đối với Ngô Tài Dương, hẳn là tâm tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quả nhiên, ông cụ Ngô gia đón lấy ánh mặt trời ấm áp, lại thở dài một tiếng. Giữa Tài Dương và tôi, có ngăn cách, cùng Nhược Hạm cũng không thân cận, nếu cậu có thể tiếp cận nó, khiến nó tín nhiệm cậu, có lẽ cậu có thể ở một bên khuyên nhủ nó, bớt tranh khí phách một chút. Nhà nào cũng có chuyện khó nói, đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Ông cụ Ngô gia tâm huyết cả đời, ba đứa con lại không có đứa nào lọt vào mắt ông cụ. Mắt thấy cơ nghiệp to như vậy có thể dần dần trầm xuống, sao có thể không khiến ông cụ vô cùng đau đớn. Sự tang thương và trầm trọng của ông cụ Ngô gia khiến tim Hạ Tưởng đập thình thịch. Chỉ có điều Hạ Tưởng biết rằng, ở bề ngoài nhìn như biểu lộ chân tình của ông cụ Ngô gia, có lẽ là đang biểu diễn mà ông cụ cả đời chính trị đã luyện thành không dấu vết, nhưng mặc kệ như thế nào, ông cụ vẫn là có điều chờ mong đối với hắn, vẫn là hy vọng hắn có thể gia nhập Ngô gia, là thật tâm để hắn phụ trợ Ngô Tài Dương cũng tốt, hoặc là nhìn chúng năng lực của hắn cũng được. Hôm nay ông cụ và hắn gặp mặt, cùng hắn tâm sự, kỳ thật không ngoài dự liệu của hắn, là muốn hắn xem trọng tình thân, cùng Ngô gia đứng chung một chỗ. Hạ Tưởng thật sự không thể cùng Ngô gia đứng chung một chỗ, lập trường của hắn rất kiên định, từ lúc quen biết Liên Nhược Hạm, lúc đầu nghe nói sơ có thế lực gia tộc, hắn vốn không nghĩ tới phải mượn thế lực gia tộc để tiến lên trên con đường làm quan. Hiện nay khi hắn càng hiểu biết sâu hơn về thế lực gia tộc, hơn nữa khi có được mạng lưới quan hệ nhất định, càng hiểu rõ phụ thuộc vào thế lực gia tộc, không phải là ước nguyện ban đầu của hắn. Mắt thấy sắp đến giữa trưa, hắn và ông cụ ngồi ở ghế đã một tiếng đồng hồ, Hạ Tưởng giơ tay đỡ lấy ông cụ. Bây giờ vẫn còn rất lạnh, ông cụ, đừng ở bên ngoài ngồi quá lâu. Ông cụ thấy Hạ Tưởng tránh không nói đến vấn đề vừa rồi, biết là vẫn chưa đánh động được hắn, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối, tuy nhiên trên mặt cũng không lộ rõ ra, dùng tay chỉ cửa phòng. Đi. Đi vào trong phòng uống trà, tĩnh tâm lại. Nói là uống trà tĩnh tâm, có lẽ cũng là ông cụ cho rằng bởi vì hắn có ý kiến với Ngô Tài Dương, là tranh giành khí phách. Hạ Tưởng cũng không nói rõ, gật đầu đồng ý, đỡ ông cụ đi vào biệt thự của Liên Nhược Hạm. Một giờ sau, Hạ Tưởng đứng ở cổng chính biệt thự, nhìn theo ô tô ông cụ đi xa dần, trong lòng cũng là một mảnh bình tĩnh. Trà là trà ngon, hương vị thơm ngọt, lời là lời hay, đầy thâm ý, nhưng vẫn không hợp. Tiết tấu không đồng bộ. Khi rời khỏi, trong mắt ông cụ có một vẻ thất vọng không thể che giấu, Hạ Tưởng cũng không nói thêm gì, có một số việc miễn cưỡng không được. Cho dù hắn đáp ứng ông cụ, muốn tiếp cận Ngô Tài Dương, muốn ảnh hưởng Ngô Tài Dương, có lẽ còn có thể thu được hiệu quả phản tác dụng. Đi một chút nhìn kỹ hắn nói, giữa Ngô Tài Dương và hắn, còn có cái hào rộng rất lớn cần vượt qua, gấp không được. Hạ Tưởng một mình ở bên trong biệt thự sửng sốt trong chốc lát, thì gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm. Khi chạy tới nhà Mai Hiểu Lâm đã xin nghỉ phép trở về sớm hơn,
Hạ Tưởng muốn gõ cửa, thì nhìn thấy Mai Hiểu Lâm nắm tay của Mai Đình, đứng ở cửa, vẻ mặt cười yếu ớt mà chờ hắn. Mai Đình đã lớn hơn nhiều. Mai Đình ăn mặc như đóa hoa xinh, ánh mắt chuyển động không ngừng, trên dưới đánh giá Hạ Tưởng mấy lần, nói một câu giòn giã. Chào chú. Một tiếng gọi, chú, khiến Hạ Tưởng cảm xúc rào rạt. Hạ Tưởng ngồi xổm xuống, giang hai tay ra. Đến đây, để chú ôm một cái. Mai Đình liếc mắt nhìn Mai Hiểu Lâm một cái, chần chừ không chịu đến gần, Mai Hiểu Lâm dịu dàng nói. Đình Đình, sau này để chú làm cha nuôi của con, được không? Vì sao là cha nuôi, không phải ba ba? Mai Đình nhỏ hơn Liên Hạ vài tháng, bởi vì là duyên cớ con gái, nên nói chuyện vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng êm tai dễ nghe, khiến Hạ Tưởng nghe xong cảm xúc mênh mông. Mai Hiểu Lâm u oán vô hạn liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, Hạ Tưởng liền nói tiếp. Bởi vì cha nuôi không thể thường xuyên ở bên cạnh con, chỉ có thể thỉnh thoảng đến thăm con, cho nên là cha nuôi. Mai Hiểu Lâm cũng nói. Có cha nuôi tốt hơn là không có ba ba, có phải không? Mau gọi cha nuôi. Cha nuôi. Có thể là xuất phát từ sự hướng về của người cha, có lẽ thật sự là máu mủ tình thâm. Mai Đình rốt cục buông lỏng tay Mai Hiểu Lâm ra, nhào vào trong lòng Hạ Tưởng, sau khi ngọt ngào mà kêu một câu, lại cúi xuống ở bên tai Hạ Tưởng, lén lút nói một tiếng. Về sau con gọi là ba ba, được không? Cha nuôi nghe không hay, con không thích. Tâm tư nho nhỏ của con gái, thật khiến cho Hạ Tưởng tâm thần nhộn nhạo, hắn ôm chặt lấy Mai Đình, cũng ở bên tai cô bé nhỏ giọng nói. Được, sau này coi như là bí mật nhỏ giữa chúng ta, không được nói cho người khác biết, được không? Được. Mai Đình vui vẻ, vươn ra ngón tay trắng mịn. Nghéo tay 100 năm không được thay đổi. Hạ Tưởng liền cùng Mai Đình nghéo tay, liếc trộm nhìn lên, Mai Hiểu Lâm ở một bên trên mặt mang nụ cười, trong nụ cười có nước mắt, rõ ràng là nước mắt vui vẻ. Theo sau, cùng Mai Hiểu Lâm ngồi xuống nói chuyện. Công tác của Mai Hiểu Lâm ở đoàn trung ương nhạt nhẽo bình thường là một số công việc vụn vặt không có gì mới, cô bởi vì không có ý định trên con đường làm quan, cũng cảm thấy không có gì, dù sao thì cũng tốt hơn so với ở nhà nhàn rỗi vô sự. Mai Hiểu Lâm mặc một bộ trang phục công sở, cách ăn mặc rất trung tính, trên mặt không hề có chút son phấn hay trang điểm gì. Có lẽ là duyên cớ tâm tình tốt, hơi có chút chói lọi. Trong mấy người phụ nữ mà Hạ Tưởng quen biết, Mai Hiểu Lâm cũng không phải là xinh đẹp nhất, dáng người cũng không đẹp cho lắm, làn da cũng là trên bậc trung, so ra thì, dường như không có gì đặc sắc, nhưng trên thực tế, cô vẫn có chỗ mà nhiều người khác không có. Đầu tiên, tính cách Mai Hiểu Lâm trực tiếp nhất, so với sự lớn mật của Liên Nhược Hạp, cô đối với Hạ Tưởng rất ít khách khí, mặc kệ là tính khí hay là cố ý, dù sao chính là không bị Hạ Tưởng chi phối, Hạ Tưởng cũng bó tay với cô nhất, bởi vậy ở trong mắt Hạ Tưởng, trong sự thẳng thắn của Mai Hiểu Lâm, lộ ra vài phần đáng quý đáng yêu. Tiếp theo, nét đẹp của Mai Hiểu Lâm không phải là vẻ đẹp trí tuệ, cũng không phải quyến rũ, mà là một sự xinh đẹp rất trong sạch. Năm đó khi Hạ Tưởng mới quen Tào Thù Lê để tóc ngắn, tạo cho người ta mỹ cảm vô cùng giỏi giang lưu loát. Đương nhiên hiện tại cô bé Lê đã để tóc dài, tăng thêm không ít phong tình phụ nữ. Mà Mai Hiểu Lâm trước sau vẫn là tóc ngắn, khi mới quen biết cô cũng vậy. Hiện tại đã sinh Mai Đình, cũng thế. Tóc ngắn cộng thêm cách ăn mặc trung tính của cô, còn khuôn mặt thuần khiết tuyệt không trang điểm, tạo cho người ta cảm giác rất chói sáng rất điềm nhiên. Còn nữa, Mai Hiểu Lâm so với trước kia, có thêm hào quang của tình mẫu tử, giảm bớt u oán và trách móc, khi nói chuyện cũng thản nhiên rất nhiều, càng có thêm hương vị phụ nữ khác thường. Hạ Tưởng âm thầm cảm thán, sức mạnh cuộc sống thay đổi một con người vô cùng to lớn, Mai Hiểu Lâm thành thục hơn. Cũng có hương vị phụ nữ, đồng thời, lại trầm tĩnh nhiều hơn, cô hiện tại có thể an tâm làm việc vụn vặt ở đoàn trung ương, đối với sự trưởng thành về sau của cô ấy vô cùng có lợi. Bí thư đầu tiên của đoàn trung ương hiện tại là Trịnh Thịnh. Trịnh Thịnh ở trong hệ đoàn xem như là người ở nấc thang thứ ba, bởi vì khi Hạ Tưởng tái sinh, ông ta vừa mới đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương Giang, là ủy viên trung ương, chưa tiến vào bộ chính trị. Nhưng Trịnh Thịnh sinh năm 60. Năm nay mới 44 tuổi. Quan lớn cấp bộ trưởng 44 tuổi, nếu nói về sau không có tiền đồ chính trị, cũng sẽ không ai tin. Đợi lúc Trịnh Thịnh đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, mới 50 tuổi. Đại quan biên giới 50 tuổi, 5 năm sau mới 55 tuổi, tiến vào bộ chính trị gần như là kết quả có thể đoán được.
Hơn nữa ông ta là một người luôn được trọng dụng bên trong hệ đoàn. Hạ Tưởng liền thử thăm dò hỏi. Trịnh Thịnh đối nhân xử thế như thế nào? Em và ông ta từng có tiếp xúc chưa? Bí thư Trịnh, người rất hòa thuận, dễ nói chuyện, đeo một cặp mắt kính, khi nói chuyện thanh âm chậm rãi, lời nói nhỏ nhẹ, so ra dễ tiếp xúc. Mai Hiểu Lâm liếc ánh nhìn nghi hoặc vào Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng hắn và Trịnh Thịnh lại không quen biết, có thể nói tám xào đánh không tới, sao lại quan tâm tới con người Trịnh Thịnh. Không nghĩ ra, nhưng Hạ Tưởng đã hỏi, cô vẫn là cẩn thận trả lời. Em và bí thư Trịnh tiếp xúc qua vài lần, ông ta đối với tất cả mọi người đều rất hòa nhã. Anh đề nghị về sau em thường xuyên báo cáo công tác với bí thư Trịnh nhiều một chút, đi lại với bí thư Trịnh nhiều hơn, xin chỉ thị với ông ta nhiều hơn, đối với sự trưởng thành về sau của em rất có lợi. Cùng với Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng không cần giấu giếm gì, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Bí thư Trịnh về sau sẽ ra địa phương, khẳng định phải bắt đầu từ chủ tịch tỉnh, nếu có bí thư Trịnh yêu thích em, thời điểm ông ta ra đi điểm danh cần em, thì con đường làm quan của em liền rộng lớn. Mai Hiểu Lâm vẻ mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu mới bất mãn mà trừng mắt nhìn Hạ Tưởng. Anh là vì em mà quan tâm tiền đồ của em, hay là có dụng tâm khác? Có phải chú cũng nói em về sau rất có tiền đồ hay không? Em đối với sự phát triển trên con đường làm quan không hứng thú cho lắm, anh không cần lao tâm khổ trí. Mai Hiểu Lâm có thể mượn dùng thế lực gia tộc không giả, nhưng tình hình chính trị trong nước về sau sẽ càng thêm phức tạp, đoàn hệ, thái tử đảng. Còn có thế lực gia tộc ẩn danh, lại có bộ phận cao tầng xuất thân dân dã, chẳng khác nào là bốn phương đánh cờ, có thêm đường lui thì sẽ có thêm sự bảo đảm, không có giang sơn làm bằng sắt, cũng không có gia tộc mãi không suy sụp. Em không theo chính trị cũng đáng tiếc, anh cảm thấy nếu em dụng tâm làm quan, cũng sẽ không thua kém ai, không kém hơn những nữ cán bộ khác. Hạ Tưởng nói chính là lời nói thật, Mai Hiểu Lâm xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng không giống Liên Nhược Hạm vô cùng động lòng người. Cũng không giống Tào Thù Lê dịu dàng động lòng người, lại càng không giống Tiếu Giai quyến rũ mê người. Ba phụ nữ kể trên đều không có tài làm quan, quan trường trong nước cũng không cho phép một người đẹp tuyệt sắc lên tới địa vị cao. Mai Hiểu Lâm có thái độ đoan trang, có bối cảnh gia tộc, nếu ở trong công tác dụng tâm nhiều hơn chút, không lo không có tiền đồ. Hạ Tưởng cũng hy vọng cô có thể trở thành vị nữ bí thư tỉnh ủy đầu tiên trong nước. Cho dù đường xá dài lâu cũng không chắc sẽ thành công. Nhưng có hy vọng tóm lại là chuyện tốt, cũng khiến Mai Hiểu Lâm có cái theo đuổi có mục tiêu cuộc sống. Anh hy vọng em có thể trở thành vị nữ bí thư tỉnh ủy đầu tiên trong nước. Hạ Tưởng vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nói với Mai Hiểu Lâm. Chương 720, khinh người quá đáng. Nữ bí thư tỉnh ủy đầu tiên của Trung Quốc mới là Vạn Thiệu Phân. Năm 1985 cô đã đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Giang Tây. Mai Hiểu Lâm rốt cục phát hiện Hạ Tưởng cũng có chỗ quên, bị cô phát hiện sai lầm, cô vui vẻ mà mỉm cười. Anh cũng có lúc sai sót, em còn tưởng rằng anh là người hiểu biết tất cả mọi chuyện. Hạ Tưởng đương nhiên cũng sẽ phạm sai lầm, Mai Đình trước mắt chính là một sai lầm lớn nhất mà hắn mắc phải trong đời. Là người đều sẽ mắc sai lầm, tuy nhiên không nghĩ tới hắn cũng sẽ phạm phải một sai lầm đơn giản, liền cười ngượng ngùng. Hắn vẫn luôn cho rằng nữ bí thư tỉnh ủy đầu tiên trong nước là Tôn Xuân Lan, nhưng Tôn Xuân Lan phải tới năm 2009 mới đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, mặc dù nói trong thời gian vài năm khiến Mai Hiểu Lâm đoạt trước một bước đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy không có khả năng cũng không thực tế, nhưng hắn vẫn muốn dùng để khích lệ cô, không nghĩ tới, còn nhớ lầm, hóa ra tiền lệ trước kia đã từng có nữ bí thư tỉnh ủy. Vậy cũng không sao, về sau em cũng sẽ trở thành nữ chủ tịch tỉnh thứ 2 thứ 3 trong nước. Bí thư tỉnh ủy thứ 3 thứ 4 trong nước, coi như là hãnh diện. Hạ Tưởng nhân thể tìm bậc thang leo xuống. Anh thật sự cho rằng em có năng lực này. Em mới đảm nhiệm qua chủ tịch huyện, anh lại nói em có thể đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, ở giữa vẫn còn thiếu một khoảng lớn. Mai Hiểu Lâm được Hạ Tưởng khen, cũng là mở cờ trong bụng, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Hạ Tưởng. Đương nhiên là có, chủ tịch tỉnh cũng không phải trời sinh, đều là từ chủ tịch huyện làm lên. Em có kinh nghiệm ở huyện An, lại rèn luyện 2 năm ở đoàn trung ương, trao quyền cho cấp dưới đến địa phương, có thể trực tiếp cất bước từ phó thị trưởng. Hạ Tưởng lại cường điệu một câu. Anh cảm thấy nếu có thể tạo quan hệ tốt với Trịnh Thịnh, đợi khi bí thư Trịnh ra đi, em có thể mượn cơ hội theo ông ta cùng đi, là một cơ hội tốt. Để Mai Hiểu Lâm tiếp cận Trịnh Thịnh thân là hệ đoàn, đối với phát triển về sau của Mai gia cũng rất là có lợi.
Hạ Tưởng đối với ấn tượng của ông cụ Mai gia không tồi, hơn nữa Mai Thái Bình cũng giúp hắn rất nhiều, đối nhân xử thế cũng có chỗ được, lại có quan hệ phức tạp khó phân biệt giữa hắn và Mai Hiểu Lâm, hắn cũng muốn Mai Hiểu Lâm đi được xa hơn, có lẽ cũng sẽ khiến Mai gia thêm một chân để đi. Nếu anh đã xem trọng em, thì em cũng sẽ thử xem, cố gắng một chút, không để mình có tiếc nuối về sau. Mai Hiểu Lâm ôm lấy Mai Đình, như thể là thị uy với Hạ Tưởng, lại như thể là lầm bầm lầu bầu. Cũng không thể để cho anh coi thường em, luôn cảm thấy em giống như không có bản lĩnh gì cả. Anh cũng mới là phó giám đốc sở, chúng ta chỉ kém nhau vài năm, nói không chừng có thể đoạt trước anh một bước đến cấp phó tỉnh. Được, vậy chúng ta so xem. Hạ Tưởng thấy Mai Hiểu Lâm lại lộ ra vẻ mặt tươi cười và thần thái trước kia, cũng là trong lòng cao hứng. Ai bước vào cánh cửa cấp phó tỉnh trước, thì người đó thắng. Đặt cược gì nào, không thể tay trắng đánh cuộc. Mai Hiểu Lâm giống như khiêu khích nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng suy nghĩ, khi vẫn chưa nghĩ ra, Mai Đình liền giãy giụa thoát khỏi vòng tay Mai Hiểu Lâm, tới trước mặt Hạ Tưởng, giữ chặt tay hắn, giọng điệu trẻ con nói một câu khiến Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm đều phải khó xử. Nếu mẹ thua thì phải làm ngựa cho ba cưỡi. Lời trẻ thơ rất hồn nhiên, nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, người trưởng thành có lối suy nghĩ rất là phức tạp rất không thuần khiết. Mai Hiểu Lâm nhanh chóng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, mặt đỏ tới mang tai, vội vàng xoay mặt đi. Hạ Tưởng cũng không khỏi khó xử, ôm Mai Đình vào trong lòng, dụ dỗ cô bé. Cưỡi ngựa chơi không vui, đổi cái khác được không? Ừ. Mai Đình nghiêng đầu suy nghĩ. Vậy đánh vào mông là được. Buổi tối, Hạ Tưởng cùng mẹ con Mai Hiểu Lâm ăn cơm tối ở ngoài, rồi đưa hai người về nhà. Trải qua nửa ngày ở chung, Mai Đình đối với Hạ Tưởng vô cùng ỷ lại, luôn dính vào người Hạ Tưởng không chịu xuống. Một tiếng, ba, hai tiếng, ba, gọi rất là ngọt ngào. Đúng là con gái miệng ngọt, so với Liên Hạ và Hạ Đông thì cử chỉ vụng về ăn nói ngọng nghịu. Đương nhiên hiện tại Hạ Đông vẫn chưa biết nói, đem nó so sánh với Mai Đình hơi không công bằng. Nhưng có thể tưởng tượng ra, cũng khẳng định Hạ Đông không thể nói ngọt bằng Mai Đình. Cũng được, sau khi về đến nhà, Mai Đình ngủ luôn trong lòng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng đặt Mai Đình lên giường, vừa xoay người tính cáo tử với Mai Hiểu Lâm, không ngờ Mai Hiểu Lâm đứng sát sau lưng hắn, hắn không chú ý liền dẫm lên chân Mai Hiểu Lâm, Mai Hiểu Lâm bị đau, cúi đầu xuống, liền đụng vào ngực Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hướng ra phía ngoài trao đảo, vừa nghĩ ra phía sau là Mai Đình. Liền giơ tay nắm lấy, hai tay liền giữ trên bả vai Mai Hiểu Lâm, chẳng khác gì hắn ôm lấy Mai Hiểu Lâm vào lòng. Mai Hiểu Lâm cúi đầu nhìn chân, không chú ý tới Hạ Tưởng là trong lúc trao đảo lung tung nắm lấy cô, còn tưởng rằng là Hạ Tưởng cố ý ôm cô, đầu tiên là thân thể cứng ngắc tại chỗ, sau một lúc lâu, lại mềm nhũng, hai tay ôm chặt lấy lưng sau của Hạ Tưởng, nước mắt tràn mi mà ra. Cô cũng không biết vì sao mình khóc, là uất ức. Hình như cô cũng không có chỗ uất ức. Hạ Tưởng chưa từng lừa gạt gì cô, trái lại, còn cho cô rất nhiều lý do hạnh phúc. Là khát vọng, cô đối với Hạ Tưởng có ỷ lại, có cảm tình, nhưng cũng chỉ là một bên tình nguyện. Hạ Tưởng đối với cô ấy dường như chưa từng có bất cứ ám chỉ gì. Rốt cuộc là vì cái gì, Mai Hiểu Lâm nói không rõ, chỉ là muốn khóc, muốn dựa vào lòng một người đàn ông, muốn ở trong lồng ngực ấm áp kiên cố khóc một trận thật đã, dùng để hoài niệm một nỗi đau cá nhân cô. Hạ Tưởng cũng không ngờ trong hiểu lầm vô ý lại làm cho Mai Hiểu Lâm chảy nước mắt, hắn không có cách nào đẩy Mai Hiểu Lâm ra, bởi vì hắn biết một phụ nữ kiềm nén bật khóc là bởi vì nội tâm đau xót. Hắn không thể chữa lành nổi bi thương của Mai Hiểu Lâm, không thể an ủi nổi khát vọng của cô, nhưng ít ra có thể cho cô một cái ôm ngắn ngủi, cho cô sự ấm áp trong chốc lát. Hắn vẫn chưa đến mức quá keo kiệt không thể chia sẻ một chút dịu dàng cho Mai Hiểu Lâm. Chỉ là thật sự muốn nói đến cảm tình. Hạ Tưởng cũng chỉ có thể lắc đầu, giống như đối với Vệ Tân, hắn luôn cảm thấy, món nợ tình cảm của hắn đã quá nhiều, quả thật không thể lan tràn thêm nữa, mấu chốt một điểm là, cảm tình thật sự là không miễn cưỡng được, hắn đối với Mai Hiểu Lâm, chỉ có thể là một lần và là mãi mãi. Mai Hiểu Lâm khóc hết mấy phút, rồi từ từ ngưng khóc, bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Hạ Tưởng. Dường như dỗi hơn mà lau nước mắt trên quần áo của hắn, rồi nín khóc mỉm cười. Được rồi. Khóc xong rồi, tâm tình tốt hơn nhiều, anh cũng không còn nợ gì em nữa, từ nay về sau, em quẳng đi cục nợ, quần áo nhẹ nhàng đi tới, cố gắng làm tốt công tác của mình, tranh thủ sớm ngày lên làm chủ tịch tỉnh. Ra khỏi tiểu khu của Mai Hiểu Lâm, Bắc Kinh về đêm đặc biệt mê người.
nơi nơi phồn thịnh xa hoa, phóng tầm mắt ra xa, trong cảnh hòa bình an lạc, khắp nơi đèn màu rực rỡ về đêm, cũng không biết che giấu bao nhiêu cười vui và nước mắt. Hạ Tưởng ở trong gió đêm lạnh lẽo lấy lại tỉnh táo, gọi điện thoại cho Tào Thù Lê báo bình an, rồi lại điện thoại cho Tiếu Giai. Tiếu Giai là người phụ nữ đầu tiên trong đời hắn, cũng là một người ít đòi hỏi hắn nhất, vừa độc lập tự mình cố gắng nhất. Bên trong sự độc lập của Liên Nhược Hàm, cũng có một mặt nhu nhược, bởi vì cô sẽ cảm thấy cô đơn. Tiếu Giai thì không, cô luôn lấy thái độ người chỉ nhân nhượng với hắn, không hề yêu cầu đòi hỏi gì đối với hắn, chỉ muốn làm người phụ nữ trung thành nhất phía sau hắn, mặc kệ hắn đi đến bước đường nào, mặc kệ hắn có bao nhiêu chật vật bao nhiêu mỏi mệt, Tiếu Giai vĩnh viễn là hậu phương lớn của hắn. Tính ngày tháng, Tiếu Giai mang thai không bao lâu, hẳn là bụng vẫn chưa lớn, Hạ Tưởng liền muốn nhìn xem Tiếu Giai hiện tại là bộ dáng gì. Điện thoại vừa kết nối, thanh âm lười biếng của Tiếu Giai truyền đến. Đến Bắc Kinh rồi hả? Buổi tối lại không có chỗ đi à? Không được đến chỗ em không hoan nghênh anh đâu. Vừa bắt đầu là không cho khách vào nhà, Hạ Tưởng hơi buồn bực. Sao thế, khá khí thế, anh lại đắc tội em sao? Không có. Tiếu Giai cười khanh khách. Em sợ anh đến sẽ càng bức bối hơn. Nhà khoa học nghiên cứu, con riêng bình thường đều thông minh hơn. Nguyên nhân là vì trong thời gian mang thai, người mẹ ít làm tình. Vì để đứa bé trở nên thông minh, anh ngủ tạm ở khách sạn đi, ngoan, nghe lời nào, đừng tới đây quấy rối, em cũng đã chuẩn bị ngủ rồi, hơn nữa còn có bảo mẫu, có Tùng Phong Nhi, anh tới không được tiện. Tùng Phong Nhi, Hạ Tưởng giật mình kinh hãi. Tùng Phong Nhi sao cũng ở cạnh em? Đúng vậy, cô ta đến Bắc Kinh là để học lớp huấn luyện, nói chuyện với em rất là hợp, em rất thích cô ấy. Nên để cô ấy ở chỗ em, sao nào, anh có ý kiến? Tiếu Giai tâm tình không tồi, đối với nghi vấn của Hạ Tưởng hơi tò mò. Không có, chỉ là không ngờ em và cô ta cũng có thể chơi thân. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, tuy rằng rất muốn gặp Tiếu Giai, ngẫm nghĩ một chút vẫn là không nên làm phiền cô, hắn mà đi, lại phải gây sức ép cho rất nhiều người nhường đường cho hắn. Được rồi, tự tìm chỗ ngủ đi, không được tức giận, em là vì đứa bé thôi. Anh khẳng định sẽ thông cảm cho em, đúng không? Tiếu Giai dụ dỗ hắn như đang dụ dỗ đứa bé, Hạ Tưởng đành phải bị đánh bại, vô cùng sảng khoái đồng ý. Sớm biết Tiếu Giai không giữ hắn lại, chỉ bằng quay về thành phố Yến cho rồi, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười cười, thôi vậy, tìm một nhà khách sạn ngủ qua một đêm vậy, hôm nay rất mệt mỏi, buổi tối lái xe nguy hiểm, sáng mai mới quay về thành phố Yến thì tốt hơn. Hạ Tưởng đi về chỗ vừa mới lấy xe. Tiểu khu Mai Hiểu Lâm ở cũng khá cao cấp, đi vào đều là người có tiền, tuy nhiên kẻ có tiền không nhất định là có tố chất cao, hắn có chút lạc đường, đã quên xe đậu ở chỗ nào, liền vòng quanh tại chỗ mấy lần, ngẫm nghĩ một chút mới nghĩ ra, vừa mới quay người lại, thì thấy phía sau có một con chó Nhật trừng mắt về hắn sủa dữ dội, Hạ Tưởng vốn không sợ chó, lại càng không sợ loại chó Nhật nhỏ như con thỏ, không thèm để ý đối với sự uy hiếp không hiểu ra sao của con chó Nhật. Liền giẫm chân như hù dọa. Lập tức làm con chó Nhật sợ tới mức chạy trối chết. Chợt nghe phía sau có người nhạo báng cười một tiếng. Giống y như con chó, còn xoay vòng vòng. Ây ra, bản lĩnh còn khá lớn, còn dám dọa cục cưng của tôi. Đến đây nào, cục cưng, đừng sợ, tôi chút giận thay cưng. Là thanh âm của một người phụ nữ trẻ, thanh âm vừa khinh miệt vừa lẳng lơ. Hạ Tưởng quay đầu nhìn lại, thấy một phụ nữ có chút sắc đẹp giơ tay ôm lấy con chó Nhật đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Công bằng mà nói, bộ dạng cô quả thật không tồi, mắt đẹp mày thanh, ngũ quan vô cùng tinh xảo, ánh mắt đầu tiên rất xinh đẹp, ánh mắt thứ hai rất hấp dẫn, nhưng có một điều, ánh mắt rất khinh miệt, thần thái rất cao ngạo, trên cao nhìn xuống mà nhìn Hạ Tưởng, trong ánh mắt toát ra đều là ý khinh thường. Hạ Tưởng là ai? Hắn là người của hai thời đại, gặp qua vô số người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được cô này là loại người ăn không ngồi rồi. Hơn nữa vô cùng có khả năng là tiểu tam kẻ thứ ba phá đám, đương nhiên lúc này vẫn chưa có cách nói tiểu tam, xác thực mà nói, là bổ nhí. Bởi vì cô tuổi còn trẻ lại có diện mạo diễm lệ, rồi lại mặc đồ ở nhà ra đây đi dạo, còn nuôi chó. Bình thường phụ nữ nuôi chó, hoặc là đàn bà trung niên trống vắng, hoặc là phụ nữ trẻ đẹp được người khác nuôi, người phụ nữ thật sự có công việc có con cái phải chăm sóc, lấy đâu ra thời gian mà đi nuôi chó. Thời gian giữ con và làm việc còn không đủ nữa là. Hạ Tưởng sẽ không chấp nhặt với cô,
Xem bộ dáng của cô ta thuộc loại người cực kỳ nhàm chán lại tự cho là cao cao tại thượng có thể tùy ý giễu cợt người khác, so đo với cô ta, Hạ Tưởng chẳng khác tự hạ thấp mình, hắn dòm cũng không thèm dòm người phụ nữ ôm chó, xoay người bước đi. Người phụ nữ ôm chó bị thái độ bình thường của Hạ Tưởng chọc giận, cả giận nói. Này, tôi đang nói chuyện với anh, sao anh không để ý gì hết vậy? Đang nói anh đó, đứng lại cho tôi. Người gì cũng được, còn khiến hắn dừng bước, Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng đừng nói cãi nhau với cô, cho dù nói chuyện với cô cũng là đã không tôn trọng mình, hắn bước đi càng thêm nhanh. Người phụ nữ ôm chó mắt cao hơn trán, vốn định cười nhạo Hạ Tưởng vài câu, không nghĩ tới thái độ ngạo nghễ của Hạ Tưởng, so ra còn ngạo mạn hơn thần thái của cô ta, chẳng những không liếc mắt nhìn cô ta một cái, ngay đến một câu cũng không thèm nói với cô ta, tự cho là thân phận mình đặc biệt, có địa vị có quyền thế như cô làm sao chịu được loại nhục nhã này. Lại thêm Hạ Tưởng vừa rồi hù dọa, hù cho cục cưng cô ta đến giờ còn có chút run rẩy, không khỏi thẹn quá thành giận. Nếu anh không đứng lại, tôi gọi bảo vệ, nói anh là kẻ trộm, anh khẳng định không phải chủ hộ của tiểu khu. Anh đứng lại đó cho tôi. Mắt thấy Hạ Tưởng sắp xoay người quẹo vào, Hạ Tưởng phải đi lấy xe, cô lại nghĩ rằng Hạ Tưởng muốn trốn, dưới tình thế cấp bách, thả con chó Nhật trong tay xuống, lấy tay chỉ Hạ Tưởng. Đi, cục cưng, cắn hắn. Hắn dám hù dọa cưng, không thể thả hắn đi, bắt hắn nhận lỗi với cưng. Chó Nhật vừa rồi sợ Hạ Tưởng, hiện tại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, gầm gừ xông thẳng vào Hạ Tưởng, há mồm ra định táp vào mắt cá chân của Hạ Tưởng. Nó có muốn cắn chỗ cao thì cũng không thể cắn tới, vóc dáng quá nhỏ, quả thực chẳng khác gì mấy so với một con thỏ trắng, đem thả vào trong rừng núi, đừng nói có năng lực sinh tồn, nói không chừng chỉ một con thỏ cũng có thể cắn chết nó. Hạ Tưởng có khiêm tốn hơn nữa, cũng không chủ động gây chuyện, cũng không thể để một con chó Nhật khinh thường cắn phải, hắn né qua một bên, hơi xoay người, lập tức dọa cho con chó dừng chân, không dám tiến tới. Hạ Tưởng lúc nhỏ sống ở nông thôn, biết cách đối phó với chó dữ, giả bộ xoay người lấy đồ, con chó sẽ lập tức dừng lại không dám tiến tới, đối phó loại chó Nhật chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nhưng không có thực lực cũng áp dụng như vậy. Người phụ nữ ôm chó cũng rất nhanh, mông vặn vẹo, trước ngực phập phồng, thở hồng hộc mà chạy tới, không kìm nổi giận dữ chỉ Hạ Tưởng. Vừa rồi anh làm hù dọa cục cưng của tôi, mau xin lỗi nó. Hạ Tưởng nghĩ thầm người phụ nữ này năng lực không nhỏ. Nói không chừng cũng là vợ bé của nhân vật lớn nào đó, nhưng dù có năng lực thì cô vẫn là vợ bé, thân là vợ bé thì nên có giác ngộ vợ bé, cho dù có nhàn hạ vô vị cũng không có thể kiếm chuyện với người khác tìm niềm vui, huống chi còn dùng một con chó kiếm chuyện. Thời đại nào rồi, người còn chưa có nhân quyền, chó lại muốn có cẩu quyền. Đương nhiên, nếu gặp phải dân công hoặc là nhân vật bình thường, nói không chừng còn có thể bị khí thế của cô hù dọa. Về sau trên tin tức, cũng không thiếu trường hợp quỳ xuống xin lỗi chó, thật sự là lòng người không già, người không bằng chó. Lấy cẩu quyền đè nhân quyền, kỳ thật vẫn là lấy quyền thế bắt người, là xã hội phân chia giữa người giàu và người nghèo, thật sự phản ánh sự đối lập của giai cấp. Chó Nhật vừa rồi bị Hạ Tưởng dọa, thấy chủ nhân tới bên cạnh, thì dũng cảm hơn, gâu gâu, không ngừng sủa Hạ Tưởng, bộ dáng dữ dằn, giống như nó là cái bóng đen. Rất nhiều thời điểm, chúng ta và người giao tiếp, tôn trọng không phải bản thân anh ta, mà là bối cảnh của anh ta, hiện tại xem ra, dùng ở trên con chó cũng thích hợp như nhau. Có chủ nhân thế nào, thì có loại chó cậy thế chủ như thế. Hạ Tưởng cười lạnh một tiếng. Tôi khuyên cô không nên cố tình gây sự thêm nữa, cô xem chó như cục cưng là tự do của cô, nhưng ở trong mắt tôi, súc sinh chính là súc sinh. Để con người đi xin lỗi con chó, vậy mà cô cũng nói ra được. Súc sinh, hừ. Tôi nói cho anh biết, cục cưng của tôi nhìn thì là một con chó, nhưng so với anh, nó còn đáng giá hơn anh có biết nó trị giá bao nhiêu không? 100.000 tệ, biết 100.000 tệ là bao nhiêu tiền không? Ông làm cả đời cũng không kiếm nổi. Quả là nói mắt chó nhìn người thấp không sai chút nào, Hạ Tưởng từ trước đến nay không quá chú trọng hàng hiệu, mặc quần áo chủ yếu thoải mái là chính, ra đường thích mặc quần áo bình thường, bởi vậy nhìn thoáng qua, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Ngoại trừ anh Tuấn đẹp trai một chút, toàn thân không có một chút giàu sang phú quý gì, cũng nhìn không ra là cán bộ cấp phó giám đốc sở. 100.000 tệ hiện tại đối với Hạ Tưởng mà nói, thật sự là không đáng bao nhiêu. Hắn cũng không nhận quà cáp, tùy tiện ra tay thiết kế một chỗ khu chung cư, thì đã có khoảng tiền triệu.
Lại càng không cần nói đến tài chính hơn tỷ của Tiếu Giai là có một nửa của hắn, công ty Tào Thù Lê hàng năm thu về lợi nhuận mấy triệu tệ, bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng tài sản trên 100 triệu của bất động sản Giang Sơn, còn có mấy tỷ tài chính của tập đoàn Viễn Cảnh, cùng với công ty mấy chục tỷ ở Mỹ của Liên Nhược Hạp. Hạ Tưởng khiêm tốn là khiêm tốn, thật sự hắn muốn vung tiền như rác, hắn mỗi ngày chi tiêu 100.000 tệ cũng là chuyện nhỏ. Nhưng phải tự hạ thân phận so xem ai tiền nhiều với người đàn bà ôm chó, là cách làm cực kỳ tục tằng, cũng không phải tính cách Hạ Tưởng, hắn lắc đầu. Mời cô tránh ra, tôi còn có việc, nếu cô cho rằng tôi có thể bị cô ức hiếp, cô nhầm to rồi, tôi khuyên cô mau đi đi. Lời nói Hạ Tưởng không kiêu ngạo, nói rất trung lập, nhưng trong tai người phụ nữ ôm chó, thì Hạ Tưởng rất kiêu ngạo coi trời bằng vung, cô hổn hển mà quát con chó. Cục cưng, cắn hắn, có tôi ở đây, không cần sợ. Chó Nhật thật đúng là nghe lời, chủ nhân chỉ đâu cắn đó, gầm nhẹ một tiếng, lại lao thẳng tới Hạ Tưởng. Nói thật, chó Nhật là loại chó cảnh, ở trong mắt Hạ Tưởng, thật sự không phải là loại chó dùng để cắn người, hắn một cước là có thể đá bay nó. Không đá chết, cũng là đá cho nửa sống nửa chết. Nhưng căn cứ vào điểm xuất phát yêu quý động vật nhỏ, vốn không muốn gây thương tổn cho cục cưng hoặc là nghĩ nó như con của người đàn bà ôm chó, Hạ Tưởng vẫn không nhẫn tâm ra tay, lại lần nữa lui qua một bên, cũng không khỏi trong lòng nổi cáu. Tôi cảnh cáo cô, còn thả chó hành hung, đừng trách tôi không khách khí. Không khách khí, thì anh có thể làm gì? Người đàn bà ôm chó chống nạnh, vẻ mặt vừa kiêu ngạo lại ngông cuồng. Anh dám động một cọng lông cục cưng của tôi, có tin là tôi có thể diệt anh hay không? Giọng điệu thật đúng là không nhỏ, chả trách mọi người đều nói nhân khí Bắc Kinh sung trời, người người đều là thủ đoạn che trời, đụng một cái đều nói ở Trung Nam Hải có người, hôm nay thật đúng là để cho Hạ Tưởng mở rộng kiến thức, một người đàn bà ôm chó há mồm có thể diệt người. Hiện tại đã là xã hội mới ở công nguyên năm 2004, không phải là Vương Triều Mãn Thanh ở năm 1894. Người đàn bà ôm chó trước mắt cũng không phải là cách công chúa, hoàng thân quốc thích gì đó, cho dù Hạ Tưởng đã đoán sai cô không phải tiểu tam, nhiều nhất cũng chỉ là con một nhà giàu mới nổi hoặc con cháu quan lại, hơn nữa còn không phải là cái loại rất có quyền thế, lại có thể há mồm diệt người, thật đúng là không sợ gió lớn chợt lướt qua đầu lưỡi. Chương 721, không muốn chen ngang. Hạ Tưởng nhịn nhẫn, vẫn là không thể nhịn nổi. Giọng điệu của cô cũng lớn lối thiệt. Chỉ vì một con chó có thể diệt một người, được, cô dám thả chó lần nữa, tôi cũng dám một chân đá văng nó ra. Người đàn bà ôm chó giận dữ. Cục cưng, cắn hắn, cắn chết hắn. Xì, một con chó nhỏ mà muốn cắn chết người, đùa à? Nhưng giọng điệu người đàn bà ôm chó không giống nói giỡn, mà là hùng hổ, nghiến răng nghiến lợi. Con chó Nhật lại một lần nữa hùng hổ vào tới, chó không lớn, thanh âm không nhỏ, sủa dữ dội. Thật có hiệu quả dọa người, Hạ Tưởng cũng nổi giận, hắn đã chịu đựng đủ rồi, vẫn chưa thật sự đụng vào một cọng lông của con chó thì bị áp sát hết lần này đến lần khác, là nhìn cũng không thể nào nhịn được nữa, hắn liền không khách khí, mà là phẫn nộ đá một cú, đá đúng vào mông con chó. Hạ Tưởng vốn tính đá một cú vào lưng con chó, khi vừa nâng chân lên, lại mềm lòng, dù sao nó chỉ là một súc sinh, tuy là súc sinh, cũng là một sinh mạng, không muốn để nó bị thương nặng. Nên khi xuống chân lại giảm bớt mấy phần lực, nghiêng qua một bên đá vào mông, chỉ là muốn đá nó qua một bên thôi, không muốn làm nó bị thương. Hạ Tưởng khí lực đắn đo đúng chỗ, một cước đá văng con chó Nhật bay xa mấy mét, không đến mức bị thương. Chó Nhật đau khổ kêu lên mấy tiếng, lăn trên mặt đất vài cái, uất ức chạy đến dưới chân người đàn bà ôm chó, dùng sức cọ chân người đàn bà ôm chó, hiển nhiên là đang tìm kiếm sự an ủi. Người đàn bà ôm chó nổi giận. Tức giận ngút trời, cô không thèm để ý hình tượng, xắn tay áo, ba bước hai bước đi tới trước mặt Hạ Tưởng, giương tay liền đánh. Anh phản rồi, dám đánh cục cưng của tôi. Hôm nay tôi khiến cho anh chịu không nổi. Hạ Tưởng nhanh như chớp né tránh khỏi bàn tay của cô, người đàn bà xóa tóc ra rất là hung hãn dọa người, cô vẻ mặt vặn vẹo, hai mắt trợn lên, tướng mạo vốn vô cùng xinh đẹp, không ngờ có thái độ dữ tợn, dưới đèn đường chiếu rọi, giống như bóng ma. Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, Hạ Tưởng lập trường nhất quán chính là không ra tay với phụ nữ. Đàn ông đánh phụ nữ, dù có lý, nếu người ngoài nhìn vào cũng không hay, hắn tránh qua một bên, hừ lạnh một tiếng. Tôi nhường cô một lần, nếu cô còn gây rối nữa, tôi cũng sẽ không khách khí. Tôi hôm nay là muốn gây rối đó,
anh làm gì được tôi? Có bản lĩnh thì anh đánh tôi đi, có bản lĩnh thì anh đá cục cưng của tôi nữa đi. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh đừng nghĩ sẽ rời khỏi nơi này, anh chết chắc rồi. Người đàn bà ôm chó duỗi hai tay ra, hướng về trên mặt Hạ Tưởng chộp tới. Chó Nhật cũng thừa cơ gầm rú, từ phía dưới lại hướng Hạ Tưởng tập kích, há mồm liền cắn. Hạ Tưởng hiện tại trên dưới hai đầu thụ địch, nghĩ thầm rằng hôm nay thật đúng là xui xẻo, sao lại gặp phải một con mụ một con chó không nói lý thế này. Chó cậy thế chủ thì không nói, chủ nhân sau lưng người phụ nữ này là ai, khiến cô vênh váo ngút trời như vậy, chỉ vì hắn dọa con chó nhỏ một chút, liền rước lấy rằng co không dứt với mụ điên này, thật sự là phục tố chất ngạo mạn không thể chịu nổi của người phụ nữ này. Mụ điên bày ra thái độ hoàn toàn là muốn cào cấu vào mặt của hắn. Hạ Tưởng trong lòng dần dần tức giận, khinh người quá đáng, nhưng cô ta ba phần cô ta lại được đằng chân lên đằng đầu, thực sự nghĩ rằng hắn sợ cô ta. Hắn ở trong thủ đô tuy rằng không có mạng lưới quan hệ thâm hậu như ở thành phố Yến, nhưng vẫn chưa đến mức như lời con mụ điên đã nói, tùy tiện một người là có thể giết hắn. Cái khác không nói, ai muốn giết hắn, cũng phải hỏi ông cụ Ngô gia có đáp ứng hay không. Cũng phải hỏi, Khâu gia có đồng ý hay không, càng phải hỏi, Mai gia có vui hay không. Không đề cập tới thế lực mấy nhà, chỉ bằng tích lũy nhiều năm của Tiếu Giai ở thủ đô, bằng lực ảnh hưởng trăm triệu tài sản mà Tiếu Giai cầm giữ, khắp các nơi cũng phải nể mặt một chút. Hạ Tưởng còn thật sự muốn xem, một người đàn bà ôm chó ăn không ngồi rồi, làm cách nào khiến hắn chết. Hắn duỗi tay ra bắt được hai tay của mụ điên, không cho cô đến gần mình, sau đó dưới chân vừa nhấc, một cước lại đá văng con chó ra ngoài. Có thể nói từ lúc tái sinh tới nay, Hạ Tưởng chưa từng tức giận như thế, nể mặt với người không biết xấu hổ, thì không cần nể làm chi. Chỉ vì một con chó thì muốn đánh người thì muốn giết người, trên thế giới thật sự không có đạo lý như vậy. Lại nghĩ tới đời sau, một con chó chạy trên quốc lộ, bị một chiếc xe trong lúc vô ý đâm chết, chủ nhân con chó cứ một mực bắt người tài xế quỳ trước con chó. Hạ Tưởng liền đau xót thay cho người quỳ, quốc lộ là quốc lộ của con người, dựa theo pháp quy giao thông, chó không có quyền thông hành. Không có quyền thông hành, thì không phải là cố ý đâm chết mà là đáng đời. Bởi vì nếu vì chó mà nhường đường rồi lại gây ra tai nạn xe cộ đau đớn thê thảm, chủ nhân con chó có phải cũng nên chịu trách nhiệm hình sự tương ứng hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từng có một tin tức đưa tin, có một lão bà chạy đến đường cao tốc nhặt đồ vật, kết quả một ô tô tránh né không kịp, đã xảy ra tai nạn xe cộ, những chiếc xe đằng sau lần lượt đụng vào nhau, dẫn đến vụ đụng xe liên hoàn nghiêm trọng, cuối cùng tử vong hơn 10 người, mà lão bà dường như không có việc gì tiếp tục đi đường, nhìn cũng không thèm nhìn tới, cuối cùng cũng không có người truy cứu trách nhiệm của bà ta. Lại cũng có một tin tức đưa tin, một nữ bác sĩ trong nước tới Đức, bởi vì khi qua đường không xem đèn tín hiệu, ở trong nước đã quen như vậy, kết quả bị ô tô chạy nhanh đâm chết, cuối cùng phán quyết tài xế không cần chịu trách nhiệm, chỉ là xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo mà đưa ra bồi thường thích hợp. Thế giới bởi vì có chế độ nghiêm khắc mới hài hòa vận hành, 80% sự kiện người xe đụng nhau ở trong nước, trách nhiệm được quy về người đi bộ. Hạ Tưởng tức thì có tức, vẫn vô cùng bình tĩnh mà quăng mụ điên qua một bên. Cô có hậu thuẫn, có bối cảnh, được, gọi ra đây hết đi, tôi không đùa giỡn với cô, kêu hậu thuẫn cô đến đây, nên giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế ấy. Mụ điên thấy con chó của ả ta bị Hạ Tưởng đá chạy, liền như nổi điên xông lên. Anh đá cục cưng của tôi hai cước, tôi phải đánh gãy hai chân của anh. Mắt thấy mụ điên cách Hạ Tưởng chưa tới một mét, lúc Hạ Tưởng chuẩn bị cho cô ả một trận giáo huấn, đẩy cô ả sang một bên, sau đó báo cảnh sát. Đột nhiên, từ bên cạnh hắn hiện ra một người, tốc độ cực nhanh, ngay cả hắn cũng không thấy rõ. Người tới chặn ngang giữa hắn và mụ điên, giơ tay lên, không chút khách khí tát một cái vào mặt mụ điên. Bốp, một tiếng, trong trẻo giòn tan dễ nghe. Chó Nhật vừa mới bị Hạ Tưởng đá bay thấy chủ nhân bị đánh, cũng là lâm nguy không sợ, gầm rú vọt tới, muốn cắn người vừa tới. Người vừa tới không hề dịu dàng như Hạ Tưởng, một cước đá ra, trúng ngay vào chân con chó Nhật. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, chó Nhật phát ra một tiếng chó chu bi thương, liên tiếp lăn hai vòng, té trên mặt đất rồi không thể đứng dậy được nữa, hiển nhiên, chân chó đã bị gãy. Mụ điên bị đánh đến hồ đồ, lại thấy cục cưng của cô ta bị đá gãy chân, lập tức giảm đi dáng vẻ bệ vệ, đầu tóc rối bời, sau một lát khóc thành tiếng, oa. Chúng mày đúng là cậu nam nữ,
không được đi, tôi hôm nay phải cho chúng mày biết tay, phải đánh gãy chân chúng mày, phải cho chúng mày chết. Phải cho chúng mày dập đầu trước cục cưng của tôi. Cô ta vừa khóc, vừa gọi điện thoại. Hạ Tường tập trung nhìn, mới nhìn rõ người vừa tới không ngờ là Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên trừng mắt nhìn Hạ Tường, do chưa hết giận lấy tay chỉ vào mụ điên, thở hổn hển nói. Tôi nói anh cũng thật là, một người đàn ông, bị một mụ điên đuổi theo mà đánh, thực mất mặt. Cô ta là cái thứ gì, dám đánh anh, nhiều lắm thì chỉ là một con bồ nhí, nuôi không nổi đàn ông thì nuôi chó, không an phận ngồi nhà vỗ béo, còn dám ra đây cho mất mặt, thật sự là không biết mất mặt bao nhiêu tiền một cân. Một con chó chút xíu mà đòi cắn người, tức chết tôi đi đá chết nó. Khi nói chuyện, Phó Tiên Tiên muốn đi lên trước đá thêm vài cú vào con chó Nhật rên rỉ té trên mặt đất. Hạ Tường vội vàng giữ chặt cô. Được rồi, đừng đi chấp nhất với một con chó. Chó là chó, người là người. Chó cắn cô một cái, cô cũng không thể cắn ngược lại, đúng không? Phó Tiên Tiên lại bị Hạ Tường làm tức đến bật cười. Người cắn chó, chuyện thiệt vậy anh cũng nghĩ ra được. Anh cũng thật là, tôi đợi điện thoại của anh cả buổi chiều, vừa lúc chạy qua đây có việc, không nghĩ tới lại gặp phải anh cùng một người đàn bà và một con chó đang đánh nhau, đúng là cười chết người. Anh nói, nếu không được mỹ nhân tôi đây cứu anh hùng, anh hôm nay nói không chừng thật đúng là gặp nạn ở chỗ này, đúng không? Vậy thì, cảm tạ Tiên Tiên ra tay tương trợ. Hạ Tưởng ngoài miệng nói lời dễ nghe, trong lòng lại nghĩ nhìn không ra Phó Tiên Tiên chẳng những là cô gái thời đại, hơn nữa còn là một cô gái bạo lực, vừa rồi mấy cú quyền cước, rất nhanh nhẹn lưu loát, hiển nhiên là đã từng luyện qua. Thân thủ cô không tồi, đã luyện qua. Luyện qua thuật phòng thân của con gái. Chuyên đánh kẻ háo sắc, anh muốn thử chút không? Phó Tiên Tiên thủ thế trước Hạ Tưởng, cũng rất ra dáng, dù sao kiến thức cơ bản khá vững chắc, ít nhất có thể hù được người. Hạ Tưởng không nói, mỉm cười, liếc mắt nhìn mụ điên đang gọi điện thoại, nhỏ giọng nói với Phó Tiên Tiên. Chúng ta đi mau, không thôi lát nữa cô ta gọi thêm người tới giúp đỡ, chúng ta sẽ phiền toái lớn. Tôi mới không sợ, ai dám đến thì tôi đánh người đó. Phó Tiên Tiên bất mãn đánh Hạ Tưởng một quyền. Sao anh nhát gan như vậy, thật đúng là bị cô ta dọa cho sợ. Cô ta chỉ là một con bổ nhí, không an phận làm người, còn dám ra đây suốt đầu lộ diện, chính mình tự tìm lấy phiền phức, tôi sẽ khiến cô ta không được yên thân. Mụ điên vừa khóc lóc kể lể vừa gọi điện thoại. Tiểu Phong, mau tới cứu em bị người ta đánh, cục cưng của em sắp bị đánh chết, em cũng sắp bị đánh gãy chân. Anh không phải thích nhất là đôi chân dài của em sao? Chân của em nếu bị gãy, sẽ để lại thẹo, sẽ rất xấu. Tiểu Phong, chẳng lẽ là Triệu Tiểu Phong? Hạ Tưởng sửng sốt, không phải trong lúc vô ý đụng phải người tình của Triệu Tiểu Phong chứ? Tuy nhiên nghe lý do mà mụ điên nói, Hạ Tưởng thiếu chút nữa cười bật ra tiếng, thật đúng là ứng với một câu của cổ nhân, cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc, mụ điên cũng biết thân biết phận, biết người đàn ông chỉ là thích thân thể của cô. Cho nên mượn thân thể mà nói chuyện, khẳng định có thể đả động người phía sau cô ta. Trong lúc Hạ Tưởng sửng sốt xuất thần, Phó Tiên Tiên liền giãy khỏi tay hắn, đi mấy bước đến trước mặt mụ điên, giơ tay đoạt lấy điện thoại của cô, ném thẳng xuống đất, lại giương tay lên đánh cô ta một bạt tai. Đàn bà thối, có biết cô hôm nay đụng nhầm người rồi không? Cô đụng đến anh ấy, chẳng khác nào đụng vào tôi, bởi vì hôm nay tôi tìm anh ấy có việc, cô làm anh ấy chậm trễ. Chẳng khác nào làm tôi chậm trễ, tôi còn chưa làm phiền cô còn dám kiếm người tới. Được, tôi sẽ chờ xem ai tới cứu cô. Quả nhiên là hết hồn sợ đến ngây người, Phó Tiên Tiên hung hăng gây sự, sau khi đánh mụ điên bạt tai, mụ ta sợ tới mức xanh cả mặt, cả người run run, một câu cũng nói không nên lời, lại càng không dám trả đòn. Hạ Tưởng nhìn bất đắc dĩ lắc đầu, đối phó phụ nữ, vẫn là phụ nữ ra tay là hiệu nghiệm nhất. Đổi lại là hắn. Hắn đâu thể nào ra tay trên mặt mụ điên đó. Đàn ông đánh phụ nữ, mặc kệ là có lý đi chăng nữa, thật muốn xuống tay, nói như thế nào đều làm cho người ta cảm thấy mất điểm trên đạo đức. Hạ Tưởng còn tưởng rằng cứu binh của mụ điên trong chốc lát mới tới, không ngờ, Phó Tiên Tiên vừa mới đánh người xong, liền có hơn 10 chiếc Audi và xe quân đội, nối đuôi nhau chạy vào tiểu khu, uy phong lẫm lẫm bao vây xung quanh Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên ở bên trong. Mụ điên thấy cứu binh tới. Lập tức như con chó Nhật vừa rồi cậy thế chủ, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Phó Tiên Tiên một cái. Đàn bà thối,
cô chờ đó, chốc nữa tôi phải đánh gãy chân chó của cô. Sau đó lại dùng tay chỉ Hạ Tưởng. Còn anh nữa, chúng mày là một đôi cẩu nam nữ, đừng hòng chạy thoát, chốc nữa chúng mày sẽ biết cái gì kêu là sống không bằng chết. Xem bộ dáng cô nghiến răng nghiến lợi, cùng với trò hề đắc ý rào rạt, Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Phó Tiên Tiên một cái, ngược lại vẻ mặt cười nhạt. Được, tôi chờ, nhanh mà đi lắc đầu vẫy đuôi với chủ nhân của cô đi, tôi cũng muốn xem, ông ta làm cách nào thay cô ra mặt. Phó Tiên Tiên, bốp bốp, vài tiếng, vì Hạ Tưởng vỗ tay. Lời này mới giống đàn ông, tôi thích cái vẻ mạnh mẽ, cứng rắn này của anh đó. Mụ điên chạy đến một chiếc Audi ở giữa, mở cửa ra leo vào trong. Tất cả xe đều dán phim màu tối, nhìn không rõ ai ngồi bên trong, có bao nhiêu người, nhưng tất cả xe đều không nhúc nhích bao vây Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên ở chính giữa, tình thế vô cùng khẩn trương, hết sức căng thẳng. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, nếu chẳng may từ trên xe đi xuống một đám người vạm vỡ, bắt trói hắn và Phó Tiên Tiên, cũng là một chuyện đáng xấu hổ. Hắn liếc mắt nhìn Phó Tiên Tiên một cái, Phó Tiên Tiên vẫn là một bộ dáng thoải mái không thèm để ý, còn lấy ra một miếng kẹo xinh gâm đưa vào miệng, thấy Hạ Tưởng nhìn cô cho rằng Hạ Tưởng cũng muốn ăn, lại lấy ra một miếng, lột giấy gói ra, cười gian duyên dáng đưa đến miệng Hạ Tưởng. Hành động dũng cảm vừa rồi của Phó Tiên Tiên đã để lại ấn tượng tốt cho Hạ Tưởng, hắn cũng không nghĩ nhiều, há mồm ra ăn, nhỏ giọng hỏi một câu. Lỡ chút nữa chúng ta bị người ta bắt nhốt, thì làm thế nào? Không sợ, mời thần dễ tiễn người khó. Phó Tiên Tiên đưa mắt liếc Hạ Tưởng một cái. Anh ở Bắc Kinh cũng không phải không quen biết ai, tùy tiện một cuộc điện thoại là có thể gọi tới một đám người, sợ cái gì mà sợ. Anh là đàn ông, phải ra dáng đàn ông chứ. Hạ Tưởng còn chưa nói gì, chợt nghe cửa xe vang lên, mụ điên tay phải che mặt từ trên xe đi xuống, vẻ mặt phẫn hận. Chỉ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên một cái, liền che mặt mà chạy, khóc vô cùng thương tâm, xoay người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Từ trên một chiếc xe khác có một người đi xuống, không nói hai lời ôm lấy chó Nhật trên mặt đất, sau khi lên xe, tất cả xe cùng nhau khởi động, một trận thanh âm động cơ nổ vang truyền đến, mấy chiếc ô tô đến như thế nào thì cũng ra đi như thế ấy, trong chốc lát chạy mất tăm. Sao không có người xuống cũng không thấy bất cứ động tĩnh gì, tới cũng nhanh mà đi cũng mau. Rốt cuộc người trên xe là ai? Là lai lịch gì? Hạ Tưởng một bụng khó hiểu, rồi lại không thể nào biết được. Phó Tiên Tiên cũng không biết, cô nhún nhún vai, vô vị mà lắc lắc đầu. Không có trò hay để xem rồi, tiếc quá đi. Đi rồi, tan rồi, chơi không vui chút nào. Đói bụng rồi, đi, mời tôi đi ăn cơm. Một trận phong ba đảo mắt một cái đã được hóa giải không còn bóng dáng, trò khôi hài vừa rồi như hiệu quả gió cuốn mây tan mà kết thúc. Khiến Hạ Tưởng ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Hắn tiếc nuối không phải như Phó Tiên Tiên càn quấy không có náo nhiệt để xem, mà là đối với người trong xe không có lộ diện, hơi cảm thấy thất vọng. Phó Tiên Tiên giúp hắn, mời cô ta ăn cơm là lẽ đương nhiên, mặc dù Hạ Tưởng kỳ thật đã ăn xong cơm chiều. Nửa giờ sau, Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên ngồi trong một gian phòng ở Toàn Tụ Đức, lần trước Hạ Tưởng nằm viện ở thủ đô, Phó Tiên Tiên đưa tới một con vịt quay để thăm bệnh. Nhưng chính cô ta lại được lộc ăn, không trở lại cho Hạ Tưởng cái gì, bởi vậy, cô hôm nay cố ý mời Hạ Tưởng đến Toàn Tụ Đức để lại nhấm nháp vịt quay. Tuy nhiên Phó Tiên Tiên trước đó nói rõ, để Hạ Tưởng trả tiền, Hạ Tưởng cũng vui vẻ đáp ứng. Phó Tiên Tiên sắc mặt hồng hào, một cảnh tượng vừa rồi mang đến sự hưng phấn cho cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dọc đường đi cô còn nói mãi không ngừng, cười nhạt đối với sự kiêu ngạo của mụ điên. Cảm thấy tò mò đối với người đến giải vây nhưng lại không dám xuống xe còn đánh mụ điên một cái tát, lại đoán không ra người trong xe rốt cuộc là ai. Hạ Tưởng lại luôn cảm thấy người trong xe rất có khả năng chính là Triệu Tiểu Phong, bởi vì khi mụ điên gọi điện thoại, hô lên tên, Tiểu Phong, tuy rằng Hạ Tưởng cũng chỉ bằng suy đoán, nhưng trực giác lại nói cho hắn, người trong xe khẳng định cực có lai lịch cũng rất có quyền thế, nếu không không có khả năng điều động hơn 10 chiếc xe đồng thời xuất động, hơn nữa còn có xe quân đội. Nhưng sau khi đến đây lại không xuống xe, là bởi vì Triệu Tiểu Phong quen biết Phó Tiên Tiên. Triệu Tiểu Phong mới sẽ không mất mặt ở trước mặt Phó Tiên Tiên, cho nên mới cả vú lấp miệng em mà tới, rồi lại yên lặng không một tiếng động mà rút lui. Hạ Tưởng đoán đúng phân nửa, người bên trong xe quả thật là Triệu Tiểu Phong, Triệu Tiểu Phong cũng quả thật nhận ra Phó Tiên Tiên, nhưng sở dĩ y không xuống xe, đều không phải hoàn toàn là vì Phó Tiên Tiên, đồng thời cũng là bởi vì hắn.
bởi vì Triệu Tiểu Phong cũng nhận ra hắn. Triệu Tiểu Phong cũng chưa gặp qua Hạ Tưởng, nhưng vừa lúc ở một cảnh trên TV, Hạ Tưởng và Thành Đạt Tài trong nghi thức khởi công thành phố Sơn Thủy Tương Liên, y vì duyên cớ quan tâm thị trường bất động sản quận Hạ Mã, xem rất chăm chú, vì vậy, đối với bộ dạng Hạ Tưởng, liền ghi tạc trong lòng. Vốn Triệu Tiểu Phong nổi giận đùng đùng dẫn người đến tiếp cứu, Hoa Tiểu Đoá là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong giới nổi danh ở Bắc Kinh, y tốn không ít tâm tư mới đạt được tới tay, tạo thành Kim Ốc Tàng Kiều, nhà vàng cất người đẹp vốn có con của một bộ trưởng và cháu trai của một ủy viên bộ chính trị tranh giành rất lâu với y. Hoa Tiểu Đoá cuối cùng theo y, khiến cho y có cảm giác thỏa mãn cực lớn, liền mua nhà ở cho Hoa Tiểu Đoá, mỗi tháng cho cô ta mấy trăm ngàn tiền tiêu vặt, nói gì cũng sẽ không để Hoa Tiểu Đoá xuất đầu lộ diện. Không cho cô xuất hiện bên trong tầm mắt công chúng, chính là để phòng ngừa Hoa Tiểu Đoá theo người khác. Hoa Tiểu Đoá rất thích bay bướm, cô trời sinh khoe khoang, lại thích cảnh tượng người trước người sau, đồng ý an phận chỉ yêu một người quả thật không dễ, chủ yếu cũng là có quá nhiều người thích Hoa Tiểu Đoá. Hoa Tiểu Đoá dáng người hạng nhất, chân dài eo nhỏ, tuyệt đối là báu vật trời sinh. Triệu Tiểu Phong sau khi có được Hoa Tiểu Đoá, quả thật cũng là yêu thích không buông tay. Hơn nữa rất yêu thích đôi đùi đẹp của Hoa Tiểu Đoá, quả thực như một nghệ thuật làm người ta mê muội. Tinh xảo như ngọc, trơn bóng như sứ, đương nhiên, y càng say đắm cảm giác đôi chân dài vắt ngang eo của y. Hôm nay vừa nghe thấy Hoa Tiểu Đoá bị người ta ức hiếp, y nổi trận lôi đình, vừa lúc y ăn cơm ở gần đó, lập tức dẫn người tiến đến, đang lúc chuẩn bị khởi binh vấn tội, lại ngoài ý muốn phát hiện người đứng ở trong sân là Phó Tiên Tiên. Triệu Tiểu Phong không sợ Phó Tiên Tiên. Lại sợ cái mồm ba hoa của Phó Tiên Tiên, một khi y lộ diện, tuyệt đối sẽ bị Phó Tiên Tiên nắm lấy nhược điểm. Mặc dù sự tình giữa y và Hoa Tiểu Đoá, người trong vòng hầu hết đều biết rõ, nhưng biết thì biết, nhưng không ai dám ở ngoài nói lung tung. Phó Tiên Tiên thì khác, cô ta không phải là người trong thể chế, nhưng lại có quan hệ trong thể chế, hơn nữa lại quen biết với hầu hết những người trong thể chế. Mấu chốt là, cô ta lại xem quy tắc ngầm trong thể chế không ra gì, làm theo ý mình. Y lại không thể làm gì được cô ta, bởi vì Phó Tiên Tiên là người của Phó gia, ai cũng phải nể mặt Phó gia vài phần. Chương 722, trong tình lý, ngoài ý muốn. Bởi vậy, Triệu Tiểu Phong ngồi trên xe do dự một lát. Khi đang nghĩ ngợi làm thế nào giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, có nên phái người xuống bắt lấy người đàn ông, giáo huấn một trận cho xong việc hay không? Y không xuống xe, Phó Tiên Tiên cũng sẽ không biết y ở trong xe. Chỉ có điều khi y tập trung nhìn, lúc nhìn thấy rõ người bên cạnh Phó Tiên Tiên là Hạ Tưởng, lập tức chấn động. Sao là Hạ Tưởng, sao lại có thể là Hạ Tưởng? Nếu nói Phó Tiên Tiên khiến Triệu Tiểu Phong có điều lo ngại, Hạ Tưởng lại khiến cho trong lòng y có chút e dè. Bởi vì Hạ Tưởng và ba nhà Khâu, Mai, Ngô đều có quan hệ rắc rối phức tạp, hơn nữa nghe cha nói, Hạ Tưởng dường như còn được thủ tướng rất yêu thích, nếu y vì sự tình của Hoa Tiểu Đoá dẫn tới trực tiếp tranh cãi cùng Hạ Tưởng. Sự tình một khi làm lớn chuyện, sẽ tạo thành chuyện cười cho thiên hạ. Triệu Tiểu Phong không phải sợ Hạ Tưởng, mà là không muốn có bất cứ nhược điểm gì bị Hạ Tưởng phát hiện. Bởi vì y nghiên cứu qua trận giao thủ giữa Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc, biết Hạ Tưởng giỏi bắt tay từ chỗ nhỏ, bắt lấy một lỗ hổng nhỏ nhất của đối thủ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc rồi tiêu diệt đối thủ. Tuy rằng giữa y và Hạ Tưởng còn chưa cùng xuất hiện, có lẽ không có khả năng trở thành đối thủ. Nhưng bởi vì y có đầu tư ở trong tay Nguyên Minh Lược, hơn nữa theo như lời Phó Tiên Phong đã nói có thể bởi vì vấn đề đầu tư sẽ có chút xung đột cùng Hạ Tưởng. Bởi vậy, y cũng xem Hạ Tưởng như đối thủ tiềm ẩn. Còn chưa giao thủ, nếu có nhược điểm ở trong tay đối thủ trước, mới là đồ ngu. Lại thêm y cũng nghe phong phanh tin đồn giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên dường như có quan hệ mờ ám mà, hôm nay vừa thấy, quả nhiên, Phó Tiên Tiên còn thân thiết núc sinh gâm cho Hạ Tưởng. Càng khiến cho y chắc chắn suy đoán giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên quả nhiên có quan hệ nam nữ, nghĩ đến Phó Tiên Phong còn luôn miệng nói là giữa Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng là trong sạch, y không khỏi buồn cười. Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng như nước với lửa, không ngờ em gái ông ta trở thành người tình của Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong khẳng định trong lòng đang rất khó chịu, như đã ăn phải thứ gì đó không tiêu. Sau khi cười nhạo Phó Tiên Phong, Triệu Tiểu Phong quyết định thật nhanh. Quyết định làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cả, xoay đi chạy lấy người là xong việc. So với việc lớn, thì dù Hoa Tiểu Đoá có được yêu thích thêm đi nữa, cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi. Đàn bà, luôn sẽ có ngày chơi chán. Không ngờ Hoa Tiểu Đoá không đồng ý như vậy là xong chuyện,
một mực đòi đánh gãy hai chân của Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên, báo thù cho chú chó yêu của cô ta. Triệu Tiểu Phong nổi giận lên, giương tay đánh Hoa Tiểu Đóa một bạt tai. Đánh gãy chân hai người bọn họ, đánh gãy thì dễ, việc tiếp sau thì khó. Đừng nói em không cáng đáng nổi, ngay đến anh cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Triệu Tiểu Phong hiểu rõ, muốn đấu cùng Hạ Tưởng, phải đấu ở chỗ sáng, thủ đoạn sau lưng hạ độc thủ đánh gãy chân như vậy, không phải người có thân phận như y nên làm. Còn chân Phó Tiên Tiên không phải ai cũng có thể đụng vào. Y và Phó Tiên Phong hợp tác thì hợp tác, y khinh thường Phó Tiên Phong là một chuyện, nhưng phải tôn trọng thế lực phía sau của Phó Tiên Phong lại là một chuyện khác. Cha y sau một nhiệm kỳ nữa sẽ phải hoàn toàn rút lui, Phó gia chẳng những còn có người trong triều, trên địa phương cũng có quan hệ rắc rối khó gỡ. Đừng nói đánh gãy chân Phó Tiên Tiên, chỉ cần làm chóc mảnh da ở chân Phó Tiên Tiên, không chừng về sau Phó gia sẽ từ từ tính sổ trả thù. Sau khi đánh Hoa Tiểu Đóa, Triệu Tiểu Phong mệnh lệnh thu đội chạy lấy người, đi đến bên ngoài, lại có chút hối hận vừa rồi ra tay quá nặng, lại phải tốn thêm mấy trăm ngàn mua một đống lễ vật đem tặng, mới dụ được mỹ nhân nín khóc mỉm cười. Tâm tư của Triệu Tiểu Phong và cách giải quyết hậu quả của y như thế nào, Hạ Tưởng không rõ lắm cũng không quan tâm, bởi vì hắn hiện tại cùng Phó Tiên Tiên vừa nhấm nháp mùi vị vịt nướng, vừa nghe Phó Tiên Tiên nói điều kiện với hắn. Hôm nay sự tình mỹ nhân cứu anh hùng của tôi thì cho qua, xem như tôi miễn phí kính dâng, không tính ân tình, anh cũng đừng ghi tạc trong lòng, coi như là bồi thường con vịt lần trước tôi tặng anh rồi lại bị tôi ăn sạch, chuyện chúng ta cần bàn, thì có điều kiện trao đổi khác. Phó Tiên Tiên cũng không có tướng ăn, đừng nói thục nữ, ngay cả Hạ Tưởng cũng không bằng, dai dầu mỡ đầy tay, đầy miệng, y như đứa con nít, trên người còn dính không ít dầu mỡ văng tùm lum. Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười. Cô nói, tôi nghe. Biểu hiện hôm nay của Phó Tiên Tiên, thay đổi cách nhìn phóng khoáng tân thời hồi trước của hắn đối với cô, hóa ra cô cũng có một mặt ghét cái ác như thù, tuy rằng ít nhiều có chút hứng thú tà ác thích trò đùa quái đản, nhưng mặc kệ như thế nào, vừa rồi quả thật là giúp được việc lớn dùm hắn, nếu không mặc kệ mời ai ra mặt, biết hắn là bởi vì một người phụ nữ và một con chó mà dẫn tới xảy ra thảm án, cũng không phải vô cùng vẻ vang. Có Phó Tiên Tiên ra mặt thì sẽ khác, sau khi thuận lợi giải quyết thảm án, còn không lưu lại di chứng gì, khiến cho tâm tình Hạ Tưởng vô cùng thoải mái, lại rất có hứng thú nhìn ngắm tướng ăn không hề có hình tượng của Phó Tiên Tiên, cười đợi cô mở miệng. Tôi muốn đi làm ở nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì. Phó Tiên Tiên lau cái miệng, lại uống một ngụm nước, mới nói. Thế nào, giật mình hả? Hạ Tưởng quả thật hơi giật mình, nhìn bộ dáng Phó Tiên Tiên không giống đang nói giỡn, cười hỏi. Vẫn là vì Mai Hiểu Mộc. Hắn tất nhiên biết rõ Phó Tiên Tiên đến làm ở nhà máy tiểu thì, không phải là vì kiếm tiền, cô không thiếu tiền, cũng sẽ không đi để ý mấy đồng mấy xu mà đi làm kiếm về. Ngoại trừ Mai Hiểu Mộc, hắn đoán không ra nhà máy Nghiêm tiểu thì có chỗ nào khiến Phó Tiên Tiên cảm thấy hứng thú. Đoán đúng phân nửa. Phó Tiên Tiên giơ tay lấy khăn giấy lau dầu mỡ ngoài miệng, bởi vì dùng quá sức, khiến đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô càng thêm thu hút ánh mắt người khác. Bờ môi của Phó Tiên Tiên vô cùng gợi cảm, có một độ cong hoàn mỹ mê người. Theo Hạ Tưởng thấy, chỗ quyến rũ mê người nhất trên cả người cô, chính là bờ môi của cô. Hạ Tưởng còn tưởng rằng còn có câu dưới, không ngờ Phó Tiên Tiên một câu nói xong, liền ngậm miệng, sau đó chờ hắn trả lời. Để tôi thử xem, không dám bảo đảm. Hạ Tưởng trong lòng thiếu tự tin, từ sau khi quan hệ của hắn và Cổ Ngọc có đột phá, từ trận tuyết lớn năm ngoái thị sát nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì về sau, giữa hắn và Nghiêm tiểu thì dường như càng lúc càng xa, bởi vì Nghiêm tiểu thì trong một thời gian rất dài rất ít liên hệ với hắn, xác thực mà nói, là cực ít, mấy tháng qua, dường như không hề gọi qua một cuộc điện thoại. Phó Tiên Tiên rốt cuộc là vì nguyên nhân gì đòi đi làm ở nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì, Hạ Tưởng cũng không quan tâm lắm, hắn cũng rõ Phó Tiên Tiên không thể có âm mưu gì. Với tính cách của cô ta, đừng nói cô không có âm mưu, cho dù có, cũng không thoát được ánh mắt của Nghiêm tiểu thì. Nếu cô đề xuất, hắn sẽ nể mặt cô ta, giúp cô một lần, coi như là hồi báo sự hỗ trợ hôm nay của cô ta, cũng đáng để hắn gọi một cuộc điện thoại. Cổ Ngọc có cổ phần nhiều nhất trong nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì, nếu Nghiêm tiểu thì không đáp ứng, thông qua Cổ Ngọc ra mặt, khẳng định cũng có thể được, nhưng Hạ Tưởng không muốn làm căng mối quan hệ với Nghiêm tiểu thì. Khi hắn và Cao Kiến Viễn tranh đấu, Nghiêm tiểu thì bị hắn lợi dụng, coi như âm thầm giúp được hắn không ít, sau đó cô lại không ghi hận hắn,
nên hắn ghi tạc trong lòng sự rộng lượng của cô. Hạ Tưởng lấy điện thoại ra, lại hỏi một câu. Cô học chuyên ngành gì? Tôi không hiểu kỹ thuật, tôi có thể phụ trách tiêu thụ. Bằng năng lực và quan hệ của tôi, một năm mang đến mấy chục triệu doanh số tiêu thụ cho nhà máy là chuyện nhỏ. Phó Tiên Tiên phỏng chừng khoảng 23 tuổi, nhưng dáng vẻ lại còn rất trẻ con, khác với tướng mạo cô bé con chưa trưởng thành của Tào Thù Lê ở chỗ, tướng mạo của cô giống như cô nữ sinh 16 tuổi. Hơn nữa trong lúc vô ý hay để lộ tính hiếu kỳ của một cô bé, nhưng bộ ngực của cô lại vô cùng mãnh liệt, khiến cho Hạ Tưởng chợt nhớ tới đời sau phát minh ra một từ ngữ, đồng nhan cự nhũ vẻ mặt trẻ con nhưng bộ ngực to tướng. Lời Phó Tiên Tiên có ăn nói lung tung hay không, Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến, hắn cần chính là trả ân tình, không phải là Phó Tiên Tiên rốt cuộc có thể vì nhà máy mang đến ích lợi gì hay không. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng, nếu Phó Tiên Tiên thật sự dụng tâm làm nghiệp vụ, khẳng định sẽ có nguồn tiêu thụ. Điện thoại Nghiêm Tiểu Thì vừa gọi thì được nhận máy, thanh âm của cô ôn hòa, trực tiếp hỏi. Bí thư Hạ, muộn thế này, gọi điện thoại tới, là việc công hay là việc tư? Có tinh thần chỉ thị gì? Hạ Tưởng nghe ra sự kỳ quái trong lời nói của Nghiêm Tiểu Thì, cũng không để ý tới. Có một người muốn làm việc ở nhà máy vật liệu xây dựng, cô xem có thể sắp xếp được hay không? Được, không thành vấn đề. Cho người đó trực tiếp tới tìm tôi là được. Sự sảng khoái của Nghiêm Tiểu Thì vượt ra ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, cô đột nhiên dừng lại hỏi. Là nam hay là nữ? Là quan hệ gì với bí thư Hạ, cần tôi chiếu cố tới mức nào? Xin ngài nói rõ, nếu không tôi lĩnh hội sai ý của lãnh đạo, đến lúc đó chọc lãnh đạo mất hứng, là lỗi của tôi. Hạ Tưởng khẽ cười một tiếng. Sao khách khí thế, cô ta là Phó Tiên Tiên, không cần cô chiếu cố đặc biệt. An bài cô ta phụ trách tiêu thụ là được. Điện thoại hơi trầm mặc trong chốc lát, hơi thở dồn dập vài lần, lại khôi phục bình tĩnh. Được, xin anh nói lại với cô ta, hoan nghênh cô ta gia nhập liên minh nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới Tiểu Thì. Xin hỏi bí thư Hạ, còn có chuyện gì không? Hết rồi. Hạ Tưởng cũng lười suy đoán thái độ ôn hòa của Nghiêm Tiểu Thì là vì cái gì, lập tức cắt đứt điện thoại. Mặt mũi không nhỏ, cảm ơn lãnh đạo. Phó Tiên Tiên hì hì cười, giả bộ chắp tay hướng về Hạ Tưởng, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên điện thoại vang, cô vừa nhìn thấy dãy số gọi đến, liền lấy tay làm một tư thế với Hạ Tưởng, ý là kêu hắn giữ im lặng. Hạ Tưởng vẫn chưa ăn được mấy miếng thịt vịt, tuy rằng lúc nãy đã cùng Mai Hiểu Lâm ăn cơm rồi, nhưng một vòng gây sức ép cũng đã mệt mỏi, vừa lúc liền nhân cơ hội vùi đầu ăn thêm mấy miếng. Vừa mới ăn được hai miếng, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nghe ra. Điện thoại là do Phó Tiên Phong gọi tới, hắn không phải cố ý muốn nghe lén điện thoại của Phó Tiên Tiên, nhưng Phó Tiên Tiên lại rất lộ liễu không có khách khí, khi nói chuyện cũng không hề có ý tứ kiêng dè hắn. Anh quản em ở cùng ai hả? Em đang ăn cơm, làm sao nào? Yên tâm, không có lên giường với người khác, cho dù lên giường cùng người khác, cũng không nhất định phải là Hạ Tưởng, thiên hạ cũng không phải chỉ có hắn mới là đàn ông trên đường thiếu gì. Hạ Tưởng thiếu chút nữa phun ra một ngụm cơm. Anh có thấy phiền không? Ai nói với anh là em đang ở cùng Hạ Tưởng? Được, cho dù em ở cùng hắn đi nữa, liên quan gì đến anh nào? Được, anh nói ở cùng thì ở cùng đó, phải, chúng em đang ăn cơm, sau khi ăn cơm còn đi mướn phòng, ở phòng 1218 khách sạn Bắc Kinh, hoan nghênh đến đây tham quan học tập. Phó Tiên Tiên cắt đứt điện thoại, thở hổn hển nói. Phó Tiên Phong thật sự là đáng ghét. Giống y chang con ruồi bỏ. Anh nói xem tôi là người ưu tú như vậy, sao lại có một người anh có gen không thuần khiết như vậy? Tôi luôn hoài nghi anh ta và tôi có phải là cùng một mẹ sinh ra hay không? Hạ Tưởng cười cười, không tiếp lời, trong lòng lại hiện lên một tia nhận biết rõ ràng. Phó Tiên Tiên và hắn ở cùng một chỗ, Phó Tiên Phong lập tức biết được tin tức, từ mặt bên xác định được suy đoán của hắn, người đàn bà ôm chó thật đúng là tiểu tam của Triệu Tiểu Phong. Người lúc ấy ở trong xe không có đi xuống, thật sự đúng là Triệu Tiểu Phong. Trùng hợp cộng lại với nhau thì không phải là trùng hợp, từ khi người đàn bà ôm chó gọi điện thoại hô lên, Tiểu Phong, sau đó thì chiếc ô tô đến, lại không hề có động tĩnh gì rồi trở lại đường cũ. Đến nay thì Phó Tiên Phong gọi điện thoại tới chất vấn Phó Tiên Tiên đang ở cùng ai, tất cả đều thể hiện rõ, không thể có khả năng trùng hợp là có một người, Tiểu Phong, vừa quen biết Phó Tiên Tiên lại quen biết Phó Tiên Phong, và biết hắn là ai. Cho dù Hạ Tưởng vẫn chưa biết rõ giữa Triệu Tiểu Phong và Nguyên Minh Lượng có giao dịch gì,
nhưng hắn biết, cuộc gặp gỡ giữa Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong, chỉ cần là đề cập đến thương mại nghiệp vụ Trường Cơ, chỉ cần đề cập đến quận Hạ Mã, Triệu Tiểu Phong sẽ không thể không nghe đến tên của hắn. Một câu của Phó Tiên Tiên hoàn toàn giải tỏa được hết nghi hoặc của Hạ Tường. Tôi muốn nói với anh một bí mật, anh không được nói với Phó Tiên Phong là tôi nói, Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong gặp gỡ là Phó Tiên Phong kéo mối, Triệu Tiểu Phong cho Nguyên Minh Lượng 3 tỷ coi như đầu tư, cụ thể làm gì tôi không rõ lắm, dù sao Triệu Tiểu Phong yêu cầu tỷ lệ lợi nhuận là 28%. Hạ Tường đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu ý mà mỉm cười, 3 tỷ đầu tư lớn, Triệu Tiểu Phong cũng vùi lấp ở quận Hạ Mã, khẳng định là Phó Tiên Phong kéo y xuống nước. Triệu Tiểu Phong cũng thực sự là có tiền, vừa ra tay là 3 tỷ. Tuy nhiên Nguyên Minh Lượng cũng đủ keo kiệt, mới cho y 28% tỷ lệ lợi nhuận, nói rõ thái độ lạc quan cẩn thận của Nguyên Minh Lượng đối với thế cục quận Hạ Mã, không còn là lạc quan mù quáng. Chẳng lẽ nói, Nguyên Minh Lượng nghe được gió thổi cỏ lay gì đó? Từ trong tin tức của Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng càng thêm kết luận người đàn bà ôm chó vừa rồi là tiểu tam của Triệu Tiểu Phong là chuyện thật. Đợi trở về gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm, mượn tay cô điều tra rõ tên tuổi người phụ nữ ôm chó ở cùng một tiểu khu với cô ta, hẳn không phải là việc khó gì. Sắc trời dần tối, Hạ Tưởng thấy chuyện với Phó Tiên Tiên cũng đã nói xong, liền nói. Không còn sớm, chúng ta cũng nên nói lời tạm biệt. Phó Tiên Tiên giơ tay lấy túi sách nhỏ của cô, từ bên trong lấy ra một sâu chìa khóa. Đi, đi theo tôi, dù gì anh cũng phải ngủ khách sạn, còn phải tốn tiền. Tôi có nhà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi ngủ với tôi đi. Lời này cực kỳ có ý nghĩa lệch lạc, sau khi Phó Tiên Tiên nói xong lại cười khoát tay. Anh muốn nghĩ sao thì tôi đành chịu, nhưng hôm nay tôi không có hứng, sẽ không chủ động khiêu khích anh rất an toàn. Đương nhiên nếu chẳng may anh muốn quyến rũ tôi, nếu có thể thành công, tôi cũng không phản đối. Hạ Tường vội nói, tôi còn phải gặp một người bạn, không làm phiền cô nữa. Cảm ơn cô đã ra tay giúp tôi một lần, còn cung cấp cho tôi một tin quan trọng. Phó Tiên Tiên là xuất phát từ suy xét gì mà đưa tin cho hắn, hắn chưa từng suy đoán gì nhiều, với tính cách làm theo ý mình của Phó Tiên Tiên, không thể theo lẽ thường mà suy xét. Phó Tiên Tiên cười đắc ý. Anh là một người đàn ông, sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ lên giường với tôi, anh sẽ chịu thiệt? Thực là nhát gan, đến Trịnh Nghị còn to gan hơn anh nhiều, vì để dụ tôi, đã đem toàn bộ tin tức giao dịch của Triệu Tiểu Phong và Nguyên Minh Lượng tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên tôi không thích gã ta. Hóa ra sự tình vẫn là nằm trên người Trịnh Nghị, Hạ Tưởng cười thầm, nếu để Phó Tiên Phong biết là Trịnh Nghị để lộ tin tức, phỏng chừng cũng sẽ thẹn quá thành giận, sau đó lại biết thêm Trịnh Nghị ham muốn sắc đẹp của Phó Tiên Tiên, có ý đồ với Phó Tiên Tiên mới chủ động lộ ra, hẳn là sẽ càng nổi trận lôi đình. Cuối cùng ông biết được rốt cuộc là Phó Tiên Tiên nói cho hắn biết nội tình, cũng không biết ông sẽ có cảm tưởng thế nào. Mặc kệ Phó Tiên Phong sẽ có thái độ gì, trước mắt vẫn là chia tay hòa bình với Phó Tiên Tiên sao cho thỏa đáng. Tuy rằng cô ngôn ngữ khiêu khích, Hạ Tưởng lại không có hứng thú đối với tình một đêm gì đó, phất tay nói. Không phải vấn đề thiệt hay không thiệt, là vấn đề nguyên tắc. Được rồi, một lần nữa cảm ơn tiểu thư Phó Tiên Tiên hôm nay trợ giúp, về sau tới thành phố Yến tìm tôi. Tôi lại mời cô ăn cơm. Phó Tiên Tiên hì hì cười, cũng là vẫy vẫy tay. Được rồi, đừng tìm lý do, anh sợ tôi thì sợ tôi, đừng lấy vấn đề nguyên tắc ra nói. Đàn ông trước mặt phụ nữ, không có mấy người có nguyên tắc cả, đều là đức tính như nhau. Anh hôm nay là không uống rượu nhiều, rượu vào gan to háo sắc, nói không chừng còn chủ động theo đuôi tôi không rời. Thôi vậy, anh không ngủ với tôi cũng không miễn cưỡng, tạm biệt. Nói tạm biệt, hai người sóng vai ra cửa chính khách sạn, Phó Tiên Tiên đang muốn đi lấy xe, bỗng nhiên lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, gục ở trên vai Hạ Tưởng, vẻ mặt đỏ bừng nói. Không ổn rồi, có lẽ tôi đã phát sốt, anh sờ đầu của tôi xem. Vừa rồi còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại phát sốt? Hạ Tưởng giơ tay sờ, thật đúng là, cái trán nóng hừng hực. Hắn vội đỡ lấy Phó Tiên Tiên. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Không cần. Bệnh cũ, có khi vừa kích động, cộng thêm vừa uống rượu, sẽ tạm thời bị phát sốt trong chốc lát, qua một lát là hạ sốt liền, không sao đâu. Anh đưa tôi về nhà là được, bây giờ tôi không thể lái xe được. Phó Tiên Tiên bộ dáng không giống giả bộ, bước chân cũng có chút phù phiếm, hai mắt còn có chút mê ly. Hạ Tưởng đưa lên xe, đỡ Phó Tiên Tiên ngồi xuống,
sau đó khởi động ô tô, dựa theo địa điểm như lời cô nói, một mạch phóng nhanh mà đi. Ban đầu tưởng rằng Phó Tiên Tiên trong chốc lát sẽ đỡ hơn một chút, không ngờ cô tựa vào ghế, hô hấp đều từ từ chìm vào giấc ngủ. Hạ Tưởng lắc đầu, thật đúng là một người vô tâm vô lo, vừa rồi hi hi ha ha, đảo mắt thì đã đi sâu vào mộng đẹp, thật sự là đơn giản đến nỗi làm cho người ta không nói được lời nào. Khi tới nơi ở của Phó Tiên Tiên, đã hơn 10 giờ đêm rồi, Hạ Tưởng vừa muốn đánh thức cô, bỗng nhiên điện thoại dồn dập mà vang lên, vừa thấy điện thoại gọi đến, là Tiếu Giai gọi đến. Hạ Tưởng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia dự cảm không hay, Tiếu Giai hiếm khi đêm khuya gọi điện thoại, hơn nữa hôm nay hắn vừa mới nói chuyện điện thoại với cô, theo tình hình chung, cô lại không thể gọi điện thoại tới tìm hắn, trừ phi có sự tình khẩn cấp. Xảy ra chuyện gì? Hạ Tưởng nhận điện thoại liền vội vàng hỏi. Không ổn rồi, Tùng Phong Nhi mất tích rồi. Tiếu Giai có chút bối rối nói. Cô ta buổi tối đi ra ngoài dạo phố, đã nói là về trước 10 giờ, đến bây giờ còn chưa trở về, Phong Nhi nói gì luôn luôn giữ lời, chưa từng thất hứa một lần. Em hơi lo, gọi điện thoại cho cô ta, không ngờ là đã tắt máy rồi. Cô ta một mình ở Bắc Kinh, lạ nước lạ cái, người không về điện thoại lại không gọi được, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hạ Tưởng hơi suy nghĩ. Em đừng vội, đưa số điện thoại của Tùng Phong Nhi cho anh, để anh liên lạc với cô ta. Vừa hay anh đang ở Bắc Kinh, em đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi cho tốt vào. Hạ Tưởng ngoài miệng nói rất thoải mái, trong lòng lại vô cùng nặng nề, với sự hiểu biết của hắn đối với Tùng Phong Nhi, cũng biết rõ tính cách con người Tùng Phong Nhi không phải không đáng tin cậy. Cô rất có tâm cơ, làm việc cũng cực có chừng mực, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ không quay về. Lại càng không tắt máy điện thoại. Chương 723, cứu người. Hạ Tưởng gọi vào số điện thoại của Tùng Phong Nhi. Hiển thị không phải là tắt máy, mà là tạm thời không thể kết nối. Hắn liền trong lòng cả kinh, bình thường không thể kết nối không phải tắt máy, là trực tiếp gỡ pin. Xem ra, Tùng Phong Nhi khẳng định gặp phải chuyện phiền toái. Lo nghĩ, Hạ Tưởng tạm thời không dám khẳng định Tùng Phong Nhi rốt cuộc có phải xảy ra chuyện hay không. Cũng có thể là di động của cô đột nhiên hết pin, hoặc là di động hỏng rồi, không thể bởi vậy thì kết luận cô xảy ra chuyện gì đó. Liền gọi trở lại, nói Tiếu Giai chờ một chút, kêu cô không cần lo lắng, giao cho hắn là được. Tiếu Giai không có cách gì đành phải đáp ứng, may mắn là có Hạ Tưởng ở Bắc Kinh, khiến cô an tâm không ít, vừa định cúp điện thoại, đột nhiên di động nhận được một tin nhắn, mở ra vừa thấy đúng là Tùng Phong Nhi gửi tới, trên đó chỉ có ba chữ, Bạch, Hải, tôi. Tiếu Giai tuy rằng không rõ là có ý gì, nhưng có một chữ, hại, vẫn là khiến cô chấn động, vội vàng nói cho Hạ Tưởng biết. Hạ Tưởng ngay lập tức hiểu rõ đầu đuôi, chỉ cảm thấy máu chảy ngược lên não, Bạch Chiến Mặc muốn hại Tùng Phong Nhi như dê vào miệng cọp, còn có thể nguyên vẹn được sao? Sao Tùng Phong Nhi lại bị Bạch Chiến Mặc theo dõi? Bạch Chiến Mặc rốt cuộc muốn đối phó Tùng Phong Nhi như thế nào? Chẳng lẽ y muốn? Hạ Tưởng không dám suy nghĩ tiếp. Bảo Tiếu Giai không cần kích động, tất cả để mình hắn đối phó, hắn vốn định đánh thức Phó Tiên Tiên, để cô về nhà, vừa quay đầu, lại phát hiện Phó Tiên Tiên đã tỉnh, đang mở to đôi mắt vừa to vừa tròn hiếu kỳ nhìn hắn. Phó Tiên Tiên vẻ mặt cười gian. Ai đã xảy ra chuyện? Có phải có người bị bắt cóc hay không? Thật tốt quá, chuyện tốt không thể không có tôi, đi, tôi giúp anh. Hạ Tưởng thấy cô vừa nghe có chuyện xảy ra, mặt cũng không đỏ, đầu cũng không sốt. Còn vẻ mặt hưng phấn, nghĩ thầm rằng đúng là tiểu ma nữ, quả thực chính là hóa thân của tà ác. Vốn định cự tuyệt hảo ý của cô, suy nghĩ lại, nếu là Bạch Chiến Mặc muốn hại người, với quan hệ của Bạch Chiến Mặc và Phó Tiên Phong, Phó Tiên Tiên hẳn là cũng biết chút tình hình của Bạch Chiến Mặc, liền vội nói. Có thể là Bạch Chiến Mặc đã bắt cóc một người bạn thành phố Yến của tôi. Bạch Chiến Mặc, y bình thường là một người khá thành thật, làm thế nào lại đi bắt cóc người ta? Phó Tiên Tiên con mắt xoay vòng mấy vòng. Người bị bắt là người đẹp. Tùng Phong Nhi đương nhiên là người đẹp. Hạ Tưởng gật đầu. Phó Tiên Tiên một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Diện mạo bà xã Bạch Chiến Mặc rất bình thường, phỏng chừng là coi chúng người ta không thích y liền muốn bá đạo ngang ngược chiếm cứ. Trong kinh thành chuyện như vậy tôi nghe nhiều rồi, bao gồm cả đám người Phó Tiên Phong trong đó, không biết đã bức hại bao nhiêu con gái nhà lành. Cuối cùng đều là giải quyết riêng cho xong chuyện, dù sao tôi chưa nghe nói qua có ai bị bắt. Hạ Tưởng trong lòng cả kinh,
biết hắn vừa rồi không cho Tiếu Giai báo cảnh sát là lựa chọn chính xác, Bạch Chiến Mạc ở thủ đô cho dù thế lực không lớn, nhưng khẳng định cũng có các mặt quan hệ, nếu báo cảnh sát, căn cứ suy đoán của hắn đối với hiệu suất làm việc của cảnh sát, nếu đợi bọn họ phá án, Hoa Lily cũng nguội lạnh. Làm sao bây giờ? Đương nhiên phải dựa vào lực lượng của chính mình. Bạch Chiến Mặc có địa chỉ bí mật nào không? Hạ Tưởng trực tiếp hỏi Phó Tiên Tiên. Tôi biết một chỗ, nhưng không dám cam đoan còn có người hay không. Hạ Tưởng không nói hai lời, khởi động ô tô phóng nhanh tới chỗ Phó Tiên Tiên vừa chỉ, đồng thời trên đường lại gọi điện thoại cho Khâu Tự Phong. Tự Phong, tôi đưa anh một số điện thoại, anh xem có thể định vị ở đâu hay không. Ngay từ đầu điện thoại không thể liên lạc, sau đó Tùng Phong Nhi lại có thể gửi đi một tin nhắn có thể phỏng đoán, Tùng Phong Nhi hẳn là bị trông giữ không được nghiêm ngặt lắm. Cô có thể thừa dịp không có người chú ý mở di động, nhưng chỉ ngắn gọn mà gửi có ba chữ, hẳn là e sợ bị người phát giác. Khi gọi lại lần nữa, thì hiển thị tắt điện thoại. Chứng minh là tắt điện thoại bình thường, dưới tình hình chung, địa điểm tắt máy cuối cùng, lợi dụng thủ đoạn kỹ thuật vẫn có thể định vị chuẩn xác. Khâu Tự Phong nghe ra sự khẩn trương trong lời Hạ Tưởng, cũng không hỏi nhiều là đã xảy ra chuyện gì, lập tức nói. Không thành vấn đề, tôi lập tức cho người đi xử lý. Hạ Tưởng buông điện thoại Khâu Tự Phong xuống, lại sửng sốt, quay đầu nói với Phó Tiên Tiên. Chút nữa tới nơi, cô đừng xuống xe, nếu chẳng may bị người ta làm cô bị thương thì không tốt cho lắm. Đừng lo, thân thủ của tôi tốt lắm, người bình thường không đến gần tôi được đâu. Nói thêm nữa tôi cũng đang muốn hoạt động tay chân một chút, hạ gục vài tên xấu xa, thi triển thần uy. Phó Tiên Tiên nói rất vô tình hồn nhiên, còn buộc tóc lên, cách ăn mặc vô cùng đơn giản gọn gàng, sau đó lại bắt đầu cởi quần. Hạ Tưởng hoảng sợ. Cô làm gì đó? Cho tôi xin, anh suy nghĩ trong sáng một chút được không, đã là lúc nào rồi còn nghĩ bậy nghĩ bạ. Phó Tiên Tiên chế giễu, không nói động tác của cô thật dễ khiến người khác liên tưởng. Ngược lại chỉ trích tư tưởng người khác không trong sáng. Tôi mặc quần áo quá dày, gỡ bỏ một lớp để tiện đánh nhau. Đúng rồi, anh không được nhìn lén, lái xe cho tốt vào, đừng bởi vì nhìn thân thể của tôi mà xảy ra tai nạn xe cộ sẽ không hay đâu. Lời này nói ra thực làm cho người ta không nói được lời nào. Hạ Tưởng mắt liền không chớp, nhìn thẳng phía trước, càng không dám liếc mắt nhìn thêm Phó Tiên Tiên một cái. Phó Tiên Tiên hì hì cười, cởi quần bò ra. Lại cởi một lớp quần bông bên trong, mới mặc lại quần vào, vỗ vỗ tay. Xong, đợi chút cho anh thấy thân thủ của tôi là nhanh nhẹn cỡ nào. Ô tô chạy nhanh trong đêm ở Bắc Kinh, đầu óc Hạ Tưởng ngược lại đặc biệt bình tĩnh, với sự hiểu biết của hắn đối với Bạch Chiến Mặc, y bắt Tùng Phong Nhi hẳn là vì báo thù năm đó, bởi vì đúng là sự hãm hại của Tùng Phong Nhi mới khiến y cuối cùng rơi vào kết cục chật vật không chịu nổi, y đối với Tùng Phong Nhi ghi hận trong lòng. Vẫn luôn chờ thời cơ trả thù cũng có thể lý giải. Tuy nhiên Bạch Chiến Mặc coi như là người lý trí, y hẳn là sẽ không làm ra chuyện đáng khinh là làm nhục Tùng Phong Nhi. Tùng Phong Nhi tuy rằng không quyền không thế, nhưng Bạch Chiến Mặc trong lòng cũng rõ ràng, nếu y làm ra chuyện xấu gì không thể bù lại đối với Tùng Phong Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y, khẳng định sẽ khiến y chẳng những thân bại danh liệt, còn có thể khiến y ngồi tù. Bạch Chiến Mặc tuy rằng thất bại lớn tại thành phố Yến, nhưng cũng không nói rõ y đã mất sạch tiền đồ, sau khi yên lặng vài năm, y vẫn như cũ có thể ở thủ đô làm lại từ đầu. Nhưng nếu y tìm mọi cách làm nhục Tùng Phong Nhi, có thể tưởng tượng chính là, chỉ cần hắn bắt lấy không buông, nhất định có thể trị tội y, khiến y vĩnh viễn không có khả năng đổi đời. Nhưng cũng không thể bài trừ nếu chẳng may Bạch Chiến Mặc bị Tùng Phong Nhi chọc cho tức giận đến mức lửa giận công tâm lần nữa, mất đi lý trí, muốn xâm phạm cô, cũng không phải không có khả năng. Phải nói, rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào, còn phải xem năng lực tùy cơ ứng biến của Tùng Phong Nhi. Hạ Tưởng cũng không khỏi lo lắng thay Tùng Phong Nhi, mặc dù hắn cũng biết Tùng Phong Nhi cũng là một phụ nữ thông minh, nhưng phụ nữ có thông minh đi nữa dù sao cũng là phụ nữ. Khi gặp phải có khả năng bị xâm hại, có lẽ sẽ mắc chứng cuồng loạn, có lẽ sẽ gào thét mất đi lý trí, có khi càng hoảng sợ, ngược lại càng có thể kích thích thú tính ẩn sâu của người đàn ông. Chỉ mong Tùng Phong Nhi có cơ trí ứng đối tốt, đừng để lại mối hận suốt đời. Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Phó Tiên Tiên một cái, ra vẻ thoải mái. Không nhất định là phải đánh nhau mới có thể giải quyết vấn đề, có lẽ chúng ta thần binh trời giáng, lúc đó lập tức tóm được Bạch Chiến Mặc. Đúng rồi, cô thấy con người Bạch Chiến Mặc thế nào?
Tôi và y rất ít tiếp xúc, không hiểu lắm về con người y. Tuy nhiên cứ cảm thấy ánh mắt y rất âm u, hơi dọa người. Lời nói của Phó Tiên Tiên ngược lại càng tăng thêm sầu lo trong lòng Hạ Tưởng, nếu Tùng Phong Nhi thực xảy ra chuyện gì, cho dù Bạch Chiến Mặc bị bắt ngồi tù cũng là nỗi đau vĩnh viễn không thể bù đắp, cho dù những gì Tùng Phong Nhi đã làm lúc trước không phải chịu hắn sai khiến, nhưng dù sao cũng là vì hắn, cô mới làm như vậy. Bởi vậy, nếu Tùng Phong Nhi bị thương tổn gì, Hạ Tưởng sẽ hối tiếc suốt đời. Từ lúc Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Khâu Tự Phong, đến khi Khâu Tự Phong gọi lại, chẳng qua mới qua hơn 10 phút, Hạ Tưởng lại cảm thấy dài như qua một thế kỷ, khi điện thoại Khâu Tự Phong gọi tới, hắn trong tình thế cấp bách, thậm chí còn đem điện thoại ném vào giữa hai chân của Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên từ giữa hai chân lấy điện thoại giao cho Hạ Tưởng, giễu cợt hắn. Anh cũng có lúc phải khẩn trương, tuy nhiên tôi thích dáng vẻ khẩn trương của anh, bởi vì như vậy mới giống một người đàn ông. Bình thường bình tĩnh chỉ huy, chỉ điểm Giang Sơn, khi biết được người phụ nữ yêu quý gặp phải nguy hiểm, cũng là chân tình biểu lộ, vô tình chưa chắc là anh hùng thật sự, anh là một người đàn ông đích thực. Hạ Tưởng không thời gian giải thích tính phức tạp và sự trong sáng của mối quan hệ giữa Tùng Phong Nhi và hắn với Phó Tiên Tiên, lập tức nhận điện thoại. Sao, Tự Phong? Cha ra rồi, một vị trí cuối cùng là ở gần Bắc Kinh Tây Đan, trong bán kính 300 mét, nhưng đã là vị trí nửa giờ trước. Di động hiện tại không thể định vị, hiện tại ở nơi nào, thì khó mà nói được. Hạ Tưởng cũng không nhiều lời, trực tiếp cảm ơn Khâu Tự Phong, vừa kích động, di động lại rơi qua một bên, trùng hợp thế nào lại rơi xuống giữa hai chân Phó Tiên Tiên, bởi vì theo như lời Phó Tiên Tiên thì chỗ bí mật của Bạch Chiến Mặc vừa hay cách Tây Đan không xa. Phó Tiên Tiên lại lần nữa lượm điện thoại di động trả lại cho Hạ Tưởng. Nếu không phải di động, mà là tay anh, tôi đã chặt gãy tay anh từ lâu. Hạ Tưởng xin lỗi mà cười, sau đó lại trịnh trọng tỏ vẻ cảm tạ đối với Phó Tiên Tiên. Cảm ơn cô, Tiên Tiên, hôm nay cô thật sự đã giúp tôi một việc lớn. Đừng khách khí, tôi thích nhất vô giúp vui, có náo nhiệt xem, hằng ngày theo anh tôi cũng chịu. Phó Tiên Tiên lại lộ ra chiêu bài cười gian tà. Nếu không phải Phó Tiên Tiên chỉ điểm, Hạ Tưởng bất kể như thế nào cũng không thể phát hiện được, ở ngõ nhỏ không tới 3 thước đi vào, sau khi đi gần 500 thước. Bên trong còn có một căn nhà không lớn không nhỏ. Nhà tuy rằng không lớn, nhưng cửa không nhỏ, một chiếc xe ô tô hoàn toàn có thể đi vào. Lúc này cửa lớn đóng chặt, bên trong lặng ngắt như tờ. Hạ Tưởng tắt máy, cùng Phó Tiên Tiên lén lút xuống xe, hai người lom khom đi đến cửa chính, nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong khóa trái rồi. Trong bóng tối, hai mắt Phó Tiên Tiên sáng rực, một vẻ mặt cực kỳ trầm mê tà ác đối với sự tình lén lút vụng trộm. Cô vừa thấy bức tường vây quanh thấp bé, nhỏ giọng nói. Tôi dẫm lên vai anh, trèo qua tường trước, rồi sau đó kéo anh trèo qua, thế nào? Hạ Tưởng suy nghĩ, cũng thấy là một biện pháp, liền gật đầu đồng ý. Hai người tới dưới góc tường, Hạ Tưởng trước tiên ngồi xổm xuống, Phó Tiên Tiên liền một chân dẫm lên vai trái Hạ Tưởng, dùng một chút lực liền đứng lên, một chân khác cũng dẫm lên trên, cô nửa quỳ, nhẹ nhàng nói một câu. Tốt rồi, nâng tôi lên. Hạ Tưởng dùng lực nâng, từ từ đứng lên. Phó Tiên Tiên không nặng, phỏng chừng không tới 50 kg, rất nhẹ nhàng mà đứng lên. Không ngờ đầu Phó Tiên Tiên vừa mới ló qua bức tường, cô dường như phát hiện cái gì, liền lập tức ngồi xuống. Không hay, có người. Cô là đứng trên vai Hạ Tưởng, vừa ngồi xuống, hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp cưỡi ở trên cổ Hạ Tưởng. Khi cô đứng ở trên vai, Hạ Tưởng còn chưa có cảm giác gì, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên trên. Lần đầu tiên từ dưới mà lên, với một góc độ vô cùng cổ quái mà nhìn phụ nữ, liền cảm thấy ngoài đường cong là lướt ra, còn có một trải nghiệm khác thường, tuy nhiên tâm tư của hắn đặt ở trong bức tường vây quanh, không có bất cứ ý tưởng kiều diễm gì. Nhưng Phó Tiên Tiên bỗng nhiên cưỡi ở trên cổ hắn, tương tự như tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ thanh niên, nam cõng nữ trên vai, hai người vui cười nói chuyện yêu đương, Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên lại không phải là quan hệ tình yêu cuồng nhiệt. Ngay cả hiểu biết cũng chỉ có thể nói là vừa mới quen biết một chút, bởi vậy Phó Tiên Tiên cưỡi ở trên cổ hắn, liền mang đến cảm giác khác thường cho hắn. Mấu chốt là, trên đường Phó Tiên Tiên còn cố ý cởi quần bông bên trong, cô hiện chỉ mặc một chiếc quần bò, hương vị trong đó thật khó có được với người ngoài. Trong mấy người phụ nữ của Hạ Tưởng, hắn chỉ chơi trò cưỡi cổ cùng Tào Thù Lê, hiện giờ không cẩn thận đã bị Phó Tiên Tiên cưỡi đúng chỗ, cảm nhận được khí nóng sau gáy, hắn hít sâu một hơi gió đêm lạnh.
cẩn thận một chút, tôi thiếu chút nữa quăng ngã cô. Không ngờ Phó Tiên Tiên lại quá mẫn cảm, trực tiếp nói. Anh được lợi rồi còn giả bộ ở đó. Tôi vừa nhìn thấy một người, vừa lúc gã ta nhìn ra ngoài, tôi sợ nhìn thấy tôi, cho nên mới. Hạ Tưởng mơ hồ nhìn chỗ có ngọn đèn rọi ra, liền nói. Chúng ta ở chỗ tối, gã ta ở ngoài sáng, cô có thể nhìn thấy gã không nhìn thấy cô đâu. Cũng phải, vẫn là tôi không đủ kinh nghiệm. Phó Tiên Tiên từ trên cổ Hạ Tưởng leo xuống, chủ động ngồi xổm xuống. Đây, tôi cho anh dẫm lên, tôi nâng anh lên. Bức tường cao 2 thước, Hạ Tưởng không phải cao thủ trèo tường, không mượn lực quả thật leo không qua được, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là dẫm lên bả vai Phó Tiên Tiên. Vậy uất ức cho cô một lần, sau khi tôi vào trong, sẽ mở cửa cho cô. Đừng nói, Phó Tiên Tiên vẫn khá mạnh, cô một lần là có thể nâng Hạ Tưởng lên, mặc dù có chút lay động, nhưng cũng khiến nửa người Hạ Tưởng qua được bức tường. Trong viện có một dãy phòng, cửa phòng đóng chặt, bên trong mơ hồ có ngọn đèn rọi ra, nhưng không hề có tiếng động, xung quanh một mảnh tĩnh mịch và hắc ám, gió đêm thổi qua, đúng là có chút cảnh tượng kinh khủng như trong liêu trai. Hạ Tưởng không lo nghĩ được nhiều, nhẹ nhàng nhảy lên chóp tường, sau đó trượt xuống, vừa rơi xuống đất, liền lặng lẽ đụng đến cửa chính, nhẹ nhàng mở cửa, cho Phó Tiên Tiên tiến vào. Phó Tiên Tiên tuyệt không sợ hãi, nóng lòng muốn thử nói. Anh ở phía trước, tôi cản phía sau. Cô khi nói chuyện còn săn vén tay áo, giơ tay lấy từ trong người ra một cây dao gọt hoa quả khoảng mấy cm, bày ra một bộ dáng hung ác. Nếu không phải Hạ Tưởng đang lo lắng cho Tùng Phong Nhi, thật sự sẽ bị bộ dáng hài hước của Phó Tiên Tiên chọc cho tức cười. Tuy nhiên hắn hiện tại không lòng dạ nào vui đùa, liền gật gật đầu, lén lút cùng Phó Tiên Tiên một trước một sau, mò tới cánh cửa. Hạ Tưởng dành trước một bước tới trước cửa, cửa là cửa gỗ kiểu cũ, có chút dáng vẻ đã lâu năm không được tu sửa, bầu không khí u ám càng gia tăng vài phần. Vừa rồi Phó Tiên Tiên còn gan dạ sáng suốt hơn người rốt cục lại sợ hãi, giữ chặt cánh tay Hạ Tưởng không buông, răng nanh hơi run. Âm u lạnh lẽo quá đi, thật là khủng khiếp, tôi mắc tiểu. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, đành phải lắc đầu nói. Cô theo đường cũ trở về, lên xe đợi tôi. Phó Tiên Tiên liền lấy lại dũng khí. Không cần, tôi khỏe lại rồi, không sợ nữa. Trong phòng im lặng đến chết khiếp, một tiếng động nhỏ cũng không có, Hạ Tưởng cách rèm cửa nhìn vào trong, nhìn không thấy người, chỉ có một chiếc bóng đèn phát sáng. Bên trong khá nhiều phòng, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng to bằng bàn tay, cho dù có người, cũng có khả năng ở chỗ khác nhìn không thấy. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thật không ngờ, cửa phòng không có khóa, mở ra. Hạ Tưởng chợt lách người tiến vào, trước mắt là một phòng khách, vật dụng trong nhà rất ít, tuy nhiên được thu dọn khá sạch sẽ, vẫn là không có bóng người. Bên trái có một căn phòng, Hạ Tưởng ra hiệu cho Phó Tiên Tiên theo sát hắn. Hai người một trước một sau, đi qua phòng bên trái, vẫn là không thấy ai. Lại xuyên qua một căn phòng, rốt cục nghe được có thanh âm của người nói chuyện. Hóa ra cấu tạo phòng khá phức tạp, cách đến mấy phòng, tất nhiên ở bên ngoài không nghe được tiếng động gì cả. Người nói chuyện đúng là Bạch Chiến Mặc. Tùng Phong Nhi, cô thành thật nói cho tôi biết, có phải Hạ Tưởng sai khiến cô tới hãm hại tôi hay không? Sự tình cũng qua đã lâu, tôi cũng đã đánh mất chức quan, cũng không hận cô nữa. Chỉ cần cô nói cho tôi biết chân tướng, tôi sẽ tha cho cô, hơn nữa còn cho cô một khoản tiền an ủi. Nếu cô không nói, rất xin lỗi, cô phải ở yên đây vài ngày, hơn nữa nói không chừng tôi nhất thời gấp gáp, còn có thể làm ra cái việc mà đàn ông rất thích làm với phụ nữ, ha ha. Tùng Phong Nhi nói chuyện, cô vừa mở miệng, Hạ Tưởng liền thở phào một cái, bởi vì Tùng Phong Nhi biểu hiện coi như trấn tĩnh, hiển nhiên, không bị Bạch Chiến Mặc hù dọa. Bạch Chiến Mặc, tôi không có hãm hại ông, cũng không bị người sai khiến, giữa chúng ta là kết giao bình thường, là ông đối với tôi có ý đồ xấu xa mới bị mắc mưu, đừng trách người khác. Ông mau thả tôi ra, nếu không đợi cảnh sát đến, ông sẽ không xong đâu. Cảnh sát, đừng có nằm mơ, cảnh sát vùng này tôi đều biết. Không nói khoác, toàn bộ cảnh sát quận Tây Thành đều phải nể mặt tôi, cho dù có người báo cảnh sát, cũng tra không đến nơi đây. Cho dù có người biết nơi này, cũng cố ý không tra nơi này. Cô hãy từ bỏ ý định đi là vừa, sẽ không có người tới cứu cô đâu, nếu cô không nói thật, đừng trách tôi không khách khí. Nói cho cô biết, lòng kiên nhẫn của tôi đã tới giới hạn, cho cô thêm 3 phút, còn không nói, thì sẽ lột áo cô trước.
Ông thật vô sỉ. Tùng Phong Nhi thở gấp. Vô sỉ, cô cũng xứng nói tôi vô sỉ. Cô dùng sắc đẹp dụ dỗ tôi, khiến tôi mắc mưu bị lừa, cô mới là người đàn bà vô sỉ nhất. Tùng Phong Nhi, tôi đã sớm điều tra rõ lai lịch của cô, đừng tưởng cô dùng tên giả Chu Hồng tôi sẽ không biết rốt cuộc cô là ai. Nói cho cô biết, hôm nay cô không nói thật, tôi sẽ thật sự dám vô sỉ một lần, đem cô đùa bỡn một trận, cô cũng không thể làm gì được tôi. Hạ Tưởng tại thành phố Yến có quan hệ, ở Bắc Kinh, hắn chả là cái gì. Tôi không lộ diện còn đỡ, dám lộ diện, tùy tiện tìm vài cảnh sát là có thể đánh gãy chân hắn. Bạch Chiến Mặc nửa là đe dọa nửa là chút giận, y đương nhiên cũng biết đừng nói là y, ngay đến Phó Tiên Phong, đến cả ông cụ Phó gia, hiện tại muốn đánh gãy chân Hạ Tưởng, cũng phải mất hết nửa ngày để suy nghĩ về hậu quả. Y sở dĩ nói như vậy, một là cho mình thêm can đảm, hai là hù dọa Tùng Phong Nhi. Khiến Tùng Phong Nhi nói ra sự thật, y đã âm thầm chuẩn bị hết thiết bị ghi hình, sau khi ghi lại hết, cũng tiện ở thời khắc mấu chốt trở thành chứng cớ đâm sau lưng Hạ Tưởng một đao. Đương nhiên, y đối với sắc đẹp Tùng Phong Nhi vẫn như cũ là thèm nhỏ dãi, luôn luôn do dự có nên ngang ngược cướp đoạt chiếm lấy cô ta trước rồi nói. Tuy rằng giải quyết hậu quả có hơi phiền toái, nhưng phụ nữ đôi khi sau khi bị cường bạo chiếm đoạt, cũng có người sẽ chấp nhận số phận. Có lẽ... Tùng Phong Nhi chính là loại người sau khi bị cưỡng bức thì sẽ chấp nhận số mệnh. Chương 724, mầm tai họa. Tuy nhiên y vẫn chưa nắm chắc chủ ý, rốt cuộc có nên thừa cơ đắc thủ hay không. Tùng Phong Nhi hôm nay đi ra ngoài đến Tây Đan mua sắm, phụ nữ trời sinh là thích mua đồ, khi cô đang cao hứng, thì không hề biết là đã bị người theo dõi. Từ trước khi Tùng Phong Nhi đến thủ đô tập huấn, Bạch Chiến Mặc đã biết được lai lịch của Tùng Phong Nhi. Hơn nữa y vẫn âm thầm cho người theo dõi Tùng Phong Nhi, lúc đang lo không có cơ hội xuống tay, Tùng Phong Nhi lại tới thủ đô, chính hợp ý y. Đêm nay cô ta lại một mình đi trên phố, Bạch Chiến Mặc liền có ý đồ xấu, đầu tiên là tìm hai người phụ nữ theo sát Tùng Phong Nhi, sau đó trên đường Tùng Phong Nhi đi, liền bắt cóc cô. Bạch Chiến Mặc chính là muốn báo thù năm đó, không chỉ là vì y bị Tùng Phong Nhi hãm hại, còn bởi vì y cảm thấy đã bị thương tổn to lớn trên mặt tình cảm. Y đối với Tùng Phong Nhi thật đúng là có chút cảm tình. Tùng Phong Nhi chẳng những lợi dụng thiện cảm của y, còn đùa bỡn cảm tình của y, khiến cho y cảm thấy đau lòng. Hôm nay rốt cục bắt được Tùng Phong Nhi đến đây, không ngờ Tùng Phong Nhi không khóc không la, còn vô cùng bình tĩnh, khiến Bạch Chiến Mặc biết cô khó mà đối phó. Khó đối phó cũng phải đối phó. Dù có cứng rắn cô cũng là phụ nữ thì sẽ có chỗ mềm yếu, cứng rắn không bằng đàn ông. Tuy nhiên mất hết nửa ngày thời gian, Tùng Phong Nhi không có một chút sợ hãi, càng không chịu giải thích chân tướng, Bạch Chiến Mặc rốt cục mất đi kiên nhẫn, 3 phút chớp mắt trôi qua, y hung tợn nói với Tùng Phong Nhi không nói được một lời ngồi ở trên ghế. Đã đến giờ, cô đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, được, đừng trách tôi không khách khí. Bạch Chiến Mặc hung ác xông lên, duỗi tay ra, kéo lấy áo Tùng Phong Nhi, vừa dùng sức liền bứt đứt một cái nút. Nếu không nói, tôi lột hết đồ cô, xem cô còn cứng mồm tới đâu. Trong phòng có giường có bàn, chỗ không lớn, nhưng bố trí cũng không tồi, nếu không phải trước mắt khẩn trương, bầu không khí kỳ dị, cũng có thể coi là một chỗ tốt để nam nữ hẹn hò. Tuy nhiên ngay tại thời khắc Bạch Chiến Mặc động thủ, bỗng nhiên một luồng khói trắng từ ngoài cửa len vào, sộc vào mũi Bạch Chiến Mặc, khiến y lập tức chấn động, cháy rồi. Y còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên đèn phòng tắt lịm. Ngay sau đó chỉ nghe tiếng cửa mở, hình như có hai người vọt vào, một người tiến đến gần đó, Bạch Chiến Mặc còn không có biết rõ đã xảy ra cái gì, liền cảm thấy trên đầu bị giáng một cú nặng nề, lập tức chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hôn mê ngã xuống đất. Sau khi Bạch Chiến Mặc té xỉu, người phía sau hình như chưa hết giận, dùng sức đạp hai cái trên mặt y, sau cùng còn như một trò đùa dai, lại lấy ra một cây bút máy viết lên mặt y hai chữ to tướng, khốn khiếp. Trong hai người, một người giải quyết Bạch Chiến Mặc, người còn lại đi tới bên người Tùng Phong Nhi, nén giọng nói. Tùng Phong Nhi, là tôi, mau đi theo tôi. Tùng Phong Nhi mừng rỡ, cô nghe ra thanh âm người tới, là Hạ Tưởng, thật sự là Hạ Tưởng. Hắn quả thực là thần binh trời giáng, đột nhiên xông vào, đột nhiên cứu cô, chẳng có gì khác với người anh hùng thần thoại mặc áo 7 sắc vàng, chân dẫm mây 5 màu trong truyền thuyết, hắn chính là huyền thoại của cô. Tùng Phong Nhi quá vui tới rơi lệ, liền nhào vào trong lòng Hạ Tưởng. Cảm ơn anh tới cứu tôi, đúng thật là anh tới cứu tôi mừng chết đi được,
Sau khi xử lý xong Bạch Chiến Mặc trên mặt đất, Phó Tiên Tiên đi tới trước mặt hai người. Được rồi, đừng ôm ôm ấp ấp nữa, mau đi. Mấy người Hạ Tưởng nhanh chóng rời khỏi căn nhà, khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mấy người đi rồi, Bạch Chiến Mặc mới từ từ tỉnh lại, đẩy cửa ra nhìn, lập tức trước mắt lại tối sầm, thiếu chút nữa lại tức tới hôn mê, trước mắt một mớ hỗn độn bừa bãi, nào là bị đốt, nào là bị đập nát, một bộ sưu tập nội thất thời mãn thanh quý giá nhất ở Bắc Kinh của y, toàn bộ bị đốt sạch không nói, ngay đến một số bình hoa cũng bị đập nát. Tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, thật là hận con mẹ nó, quả thực chính là cường đạo giết người phóng hỏa. Bạch Chiến Mặc sờ sờ vết máu sau gáy, nhìn căn phòng trước mắt bị người đập tan tành, khóc không ra nước mắt, trong lòng hận chỉ muốn giết người. Giết ai, y căn bản không thấy rõ người đến là ai. Hơn nữa vừa rồi lại hôn mê, không nghe được thanh âm nói chuyện của đối phương. Y hoài nghi là Hạ Tưởng, nhưng một không chứng cớ hai không tận mắt nhìn thấy, dựa vào cái gì chỉ chứng Hạ Tưởng. Nói thêm cho dù có thể chỉ chứng Hạ Tưởng, y là bắt cóc Tùng Phong như trước, y làm sao còn dám nói cái gì. Chỉ có thể ngậm bồ hòn. Bạch Chiến Mặc tức giận đến muốn chửi má nó, vừa mở miệng, lại biến thành không nói nên lời lệ hai hàng. Ai thiếu đạo đức phóng hỏa như vậy, đánh người trong bóng tối không nói, còn hủy hoại đồ cổ minh thanh mà y dày công thu mua, thật độc ác. Người độc ác không phải Hạ Tưởng, là Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên mắt tinh tường, nhìn ra đồ vật bài trí trong phòng tuy rằng đơn sơ, nhưng đều có lai lịch, ít nhất cũng đáng không ít tiền, liền vừa đập vừa phóng hỏa, phá hủy không còn một mảnh. Hạ Tưởng cũng không ngăn cản, biết cô thích phá hoại, nói thêm hắn chỉ lo cứu Tùng Phong Nhi, cũng không có tâm tư khuyên Phó Tiên Tiên. Sau khi mấy người trốn thoát, Tùng Phong Nhi mới từ từ lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện người đi cùng Hạ Tưởng là một cô gái trẻ, liền hiểu lầm quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên, lời nói tới miệng lại nuốt vào, chỉ nói lại quá trình cô bị Bạch Chiến Mặc bắt cóc, lại trịnh trọng cảm ơn Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên. Hạ Tưởng phất tay, không nói cái gì, Phó Tiên Tiên lại nói. Không cần cảm tạ tôi không quen biết cô, cũng không phải vì cứu cô, chỉ là vì ham vui. Tuy nhiên Bạch Chiến Mặc thực đúng là thứ đồ bỏ đi, muốn cưỡng bức phụ nữ. Tôi bình sinh hận nhất đàn ông dùng sức mạnh, vừa rồi đã quên đá một cước lên nguồn sống của y. Tùng Phong Nhi kinh ngạc mà há to miệng, nghĩ thầm rằng bí thư Hạ sao có thể quen biết một tiểu ma nữ như vậy. Hạ Tưởng biết rằng Tùng Phong Nhi có chút hiểu lầm, liền cười giải thích một câu. Phó Tiên Tiên là em gái Phó Tiên Phong, tuy nhiên cô ấy rất có cá tính, ghét cái ác như thù, là một nữ hiệp hiện đại. Phó Tiên Tiên vui cười hớn hở. Còn nữ hiệp, anh tốt nhất gọi tôi là tiểu ma nữ, tôi không thích làm đại hiệp gì đó. Đưa Tùng Phong Nhi tới dưới nhà Tiếu Giai, Hạ Tưởng suy xét một chút, vẫn là không nên lên, cho Tùng Phong Nhi nói rõ với Tiếu Giai là được. Tùng Phong Nhi không có ý kiến, do dự một chút, rồi đi đến bên người Hạ Tưởng, ghé sát tai hắn nói nhỏ. Bạch Chiến Mặc vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn muốn tìm nhược điểm của anh muốn hại anh. Y lúc truy hỏi tôi có ghi hình lại, chính là muốn tôi nói ra là anh sai khiến tôi, sau đó tìm người lật lại bản án. Hạ Tưởng gật đầu. Tôi biết rồi, cô sau này cẩn thận một chút, đừng một mình đi ra ngoài. Tùng Phong Nhi kiên định nói. Ngã một lần, khôn thêm một chút, nói không chừng một lúc nào đó, Bạch Chiến Mặc sẽ rơi vào tay tôi, chờ coi. Nhìn bộ dáng cô vẻ mặt kiên định hơn nữa vô cùng tin tưởng, Hạ Tưởng khuyên nhủ. Phụ nữ ở trước mặt đàn ông, luôn dễ chịu thiệt, cô về sau đừng làm chuyện khờ dại nữa, đối phó Bạch Chiến Mặc, đã có tôi lo. Không, y chọc vào tôi muốn y phải hoàn trả. Tùng Phong Nhi lại vô tình cố ý liếc mắt nhìn Phó Tiên Tiên một cái, sau đó xoay người đi. Phó Tiên Tiên nhìn bóng dáng của Tùng Phong Nhi, cười kỳ quái. Ánh mắt của anh thật không tồi, căn cứ quan sát của tôi, công phu trên giường của cô ấy khẳng định không tồi. Anh xem tư thế đi đường của cô ta, như gió thổi cành liễu, eo có lực, chân thẳng tắp. Hạ Tưởng vội cắt ngang lời của cô. Đi, tới chỗ cô ở, tá túc một đêm. Vừa rồi Tùng Phong Nhi nói phải tiếp tục dây phiền phức vào Chiến Mặc, Hạ Tưởng chỉ coi cô là thuận miệng mà nói, thật không ngờ về sau thật đúng là đã xảy ra một loạt sự tình, Bạch Chiến Mặc của Đông Sơn sống lại một lần nữa đụng độ với Tùng Phong Nhi. Hắn không nghĩ xa xôi như vậy. Chỉ là từ việc Bạch Chiến Mặc hôm nay gây phiền toái với Tùng Phong Nhi ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, sự tình Tùng Phong Nhi hãm hại Bạch Chiến Mặc, tóm lại là một lỗ hổng,
Bạch Chiến Mặc nếu vẫn muốn đòi lại món nợ, tuy rằng trải qua một cảnh hôm nay, phỏng chừng y tạm thời cũng không dám gây phiền phức với Tùng Phong Nhi, nhưng không đảm bảo sau này sẽ còn cơ hội áp dụng thủ đoạn khác để thu phục Tùng Phong Nhi. Cứng rắn không được, thì mềm mỏng, Bạch Chiến Mặc cũng không phải người bình thường, y hẳn là còn có chuẩn bị ở sau. Từ Bạch Chiến Mặc liên tưởng đến Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng không khỏi bất đắc dĩ cười, hôm nay tiểu tam của Triệu Tiểu Phong gây rối, rồi lại liên lụy đến Phó Tiên Tiên, rồi truyền đến tai Phó Tiên Phong, vốn Phó Tiên Phong đã cho rằng giữa hắn và Phó Tiên Tiên là trong sạch, bây giờ thì hay rồi, hắn và Phó Tiên Tiên lại dính với nhau, thật đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Rửa không sạch thì không rửa nữa, hôm nay trước hết là đến nhà Phó Tiên Tiên ngủ một đêm, dù sao hiện tại Phó Tiên Phong đã nhận định hắn đã chiếm được em gái gã, ân oán giữa hắn và Phó Tiên Phong xem như đã kết, có giải thích cũng không được. Hành trình Bắc Kinh, giống như cái hào rộng giữa hắn và Phó Tiên Phong lại sâu thêm vài phân, giống như hắn và Triệu Tiểu Phong gián tiếp tiếp xúc chính diện, cũng hay, hắn cũng biết sự thật Triệu Tiểu Phong có tiểu tam. Tuy rằng nói một tiểu tam không tạo được ảnh hưởng gì đối với địa vị của Triệu Tiểu Phong, nhưng nhược điểm có nhỏ cũng là nhược điểm, nếu lợi dụng tốt, cũng là một vũ khí sắc bén. Về phần Bạch Chiến Mặc, Hạ Tưởng tạm thời không muốn làm gì y, Bạch Chiến Mặc cho dù muốn sống dậy ở Đông Sơn, vẫn là chuyện 2 năm sau, y ngã từ phó giám đốc sở, thời điểm bắt đầu lại nhiều lắm vẫn là phó giám đốc sở, không đáng để lo nghĩ. Chủ yếu là Phó Tiên Phong sắp tới đảm nhiệm thị trưởng. Lại hiểu lầm thêm sâu sắc cùng hắn, cũng không biết gã sẽ làm gì đối phó mình. Hạ độc thủ hẳn là sẽ không, Phó Tiên Phong trải qua thất bại cuộc so đo sau lưng lần trước, hơn nữa gã hiện tại thăng nhiệm thị trưởng, hẳn là đã nhìn xa trông rộng hơn, sẽ từ chỗ lớn mà ra tay, hơn nữa tình thế hiện tại đã khác lúc trước nhiều. Nhưng Hạ Tưởng vẫn mơ hồ lo lắng, lần trước Phó Tiên Phong chính là vì sau khi hiểu lầm quan hệ của mình và Phó Tiên Tiên, mới quyết định xuống tay tàn độc với mình. Hiện nay lại nghe nói mình và Phó Tiên Tiên ở cùng một chỗ, gã khẳng định sẽ có thể thẹn quá thành giận, lại sẽ có thủ đoạn gì muốn thi triển nữa đây. Mặc kệ như thế nào, hẳn là sẽ không chịu để yên. Hạ Tưởng chạy tới chỗ ở của Phó Tiên Tiên, mới phát hiện phạm phải một sai lầm, nhà của Phó Tiên Tiên nhỏ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, chẳng những nhỏ, còn chỉ có một chiếc giường. Vốn cho rằng cho dù cô ta không ở căn phòng 200 mét vuông, ít nhất cũng ở trong căn nhà 3 phòng. Kết quả lại là một phòng. Lý do Phó Tiên Tiên rất đầy đủ, cô một mình ở căn nhà lớn cũng lãng phí, hơn nữa cô lại nhát gan, một mình ngủ căn nhà lớn, ngủ không được. Phó Tiên Tiên mặt ngoài phóng khoáng lá gan cũng khá lớn, hóa ra cũng có tính sợ tối bẩm sinh của phụ nữ. Hạ Tưởng cười cười, muốn đi lại cảm thấy không đủ hào phóng, liền đơn giản nằm ở trên sofa, ngủ luôn với nguyên dạng. Gây sức ép cả đêm, cũng quả thật mệt mỏi. Sau một lát thì ngủ mất tiêu. Chương 725, cuộc cải tổ. Khi trời sáng tỉnh lại, Hạ Tưởng vừa mở mắt liền phát hiện màu da thịt trắng sáng lóng lánh, Phó Tiên Tiên chỉ mặc đồ lót, co quắp nằm trên giường, xem ra khá trung thực, không biết từ khi nào đã đá chăn rơi xuống mặt đất, cả thân người cô đều phơi bày trước mắt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lắc đầu cười, đánh thức Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên mở mắt ra, chợt phát hiện cô gần như không mặc quần áo lõa lồ ở trước mặt Hạ Tưởng, lập tức giật mình kêu một tiếng, liền chui vào trong chăn, không dám ra. Từ hành động vừa rồi của cô Hạ Tưởng có thể đoán ra, tiểu ma nữ Phó Tiên Tiên mặt ngoài rất phóng khoáng, rất to gan, rất tân thời, chưa chắc giống như lời chính cô đã nói, trên quan hệ nam nữ làm theo ý mình. Mặc kệ như thế nào, lần này tới Bắc Kinh, có nhiều chỗ phải cảm tạ Phó Tiên Tiên. Sau khi Hạ Tưởng lại một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với cô, liền trở về thành phố Yến. Tới thành phố Yến, Hạ Tưởng không về nhà, trực tiếp tới quận ủy làm việc. Quận ủy gió êm sóng lặng, ngoại trừ thế lực khắp nơi bởi vì Phó Tiên Phong sắp tới đảm nhiệm thị trưởng đang tổ chức lại, các phương diện khác thật ra không có động tĩnh gì lớn, ngoại trừ Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn xảy ra tranh cãi công khai một lần. Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn bởi vì vấn đề đề bạt một phó cục trưởng cục thuế vụ, lại lần nữa xảy ra va chạm, hai người đã trở mặt, làm ầm ĩ một trận trong phòng làm việc, hơn nữa kinh động mọi người quận ủy, dẫn tới người xem vây quanh, và tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hạ Tưởng vừa về thì nghe Triều Vĩ Cương báo cáo, trong lòng đã nghĩ, ở mặt ngoài là mâu thuẫn của Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn bùng phát, trên thực tế, vẫn là cuộc giao chiến ngoài mặt đầu tiên giữa hai thế lực. Xác thực mà nói, là lần đầu tiên gián tiếp so chiêu giữa bí thư và chủ tịch quận.
bởi vì hiện tại mọi người đều cho Trang Thanh Vân trở thành người của hắn, mà căn cứ hắn quan sát, Mộ Duẫn Sơn gần đây có xu thế dựa về hướng Lý Hàm càng thêm rõ ràng, nếu Mộ Duẫn Sơn không phải cho rằng có chỗ dựa vững chắc to lớn, y sao có thể giáp mặt cãi nhau với Trang Thanh Vân cùng trận tuyến với y. Hơn nữa, Trang Thanh Vân còn là lãnh đạo phân công quản lý của y. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Mộ Duẫn Sơn và Hồ Tăng Chu càng lúc càng xa, y làm như vậy là hướng Phó Tiên Phong đầu danh mà thôi, là cố ý thị uy mà thôi. Hạ Tưởng hiểu, Mộ Duẫn Sơn đã quy phục Phó Tiên Phong, hoặc là nói, Mộ Duẫn Sơn sau này ở quận Hạ Mã sẽ cùng Lý Hàm duy trì nhất trí. Có lẽ là Mộ Duẫn Sơn đã có được hứa hẹn gì của Phó Tiên Phong, có lẽ là y nghe được tin đồn gì đó về quan hệ giữa Lý Hàm và Diệp Thạch Sinh, tóm lại, Hồ Tăng Chu là hoàn toàn đánh mất Mộ Duẫn Sơn. Thế lực quận Hạ Mã, lần đầu tiên cải tổ lớn bắt đầu từ trưởng ban tổ chức cán bộ. Hạ Tưởng khi đang trầm tư, Phó Hiểu Bân đến. Phó Hiểu Bân cười tủm tỉm, đầu tiên là chào hỏi, sau đó vẻ mặt mới trầm trọng nói. Trưởng ban Mộ đã chuyển hướng sang chủ tịch quận Lý. Phó Hiểu Bân thân là đại quản gia quận ủy, lại tự nhận là người tâm phúc trước mặt Hạ Tưởng, đối nhân xử thế lại tâm tư trong sáng, tự nhiên đối với gió thổi cỏ lay ở quận ủy toàn bộ ghi tạc trong lòng. Sau khi nghe được tin tức Hạ Tưởng trở về, trước tiên liền tiến đến báo cáo hướng đi mới nhất, một là tỏ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa y và Bí Thư Hạ, hai là cũng có thể nâng cao tầm quan trọng của y trong cảm nhận của Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết việc này. Phó Hiểu Bân cũng rõ, nếu y chỉ báo cáo hướng đi của Mộ Duẫn Sơn với Hạ Tưởng, cũng không biểu hiện được bản lĩnh của y, bởi vì hướng đi của Mộ Duẫn Sơn ở quận ủy người người đều biết, ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Y thân là ủy viên thường vụ quận ủy, Chánh văn phòng quận ủy, nếu ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đến mặt ngoài của sự tình, cũng là biểu hiện không có năng lực. Phó Hiểu Bân liền chủ động đưa qua một điếu thuốc, y biết Hạ Tưởng trừ phi cần thiết, bình thường rất ít hút thuốc, nhưng là thói quen mời thuốc, quả nhiên Hạ Tưởng phất tay, y liền ha hả cười, đúng lúc thu lại điếu thuốc, tự mình mồi thuốc. Lãnh đạo, Mộ Duẫn Sơn là không đáng tin cậy, tuy nhiên đằng phi còn có chỗ có thể tranh thủ. Hạ Tưởng cười hiểu ý, thân là nhân vật số một, dưới tay có vài người đắc lực có khả năng, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Phó Hiểu Bân có tầm mắt, làm được việc, tuy rằng hơi chút không kiên định, nhưng người không toàn vẹn, y coi như là trợ thủ đáng trọng dụng. Số phận của Đằng Phi, đúng là chỗ mà Hạ Tưởng quan tâm, sau khi trở về quận Hạ Mã, Phó Hiểu Bân là người đầu tiên nhắc tới Đằng Phi trước mặt hắn. Có thể thấy được. Phó Hiểu Bân hiểu rất rõ thế lực phân bố và lập trường của tất cả ủy viên thường vụ trong quận ủy. Đằng Phi ở quận Hạ Mã là đi lại nhiều nhất với Mộ Duẫn Sơn, nhưng chớ quên, y là được Hồ Tăng Chu đề bạt đi lên, đồng thời cũng là ủy viên thường vụ quận ủy. Ở các vấn đề lớn, y không thể mọi chuyện đều đi theo Mộ Duẫn Sơn, dù sao y cũng là nhân vật số một của quận Hạ Mã. Lại có thêm vấn đề lớn của việc chọn vị trí đứng, y càng không thể giống với người ta, Mộ Duẫn Sơn hướng về đông. Y không hướng về Tây. Bởi vậy, thân là một chức vụ mấu chốt bên trong quận ủy, lập trường trưởng ban tuyên giáo, Hạ Tưởng cũng rất coi trọng, Phó Hiểu Bân vừa bắt đầu liền nhắc tới Đằng Phi, cũng là khiến hắn trong lòng vui sướng, Phó Hiểu Bân là một nhân tài. Có thể đoán được chỗ hắn quan tâm, chính là cấp dưới đáng tin cậy. Ồ, anh và Đằng Phi cũng có tiếng nói chung. Hạ Tưởng rất có hứng thú hỏi một câu. Ngày hôm qua sau khi Bí Thư Trang và trưởng ban Mộ cãi nhau, tôi thấy trưởng ban Đằng hơi dầu dĩ không vui, liền đem trà ngon vừa mua tới tìm ông ta nói chuyện phiếm. Phó Hiểu Bân thích hút thuốc, một bên nhả khói, một bên hiểu ý mà cười. Trò chuyện một hồi, tôi liền sờ thấu suy nghĩ của trưởng ban Đằng, ông ta cùng Mộ Duẫn Sơn quan hệ tâm đầu ý hợp, không có chuyện gì không nói, nhưng lại đối với thị trưởng Hồ rất có cảm tình, nghe ý tứ của ông ta là... Mộ Duẫn Sơn cũng hướng ông ta lộ ra lập trường khiến ông ta chuyển hướng Phó Tiên Phong. Đằng Phi thái độ khó xử, khá phù hợp với suy đoán của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng có nhận thức đối với Đằng Phi chính là con người ông ta khá được, nhưng tính cách hơi không quả quyết, lập trường lắc lư. Con người trưởng ban Đằng khá được, Hiểu Bân, anh về sau cùng trưởng ban Đằng nói chuyện tâm sự nhiều một chút, kết giao bạn bè, trưởng ban Đằng đối nhân xử thế nặng nhất là tình cảm, anh cũng thích kết giao bằng hữu. Có phải hay không? Tuy rằng cho dù tranh giành được Đằng Phi cũng không nhất định đáng tin, nhưng Hạ Tưởng vẫn nguyện ý tranh thủ một chút. Dù sao có Phó Hiểu Bân ra mặt, cho dù không thể khiến Đằng Phi hoàn toàn chuyển sang hướng mình,
cũng muốn khiến ông ta duy trì một lập trường trung lập cho thỏa đáng, không đến mức lên tiếng phản đối trên ủy viên thường vụ. Phó Hiểu Bân ngầm hiểu, gật đầu mỉm cười. Tôi thích nhất kết giao bằng hữu, lần trước cùng trưởng ban Đằng nói chuyện coi như rất vui vẻ, coi như có một sự khởi đầu tốt đẹp, phỏng chừng về sau cũng sẽ có tiến triển không tồi. Y Tiến đến báo cáo công tác với Hạ Tưởng, chính là muốn nghe chỉ thị của Hạ Tưởng, xem Hạ Tưởng đối với việc lôi kéo Đằng Phi là một lập trường thế nào. Nếu Hạ Tưởng tỏ vẻ đồng ý, chính là thái độ tán thành đối với cách làm của Y. Khiến cho Y vô cùng đắc ý về việc Y đi đúng một bước, chạm đúng tâm tư lãnh đạo. Phó Hiểu Bân vui dạo rực rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, cân nhắc xem làm thế nào tiếp tục xâm nhập phát triển quan hệ, bằng hữu giữa Y và Đằng Phi. Y đối với thế cục quận Hạ Mã vẫn là giữ thái độ lạc quan, đừng xem Lý Hàm hiện tại bắt đầu tiến triển thủ đoạn, bắt đầu đấu sức với Hạ Tưởng, nhưng Y rất tin tưởng cuối cùng người thắng khẳng định là Hạ Tưởng. Khi Hạ Tưởng còn là chủ tịch quận còn có thể đánh ngã Bạch Chiến Mặc thân là bí thư, hiện tại Hạ Tưởng thân là nhân vật số 1, lại có thể không đối phó được một Lý Hàm nhân vật số 2 sao. Chủ yếu là Phó Hiểu Bân hơi chướng mắt tác phong của Lý Hàm, luôn cứ cảm thấy Lý Hàm hơi làm ra vẻ, không đủ rộng lượng. So sánh với Hạ Tưởng, cách đối nhân xử thế hơi giả bộ. Tuy nhiên Phó Hiểu Bân lại mơ hồ hơi lo lắng, hậu trường lớn nhất của Bí Thư Hạ là Trần Phong sắp rời thành phố Yến, tuy rằng cũng nghe nói Bí Thư Hạ và thị trưởng Hồ quan hệ cũng khá tốt, nhưng tính cách thị trưởng Hồ không đủ mạnh, cho dù lên làm Bí Thư, cũng không chắc có thể chèn ép được Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong và Bí Thư Hạ là đối thủ cạnh tranh, sau khi ông ta lên làm thị trưởng, Bí Thư Hạ có thể yên được sao? Còn có một ngày. Gần đây quận Hạ Mã có một tin đồn, nói là Lý Hàm và Diệp Thạch Sinh quan hệ không tồi, tuy rằng chưa chứng thật, nhưng thấy tác phong gần đây của Lý Hàm trong quận ủy, cùng với giọng quan liêu của gã ta càng ngày càng hách dịch, Phó Hiểu Bân trong lòng cũng biết, chỉ sợ tin đồn là thật. Nếu Lý Hàm thật sự dựa vào cây đại thụ bí thư tỉnh ủy này, có thể đè ép bí thư Hạ hay không? Một ý niệm trong đầu ở trong lòng y chợt lóe mà qua, có nên đúng lúc hướng Lý Hàm tỏ vẻ dựa dẫm hay không? Nếu chẳng may Lý Hàm gió tây áp đảo gió đông, thì ngày tháng y ở quận Hạ Mã sẽ càng khổ sở rồi. Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ hiện lên trong chốc lát, lập tức y lại phủ định ý tưởng rằng mọi việc đều thuận lợi, ở mặt ngoài thì thấy thực lực Hạ Tưởng hiện tại giảm mạnh, nhưng Hạ Tưởng luôn luôn thủ đoạn ngoài dự đoán của mọi người, ai biết sau lưng hắn có thể có chỗ dựa vững chắc cứng rắn hơn hay không. Hơn nữa, Phó Hiểu Bân y cũng không phải là nhân vật cây cỏ đầu tường, phải kiên định lập trường. Phó Hiểu Bân kiên định lập trường, vui tươi hớn hở đi tìm Đằng Phi. Giữa trưa, Hạ Tưởng lần lượt gọi mấy cuộc điện thoại cho Lý Thấm, Tiêu Ngũ, Tôn Hiện Vĩ, thảo luận động tác bước tiếp theo. Thị trường bất động sản quận Hạ Mã hiện tại là một trận khói lửa, đều giơ cao lá cờ xúc tiến tiêu thụ, các hạng mục hoạt động xúc tiến tiêu thụ phấn khích lộ ra, cổ động toàn bộ thị trường tiêu thụ vô cùng náo nhiệt. Thương mại trường cơ khống chế nguồn nhà ở cũng là xúc tiến độ tiêu thụ không nhỏ. Lại lần nữa giành lại không ít thị trường, nói chung là tối đa mức có thể. Hiện tại triển vọng tiêu thụ khu chung cư các nơi rất có lợi thế, thị trường bất động sản quận Hạ Mã bước đầu bày ra hình thức giếng phun trào. Giếng phun trào, từ góc độ GDP mà xem, từ chiến tích của cán bộ mà xem, là chuyện tốt. Nhưng theo lâu dài mà xem, giếng phun qua đi, sẽ đến thời kỳ rớt giá. Hơn nữa giếng phun hiện tại là hiện tượng giả bị Nguyên Minh Lượng cố ý tạo ra. Là giếng phun cưỡng ép nâng cao giá, tất nhiên sẽ có di chứng và hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hiện tại giếng phun ban đầu, cũng không thể áp chế, bởi vì vẫn chưa đến thời điểm bão hòa. Là lúc nên khiến bất động sản Giang Sơn khởi công khu nhà cho người thu nhập thấp, trong lòng Hạ Tưởng đã có chủ ý. Chỉ là không ngờ, thủ đoạn Phó Tiên Phong tiến hành quá nhanh lại sắc bén. Buổi chiều vừa vào ca, Lý Hàm liền đề nghị mở hội nghị thường vụ thảo luận tình thế kinh tế của quận Hạ Mã. Bình thường chủ tịch quận đề nghị mở hội nghị thường vụ, trước đó sẽ đánh tiếng với bí thư, nhưng Lý Hàm không chào hỏi hắn trước, hơn nữa giọng điệu đề nghị tổ chức hội nghị lại vô cùng bức thiết, Hạ Tưởng không đè ép, cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý. Vừa vào phòng họp, Hạ Tưởng liền cảm thấy bầu không khí có chút bất thường, bởi vì sắc mặt Lý Hàm không tốt lắm, đồng thời mấy ủy viên thường vụ có quan hệ tốt với Lý Hàm, cũng là vẻ mặt lạnh lùng, giống như có vấn đề lớn gì đó sắp xảy ra. Chương 726, gọi nhịp. Nếu mà Hạ Tưởng không biết trước được có vấn đề lớn xảy ra ở quận Hạ Mã, thì có thể nói trước bí thư quận ủy của hắn coi như quá thất bại. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa nghe được tin tức gì,
vậy chứng minh rằng, cho dù có vấn đề lớn xảy ra, thì cũng chỉ là vấn đề do Lý Hàm đơn phương tạo ra mà thôi. Hạ Tưởng liền vẻ mặt trấn tĩnh ngồi vào ghế chủ trì của mình, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Các đồng chí, hôm nay theo đề nghị của đồng chí Lý Hàm, mời dự họp hội nghị thường vụ, cụ thể là vì sự tình gì, đồng chí Lý Hàm không có báo cáo với tôi, bởi vậy tôi trước hết không phát biểu ý kiến, mời đồng chí Lý Hàm đề xuất đề tài thảo luận. Hạ Tưởng giọng điệu ôn hòa, Lý Hàm nghe xong mí mắt nhảy dựng, biết ngụ ý của Hạ Tưởng có chút bất mãn đối với y, vội bài trừ vẻ tươi cười, nói. Bởi vì ngày hôm qua Bí Thư Hạ không ở quận Hạ Mã, cho nên hội nghị hôm nay không kịp báo cáo với Bí Thư Hạ trước, là sai sót trong công tác của tôi. Lý Hàm tự mình phê bình rất không có thành ý, chỉ là sơ lược qua loa, ủy viên thường vụ đang ngồi đều anh nhìn tôi nhìn anh, trong lòng hiểu rõ hội nghị hôm nay, e là bầu không khí không được vui vẻ đây. Trên công tác hội nghị thường vụ chính phủ hôm qua, đồng chí Quách Lục đưa ra sự hỗn loạn của thị trường bất động sản quận Hạ Mã trước mắt, trận chiến giá cả không có lợi cho sự điều tiết của thị trường, cũng không có lợi cho cục diện chính trị yên ổn đoàn kết của quận Hạ Mã, lại càng không lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Bởi vậy, đồng chí Quách Lục đề nghị chính phủ đưa ra văn kiện liên quan, điều tiết lại các hoạt động thị trường của các nhà đầu tư phát triển, không thể mất đi lý trí mà mở ra một cuộc chiến giá cả, hoặc là dùng bất kỳ danh nghĩa xúc tiến tiêu thụ gì đó tiến hành trận chiến giá cả. Cuối cùng hội nghị thường vụ chính phủ hình thành quyết nghị, quyết định tiến hành hẹn các nhà đầu tư phát triển lớn của quận Hạ Mã bàn bạc, vấn đề giá cả tiến hành liên kết hữu hiệu. Lời Lý Hàm lập tức dẫn tới một số âm thanh nghị luận. Cái gì, chính phủ can thiệp vào hoạt động thị trường? Chính phủ ra mặt điều tiết giá cả, trói buộc nhà đầu tư phát triển không thể độc lập định giá. Nói đùa gì đây, đã là thời đại nào rồi, chính phủ còn muốn can thiệp vào quyền tự chủ của nhà đầu tư phát triển. Hạ Tưởng hơi hơi nhíu mày, trực giác nói với hắn, phía sau lời đề nghị của Lý Hàm, là ánh mắt lạnh lùng của Phó Tiên Phong, là nụ cười đắc ý của Nguyên Minh Lược, là ý đồ đen tối lấy hành vi chính phủ để âm mưu thao túng thị trường. Không thể không nói, Phó Tiên Phong lần này ra tay rất sắc bén, tiêu chuẩn rất cao, nếu thành công, có thể nhanh chóng bình ổn thương mại trường cơ mang đến áp lực đối với các nhà đầu tư phát triển khác muốn tiến vào thị trường với giá thấp. Quả thật, Hạ Tưởng cũng không phải muốn khiến cho mấy nhà đầu tư phát triển có tiền không kiếm, nhưng dù sao mấy nhà đều là muốn thực sự đặt nền móng ở quận Hạ Mã, muốn phát triển lâu dài tại thành phố Yến, thì không thể làm ra cái chuyện mổ gà lấy trứng. Nguyên Minh Lượng thì tất nhiên không cần buồn phiền hậu quả về sau, chỉ để ý đem giá cả nâng đến mức cao nhất có thể, sau đó lần lượt bán tháo ra, rồi phủi mông bỏ đi là xong chuyện, còn thị trường bất động sản quận Hạ Mã về sau là sống hay chết, thì không có một xu quan hệ với y. Theo kế lâu dài, giá nhà cho dù có tăng lên, cũng cần phải tăng một cách ổn định và có trật tự, bất kỳ sự gia tăng miễn cưỡng không hợp lý nào, thế nào cũng sẽ sụp đổ trượt dốc nhanh chóng. Quận Hạ Mã hiện tại chính là kết quả của sự gia tăng không hợp lý, hắn xuất phát từ sự trân trọng đối với thị trường, lấy toàn bộ ích lợi quận Hạ Mã cố gắng tạo ra sự bình ổn giá cả, nên đã đụng chạm đến ích lợi của các nhà đầu cơ bất động sản, đụng chạm đến ích lợi của Phó Tiên Phong, Nguyên Minh Lượng cùng với Triệu Tiểu Phong. Phó Tiên Phong trước khi chưa ngồi lên ngai vàng thị trường, thì đã bắt đầu từ cấp độ chính trị ra tay tạo vấn đề, ích lợi kinh tế, chính trị đi đầu, đúng như dự đoán. Hạ Tưởng ở giai đoạn đầu đã nỗ lực một thời gian dài, lại thừa dịp Phó Tiên Phong không ra tay hết sức, thong dong nắm bắt mấy khu đất. Vì tập đoàn Đạt Tài, bất động sản Thiên An, bất động sản Giang Sơn, bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ lên kế hoạch, sao có thể để mặc Phó Tiên Phong dễ dàng đem thành quả chỉ trong chốc lát hủy hoại tất cả. Mắt hắn lộ ra vẻ nghi ngờ, không chút để ý liếc mắt nhìn Trần Thiên Vũ một cái. Trần Thiên Vũ cũng không hề tiết lộ tin tức với hắn trước. Có phần không thể nào nói nổi. Trần Thiên Vũ vẻ mặt xấu hổ, âm thầm lắc lắc đầu, lại giơ ra một ngón tay vẫy vẫy, ý tứ là y cũng không có cách nào. Hạ Tưởng liền có chút buồn bực, hội nghị công tác thường vụ chính phủ, Trần Thiên Vũ thân là phó chủ tịch thường trực quận, có quyền phát ngôn trọng yếu, nếu y không đồng ý, chẳng lẽ Lý Hàm sẽ cưỡng ép thông qua? Trừ phi là Tạ Nguyên Thanh cũng giữ thái độ ủng hộ. Hạ Tưởng lại liếc mắt nhìn Tạ Nguyên Thanh một cái. Thấy Tạ Nguyên Thanh vẫn là cái thái độ không có gì đáng kể, trong lòng hiểu thêm vài phần. Chủ tịch quận ở bên trong Ủy ban Nhân dân quận, nói 102, muốn định ra giai điệu của hội nghị chính phủ không phải việc khó, nếu Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân phản đối,
rồi có thêm Trần Thiên Vũ phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Đầu tiên có Quách Lục đề nghị, lại có Tạ Nguyên Thanh phụ họa, Lý Hàm hoàn toàn có thể mượn cơ hội đưa ra quyết định. Lập trường Tạ Nguyên Thanh càng ngày càng nghiêng về hướng Lý Hàm, có chút khiến Hạ Tưởng không vui, có cơ hội phải đánh một đòn thích hợp vào Tạ Nguyên Thanh, ông ta là người do Ngô Tài Giang an bài, cho dù không nhất định phải nhất trí lập trường với mình, cũng không nên đối nghịch với mình ở bên ngoài mới là đúng. Tạ Nguyên Thanh nếu không đáng để lo nghĩ, thì lập trường Quách Lục lại có một chút tinh tế. Nhớ tới Tô Công Thần tiếp cận Hồ Tăng Chu trong thành ủy, Quách Lục lại tiếp cận Lý Hàm ở quận Hạ Mã, hai người rốt cuộc là người cùng một con đường, mọi việc đều thuận lợi thực hiện không có sai biệt. Lần trước ở tiệc sinh nhật Hồ Tăng Chu, sau khi Hạ Tưởng và Tô Công Thần so chiêu, sau việc đó, dưới sự triệu tập của Tô Công Thần, Hạ Tưởng và Quách Lục cùng ngồi với nhau, tuy nhiên lúc ấy cũng không nói nhiều lời có ích cho lắm. Hơn nữa Quách Lục còn có chút kiêu ngạo, thái độ không đủ khiêm tốn, Hạ Tưởng liền đối với ấn tượng của y rất bình thường. Sau đó, cũng không có nhiều tiếp xúc với y. Không nghĩ tới, Quách Lục bất động thanh sắc đã dựa dẫm qua Lý Hàm, cũng có chút ra ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, cũng càng chắc chắn suy đoán của hắn, hẳn là tin đồn bên ngoài về quan hệ của y và Diệp Thạch Sinh là không sai, nếu không, sẽ không có nhiều phái trung gian đều đầu quân sang y. Nếu chỉ là một phó tiên phong, Lý Hàm vẫn chưa đủ hình thành hiệu ứng bình thông nhau với các thế lực trung gian ở quận Hạ Mã. Hơn nữa giữa Lý Hàm và phó tiên phong, tạo cho người ta có cảm giác cũng không phải là quan hệ vô cùng chặt chẽ, rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm về giao tình sâu đậm giữa hai người. Cho dù phó tiên phong ở ngoài mặt nâng đỡ Lý Hàm, thành ủy còn có bí thư thành ủy, còn có trưởng ban tổ chức cán bộ, còn có phó thị trưởng thường trực, v.v. Phó tiên phong cũng không thể có lực ảnh hưởng quá chói lọi, ngoại trừ quầng sáng của bí thư tỉnh ủy, bất cứ kẻ nào đều không có khả năng mang đến lực ảnh hưởng có hiệu ứng như thế. Hơn nữa, Lý Hàm thấy lời y sau khi tung ra, dẫn đến chấn động không nhỏ, trở thành trung tâm chú ý của mọi người, trong ánh mắt âm thầm có vẻ đắc ý, lại tiếp tục tung ra một tin tức nặng đô hơn. Ngày hôm qua khi tôi đi tỉnh ủy báo cáo công tác với Bí thư Diệp đối với sự hỗn loạn giá cả của thị trường bất động sản quận Hạ Mã tỏ vẻ chú ý nghiêm trọng, chỉ thị tôi phải từ cái nhìn đại cục mà xem xét vấn đề. Tôi nghĩ chỉ thị tinh thần của Bí thư Diệp chính là để cho quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã từ cấp độ chính sách thỏa đáng hướng dẫn chỉ đạo lại sự hỗn loạn của giá cả. Bởi vậy, tôi đề nghị với hội nghị thường vụ, tiến hành thảo luận vấn đề giá cả bất động sản quận Hạ Mã, mời Bí thư Hạ, các vị ủy viên thường vụ phát biểu cái nhìn. Hạ Tưởng nheo mắt lại, đầy thâm ý liếc mắt nhìn Lý Hàm một cái, Lý Hàm cuối cùng vẫn là tung ra Diệp Thạch Sinh, lấy quầng sáng bí thư tỉnh ủy đè người, uy lực không phải là nhỏ, tuyệt đối có thể khiến cho lập trường của không ít người lung lay. Hắn biết rõ, bình thường hắn luôn là người tỏ thái độ cuối cùng, hôm nay phải tỏ rõ lập trường trước, phải tạo một áp lực cho mọi người. Không ngờ hắn còn chưa mở miệng, Tạ Nguyên Thanh liền vô cùng lỗi thời mà giành lời nói trước. Thị trường phải quy phạm hóa, cần chính phủ hay không có ích lợi gì. Mọi người tranh nhau cùng giảm giá, còn làm ra các hoạt động quảng cáo xúc tiến tiêu thụ đủ các loại mặt hàng, sự thiệt hại của giảm giá cũng có ảnh hưởng đến thu nhập từ thuế của chính phủ. Hạ Tưởng không vui liếc mắt nhìn Tạ Nguyên Thanh một cái, nếu nói Tạ Nguyên Thanh giữ lập trường trung gian, hoặc là nói chuyện bí ẩn khó hiểu cũng không có gì, nhưng hiện tại lại là vô cùng kiên định đứng chung hàng với Lý Hàm, khiến cho sự nhẫn nại của hắn đối với Tạ Nguyên Thanh đã tới giới hạn. Trần Thiên Vũ nhìn ra Hạ Tưởng chán ghét Tạ Nguyên Thanh, liền đúng lúc đứng dậy, khẽ cười một tiếng. Vừa rồi Chủ tịch quận Lý nói, trước đó chưa nói qua đề tài thảo luận hôm nay với Bí thư Hạ, cho nên trước khi Bí thư Hạ vẫn chưa tỏ thái độ, những ủy viên thường vụ khác tốt nhất không nên tùy tiện phát biểu ý kiến trước hết hãy lắng nghe chỉ thị của Bí thư Hạ. Có ý nghĩa rất rõ ràng, ngụ ý chỉ thẳng Tạ Nguyên Thanh là lỗi thời. Tạ Nguyên Thanh lập tức mặt đỏ lên, hừ, một tiếng đứng lên, lấy tay chỉ Trần Thiên Vũ. Chủ tịch quận Trần, ông muốn mắng tôi thì cứ nói rõ, không cần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Dầm, một tiếng, Hạ Tưởng đập bàn một cái. Tạ Nguyên Thanh, hiện tại là đang mở hội nghị thường vụ, không phải chỗ cho ông cãi lộn. Nếu ông không muốn tham gia hội nghị, có thể đi ra ngoài ngay bây giờ. Hạ Tưởng chưa từng nóng giận trên hội nghị thường vụ, hôm nay là lần đầu tiên đập bàn. Cái uy của sự tức giận, lập tức khiến tất cả mọi người đều trong lòng rùng mình, cả hội trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ, cũng không dám thở mạnh. Lý Hàm ánh mắt lóe lên,
dũng khí vừa mới dâng trào phút chốc biến mất hơn phân nửa. Hạ Tưởng bình thường luôn tươi cười, hôm nay giận dữ, cũng là cả vú lấp miệng em, làm cho người ta không dám nhìn gần, quan uy mạnh mẽ, khiến ông ta trong lòng phát rét. Hóa ra Hạ Tưởng không giận còn đỡ, vừa tức giận, cũng là quan uy biểu lộ, đồng thời cũng khiến trong lòng ông ta hiểu được, nhân vật số một rốt cuộc vẫn là nhân vật số một, quyền uy không để cho xâm phạm. Cho dù ông ta đưa ra Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng không nể tình cũng không nể mặt. Ở mặt ngoài Hạ Tưởng là quát mắng Tạ Nguyên Thanh, trên thực tế, chính là trực tiếp phản bác đối với đề nghị vừa rồi của ông ta, cho thấy Hạ Tưởng vô cùng kiên định lập trường, không đồng ý. Cho dù ông lấy bí thư tỉnh ủy đến đè đầu hắn, lần đầu tiên đập bàn trên hội nghị thường vụ, thái độ mạnh mẽ cứng rắn, giọng điệu rất kiên quyết, chính là muốn cho mọi người một cảnh cáo, khiến tất cả mọi người đều biết, ở quận Hạ Mã, ai mới là nhân vật số một chủ trì toàn diện công tác. Tạ Nguyên Thanh bị Hạ Tưởng giáp mặt chỉ trích, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, mặt càng đỏ hơn, há miệng thở phì phò, rốt cục vẫn là cúi đầu. Rất xin lỗi, bí thư Hạ, là tôi quá kích động. Nói vừa xong, liền ngồi xuống, cúi đầu, không còn dám nói gì nữa. Mấy ủy viên thường vụ có quan hệ khá gần với Lý Hàm vốn muốn mượn cơ hội cùng Lý Hàm đoàn kết nhất trí, muốn trên hội nghị thường vụ hôm nay, hướng Hạ Tưởng đồng loạt gọi nhịp. Không nghĩ tới, Hạ Tưởng chỉ vỗ bàn một cái, liền lập tức khiến cho Tạ Nguyên Thanh từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất lập tức im hơi lặng tiếng, cũng lập tức loại khỏi tâm tư, rốt cuộc cũng không thể khơi dậy dũng khí. Chương 727, Phủ Quyết. Lại liên tưởng đến Hạ Tưởng năm đó bất động thanh sắc đã kéo Bạch Chiến Mặc xuống ngựa. Hiện tại đảm nhiệm nhân vật số 1, lại khó có được cơ hội phát huy quan uy, ai còn dám không thức thời đi vuốt râu hùm. Bí thư tỉnh ủy là nhân vật số 1 của tỉnh Yến, nhưng bí thư tỉnh ủy cũng không có khả năng dùng một câu nói đi miễn chức Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng lại có thể ở quận Hạ Mã, dùng một câu nói là có thể khiến cho bọn họ khó có thể khai triển công tác. Đâu nặng đâu nhẹ, vừa nhìn là thấy. Lý Hàm nhìn qua biểu hiện của mấy người bên phe mình, trong lòng thở dài một tiếng, Hạ Tưởng xây dựng ảnh hưởng, quả nhiên không thể dao động, chỉ bằng một cái đập bàn ra oai, khiến cho kế sách mà ông ta tỉ mỉ chuẩn bị phó cho dòng nước cuốn trôi, tình thế tuyệt không chút lạc quan. Quả nhiên, Hạ Tưởng trực tiếp phủ định đề nghị của Lý Hàm, cũng không một chút nể tình. Đề nghị của Chủ tịch quận Lý, quan điểm của tôi là không quá thích hợp. Hay cho câu, không quá thích hợp, tương đương với một phiếu phủ quyết. Chính phủ can thiệp vào hoạt động của xí nghiệp, vốn chính là ở dưới tình thế thị trường kinh tế trước mặt là một sự thụt lùi. Quận Hạ Mã là quận mới, phải có thời tiết mới, thị trường định vị thế nào, thị trường định giá thế nào, thị trường xúc tiến tiêu thụ thế nào, là việc của thị trường, là hoạt động của doanh nghiệp, chính phủ chỉ có thể từ mặt chính sách chỉ đạo, mà không phải cụ thể tiến hành chỉ đạo vấn đề giá cả. Quận Hạ Mã hiện tại là tiêu điểm của tỉnh thành, nếu chúng ta hẹn nhà đầu tư phát triển bàn bạc, khoa tay múa chân về vấn đề định giá, nếu chẳng may lại xuất hiện sự cố, ghi âm, lần nữa, trách nhiệm do ai chịu đây? Lý do của Hạ Tưởng cũng khá đủ, tung ra sự cố, ghi âm, của Bạch Chiến Mặc, lập tức đánh trúng điểm yếu của mọi người, ngay cả Lý Hàm cũng là vẻ mặt biến sắc, kinh ngạc há to miệng, sửng sốt một hồi, mới âm thầm lắc lắc đầu. Lý Hàm thầm nghĩ rằng, sai lầm. Quá sai lầm, chỉ nghe tin một bên của Phó Tiên Phong, lại bởi vì có Bí Thư Diệp làm chỗ dựa, ông ta liền muốn cùng Hạ Tưởng phân rõ phạm vi thế lực ở quận Hạ Mã, không suy xét cẩn thận tiền căn hậu quả, lại quên mất sự cố, ghi âm, khiến người băn khoăn lo lắng. Ý kiến của tôi là, thị trường bất động sản quận Hạ Mã hiện tại rất có trật tự, hoạt động của doanh nghiệp là hoạt động thương mại bình thường, chúng ta căn bản không có quyền can thiệp, nếu không truyền ra ngoài. Nhà đầu tư sau này sẽ nhìn quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã như thế nào? Chuyện này không cần thiết thảo luận. Hạ Tưởng giải quyết dứt khoát, một con đường sống cũng không chừa, hoàn toàn phủ quyết. Hạ Tưởng chính là không muốn để lại bất kỳ đường lui nào cho Lý Hàm, bởi vì Lý Hàm dùng thủ đoạn vô cùng ác liệt xen ngang vào, đã từng là kỹ xảo thường dùng của bọn quan liêu bảo thủ thành phố Yến. Năm đó, có nhà doanh nghiệp tư nhân từng bị chính quyền địa phương bức ép đến phá sản. Còn bị một đám cảnh sát bịa đặt vu cáo hãm hại, không hề có chứng cứ gì cả thì bắt giam 100 ngày, tạo thành sự kiện ác tính vô cùng ảnh hưởng đến hoàn cảnh đầu tư, làm cho công tác thu hút đầu tư của thành phố Yến trong thời gian dài bị trì trệ không tiến. Thành phố Yến một lần bị người ta coi là thành phố trái chính là ý chỉ thành thị theo chủ nghĩa bảo thủ cánh tả. Mặc kệ Lý Hàm có nâng ra Diệp Thạch Sinh hay không,
mặc kệ Diệp Thạch Sinh có vui hay không, Hạ Tưởng cũng phải cứng rắn, mạnh mẽ mà chống chọi lại, không thể có chỗ cho đàm phán. Bởi vì chuyện này có mở đầu không tốt, có khả năng khiến cho một số người có dụng tâm khác nhìn thấy chỗ có lợi, có thể lợi dụng quyền lực trong tay thao túng thị trường thì không nói, mà còn có thể dùng để gây khó dễ các nhà đầu tư, mượn cơ hội liếm bại, nhận hối lộ. Ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của hắn là một, mặt khác, lỗ hổng bất chính thì không thể mở, một khi bị hở, thì như lũ vỡ đê, sớm muộn gì sẽ trở thành đại dương mênh mông. Cho dù Diệp Thạch Sinh vì vậy đối với hắn có ấn tượng không tốt, cho rằng hắn không nể mặt Đường Đường bí thư tỉnh ủy, hắn cũng phải cưỡng ép đứng vững trước áp lực, hơn nữa Lý Hàm chỉ là nâng ra Diệp Thạch Sinh, cũng không có điện thoại Diệp Thạch Sinh gọi tới, ngay đến chút năng lực chịu đựng này mà Hạ Tưởng cũng không có, hắn sẽ không là Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, chuyện này bí thư phó cũng tỏ vẻ chú ý nghiêm trọng, chúng ta có nên thích hợp mà thảo luận một chút, hoặc là ít nhất hình thành một quyết nghị không có lực trói buộc, cũng tiện giải thích với lãnh đạo cấp trên. Mộ Duẫn Sơn nâng ra phó tiên phong, với ý đồ tạo thêm áp lực với Hạ Tưởng, làm cho Hạ Tưởng thích hợp làm chút nhượng bộ mới được, cũng tiện lấy lại chút thể diện cho bên hệ Lý Hàm. Vấn đề nguyên tắc không phải nói về vấn đề thể diện, Hạ Tưởng lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, lại vẫn như cũ với ánh mắt kiên định nói. Bí thư Diệp nếu thật sự chú ý chuyện này, tôi sẽ tự mình giải thích với ông ta. Bên thành ủy, đợi sau khi vấn đề nhân sự giải quyết xong, tôi cũng sẽ tự mình giải thích với bí thư thành ủy, thị trưởng. Còn có vấn đề gì nào? Được, Hạ Tưởng trực tiếp đem toàn bộ trách nhiệm ôm hết lên người, dám làm dám nhận, chẳng khác nào không nể mặt cả bí thư tỉnh ủy và thị trưởng mới. Tất cả mọi người không ngờ Hạ Tưởng sẽ mạnh mẽ, cứng rắn như thế, đều tự hít lấy một hơi. Mọi người đang ngồi đều là kẻ lõi đời trong quan trường, mặt mũi cấp trên là phải nể ba phần, cho dù không đi nữa, cũng phải đem sự việc xử lý chu toàn, khiến cho người ta không còn lời nào để nói. Bí thư Hạ quá hay, trực tiếp ở ngay trước mặt tất cả ủy viên thường vụ, nhất mực phản bác, thật đúng là to gan lớn mật. Bí thư Hạ làm sao có sức mạnh như thế? Hạ Tưởng làm sao có sức mạnh, mọi người đang ngồi tất nhiên đều không rõ, Hạ Tưởng lại trong lòng đều biết. Hắn biết rõ Diệp Thạch Sinh quả quyết sẽ không bởi vì chuyện này mà tự mình gọi điện thoại cho hắn tạo áp lực, Phó Tiên Phong lại càng không. Diệp Thạch Sinh là thân phận tự cao, hoặc là Diệp Thạch Sinh căn bản là chưa từng có chú ý gì nhiều về vấn đề giá nhà ở quận Hạ Mã, đây chỉ là Lý Hàm xé hổ ra làm văn thôi, mà Phó Tiên Phong lại biết chắc chắn là mình sẽ không nể mặt nể tình gì y, lại càng không phục tùng áp lực của y, hơn nữa Phó Tiên Phong trong Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng không phải ở địa vị nói 102. Lý Hàm còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên, điện thoại Triều Vĩ Cương không biết điều vang lên. Điện thoại của Triều Vĩ Cương, chính là điện thoại của Hạ Tưởng, anh ta ở hội nghị thường vụ đảm nhiệm nhân viên ghi chép, tự biết thân phận, cũng không dám mở di động của mình. Triều Vĩ Cương nhìn thoáng qua cuộc gọi đến, nhỏ giọng mà xin chỉ thị. Lãnh đạo, là tỉnh ủy gọi đến. Các vị đang ngồi đều ngây người sửng sốt, sao mà khéo thế, sao mà nhanh vậy, chẳng lẽ là bí thư Diệp gọi điện thoại tới hỏi tội. Hạ Tưởng lại vẻ mặt thản nhiên, giơ tay tiếp nhận điện thoại. Cũng không có trốn tránh ai, trực tiếp nghe máy. Xin chào, tôi là Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, tôi là Tiền Cẩm Tùng. Trong điện thoại truyền đến thanh âm thoải mái có chút vui mừng của Tiền Cẩm Tùng. Ngày mai tôi rời khỏi tỉnh Yến, nếu cậu có thời gian, đến tiễn tôi một đoạn, thế nào? Trưởng ban thư ký tỉnh ủy rời chức, tự mình chỉ đích danh một bí thư quận ủy đưa tiễn, thâm ý sâu sắc, Hạ Tưởng cũng hiểu là Tiền Cẩm Tùng muốn trước mặt hai cấp lãnh đạo tỉnh và thành phố. Nâng đỡ hắn, coi như báo đáp lại ân tình năm xưa mà hắn từng giúp Tiền Cẩm Tùng gặp mặt Khâu Gia. Hạ Tưởng liền đồng ý. Trưởng ban thư ký thăng chức đến tỉnh Lĩnh Nam, tôi nhất định đúng giờ đến tỉnh ủy tiễn đưa ngài.